Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 1086, mèo ba chân có eo hổ. Chủ tịch Trử, nếu anh ta dùng biện pháp khác để gõ lên đầu tôi, như vậy anh Chu tôi không quá quan tâm. Nói thật, cho dù bí thư Vương Tử Quân lấy tôi ra làm vận tế cờ, tôi cũng không thèm nhăn mày. Vấn đề là chuyện này liên quan đến những nhân viên phá án của đơn vị, ngài nghĩ xem bọn họ khổ sở công tác, cuối cùng còn phải gánh chịu trách nhiệm. Tôi Chu Tiến Liên là lãnh đạo đơn vị, nếu như mặc kệ không quan tâm, sau này làm sao còn là chỗ dựa tinh thần cho thủ hạ chứ? Chữ Vận Phong nhìn vào hai mắt giống như có vài phần lệ nóng của Chu Tiến Liên, trong lòng không khỏi xuất hiện sự kiện 10 năm trước. Khi đó hắn là chủ tịch thành phố Lâm Hồ, Chu Tiến Liên là phó chánh án tòa án. Chữ Vận Phong căn bản không còn nhớ rõ chuyện kia là gì, thế nhưng Chu Tiến Liên lại gánh vác tất cả trách nhiệm không phải của mình. Cũng vì vậy mà Chữ Vận Phong mới có không gian phát triển, có một đám người dám liều mạng vì mình. Thế nhưng hiện tại vị trí của Chu Tiến Liên đã thay đổi, chẳng qua Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Chu Tiến Liên vẫn là Chu Tiến Liên năm xưa. Không ai bắt anh làm vật tế cờ, anh định làm thế nào? Công tác của các anh có vấn đề, thế nhưng lại biến thành hổ không cho ai sờ mông vào, không trừng phạt được, không cho người ta lên tiếng sao? Tuy Chữ Vận Phong vẫn dùng giọng răn dạy nói với Chu Tiến Liên, thế nhưng trong lời nói lại có vài phần quan tâm đến thủ hạ. Chu Tiến Liên căn bản không xa lạ gì những lời nói quan tâm của Chữ Vận Phong, trước kia hắn từng nhận nhiều lời giống như vậy. Vừa rồi hắn dõng dạc nói chuyện với lãnh đạo, cũng vì muốn lãnh đạo nói ra những lời quan tâm như thế. Lão lãnh đạo không làm cho Chu Tiến Liên thất vọng, chủ tịch Chữ vẫn là Chữ Vận Phong đứng đầu nhóm cán bộ thành phố Lâm Hồ như năm xưa. Trong đầu Chu Tiến Liên lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn có chút kích động, thế nhưng kích động đến cũng nhanh mà đi cũng mau. Chu Tiến Liên hiểu rõ ý nghĩ của Chữ Vận Phong, càng hiểu rõ lúc này mình không thể cúi đầu. Chủ tịch Chữ thích những người đàn ông kiên định, nếu mình mở miệng lật lọng, căn bản không có được chút danh dự, thậm chí còn bị chủ tịch Chữ xem nhẹ. Chủ tịch Chữ, tôi không phải nói công tác của đơn vị mình căn bản không thể động vào, tôi chỉ nói có người lấy lông gà làm lệnh tiễn, cố ý làm lớn chuyện. Chữ Vận Phong không chờ Chu Tiến Liên nói cho xong, lão vung tay nói. Chuyện này theo tôi thì dừng lại ở đây, tôi sẽ nói vài lời với Bí Thư Vương, anh nên làm tốt công tác của mình, nếu có bệnh tật gì thì tôi sẽ không tha cho anh. Chủ tịch Chữ, tôi nghe lời ngài. Chu Tiến Liên nhìn thấy Quý Tích nói chuyện giống như năm xưa của lãnh đạo, hắn cảm thấy rất vui mừng. Được rồi, đừng nói thêm nữa, cuối cùng cũng hiện nguyên hình mà thôi. Lúc này Chữ Vận Phong căn bản không còn chút ý nghĩ không vui nào về thủ hạ của mình. Lão nhìn gương mặt lo lắng của Chu Tiến Liên thế là cười cười nói. Anh an tâm công tác, chuyện liên quan đến Bí Thư Tử Quân đã có tôi rồi. Chữ Vận Phong nói rồi chợt nhớ đến thứ gì đó. Anh Chu, tôi nhớ hình như ngày mai là ngày mừng thọ 80 của bác nhà anh phải không? Chủ tịch Chữ, ngài có trí nhớ thật tốt, ngày mai chính là ngày mừng thọ 80 của mẹ tôi. Chu Tiến Liên thật sự không ngờ chủ tịch Chữ Vận Phong vẫn nhớ đến tuổi thọ của mẹ mình, thế là trong lòng hắn càng thêm kích động. Thế nào lại không nhớ rõ? Năm xưa khi bà cụ mừng thọ 70 thì tôi cũng có đi. Có câu người già như bảo vật, chỉ cần cụ nói tốt thì mọi người sẽ tốt. Vì vậy nên anh Chu, anh nhất định phải quan tâm đến các cụ. Quan tâm đến người già là gánh nặng đường xa, người khác cũng không thể giúp được gì, gánh nặng ngàn cân sẽ rơi lên đầu của anh, thậm chí sau vài năm nữa thì chúng ta cũng như cụ nhà mà thôi. Chữ Vận Phong nói đến đây thì trong giọng nói có vài phần tự giễu. Chu Tiến Liên mở miệng chặn lại. Chủ tịch Chữ, ngài cũng không già. Tôi còn trông mong ngài công tác thêm 10 năm nữa. Với vị trí hiện tại của Chữ Vận Phong, nếu công tác thêm 10 năm nữa sẽ tiếp tục được thượng cấp cất nhắc. Chu Tiến Liên nói ra câu này căn bản là một biểu hiện kiên trung, hơn nữa còn có vài phần nịnh bợ Chữ Vận Phong. Chữ Vận Phong sao lại không hiểu cho được? Lão vỗ vỗ vai Chu Tiến Liên rồi nói. Anh Chu, 10 năm qua anh phát triển không uổng phí, thậm chí còn nói nhiều hơn trước. Thế này đi. Anh phát thư mời cho Bí Thư Vương, nói mai là ngày mừng thọ cụ nhà, tôi nhất định sẽ đi đến tham gia. Xét từ góc độ của Chu Tiến Liên thì hắn căn bản không hy vọng xa vời là chủ tịch Chữ Vận Phong sẽ đến tham gia tiệc mừng thọ. Lần này mừng thọ mẹ hắn,
hắn cảm thấy chủ tịch Trữ Vận Phong cho chị nhà đến là quá tốt rồi, không ngờ chủ tịch Trữ vẫn nhớ đến tình bạn cũ, lại tự mình đến tham gia. Vô tình Chu Tiến Liên càng thêm kích động, nếu như nói vừa rồi chỉ là chút biểu hiện lấy lòng lãnh đạo, bây giờ hắn càng thêm thành tâm và chân tình. Chủ tịch Trữ, tôi thật sự cảm tạ ngài. Chu Tiến Liên nói vài câu rồi rời khỏi phòng làm việc của Trữ Vận Phong. Lúc này Trữ Vận Phong ngồi sau bàn làm việc của mình, lão khẽ nhíu mày, thế nhưng trong lòng lại liên tục bùng sóng. Tuyến trên điều đến một cán bộ trẻ tuổi, chẳng lẽ muốn chúng tôi phải làm bảo mẫu vài năm sao? Trữ Vận Phong gạt tàn thuốc rồi dùng giọng có vài phần oán giận nói. Trữ Vận Phong căn bản có khuynh hướng muốn đưa Trân Hồng Lỗi tiến lên đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp, không chỉ Trân Hồng Lỗi là thuộc hạ cũ của lão, còn có một ý nghĩ cụ thể hơn nhiều. Đó là lão cảm thấy Trân Hồng Lỗi là một người có năng lực dám nghĩ dám làm, nếu như Trân Hồng Lỗi tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, như vậy sẽ căn bản cho ra những thành tích hộ giá hộ tống kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ. Trữ Vận Phong nghĩ như vậy và cũng đề cử với thượng cấp giống như vậy, cuối cùng Trân Hồng Lỗi cũng không thể trở thành bí thư ủy ban tư pháp như ý muốn. Lão biết đó là tác dụng của bí thư Diệp Thừa Dân, lão căn bản cũng không thoải mái vì hành vi như vậy của đối phương. Nhưng Diệp Thừa Dân dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy, cũng không hy vọng người của Trữ Vận Phong tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp. Nhưng thượng cấp lại phái đến một vị cán bộ quá trẻ tuổi, điều này cũng không khỏi làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy cuống quýt. Trữ Vận Phong căn bản cũng không yêu không ghét với một cán bộ trẻ tuổi như Vương Tử Quân, nhưng Chu Tiến Liên là người nói nhiều, nói xong lại làm lòng lão bùng sóng, cảm thấy đối phương căn bản quá trẻ người non dạ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thư ký Xà Tiểu Cường đi vào nói. Chủ tịch Trữ, vừa mới nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy, sáng mai sẽ tổ chức hội nghị thường ủy. Tôi biết rồi. Trữ Vận Phong tiếp nhận văn kiện trong tay Xà Tiểu Cường rồi nhìn lướt qua, sau đó đặt lên mặt bàn. Xà Tiểu Cường châm trà vào ly cho chủ tịch Trữ Vận Phong, hắn chuẩn bị rời đi. Lúc này Trữ Vận Phong đang trầm ngâm chợt nói. Tiểu Xà. Gần đây trong văn phòng căn bản không có chuyện gì xảy ra chứ. Xà Tiểu Cường chợt sững sờ, lúc này hắn không khỏi liên tục suy nghĩ, chủ tịch tỉnh nói ra những lời này là có ý gì? Lãnh đạo hy vọng tìm được tin tức chính diện sao? Chính mình nên trả lời thế nào? Đây là một vấn đề làm cho tất cả đám người là thư ký như hắn không khỏi cảm thấy cẩn thận suy xét trước khi cho ra câu trả lời. Vì càng lên cao càng lạnh, lãnh đạo thân ở vị trí cao vời. Bình thường bị cách trở với người khác, không nghe được những âm thanh bên dưới. Lúc này thư ký chính là nguồn tiếp cận thông tin của lãnh đạo, nhưng thư ký cũng không thể nghe gió bảo mưa, cần phải có năng lực phán đoán của mình, mỗi sự kiện đều phải điều tra rõ ràng, phải có luận chứng cụ thể. Tất nhiên thư ký cũng phải có phương pháp chứng thực tin tức, cần phải hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nếu như lãnh đạo hỏi thì phải đáp lời, dù thế nào cũng phải biểu hiện hiểu rõ vấn đề. Lãnh đạo không hỏi thì phải học cách im lặng, không nói gì, đây chính là một kinh nghiệm cần phải học tập và thực nghiệm. Nói nhiều thì lãnh đạo sẽ cảm thấy anh không trưởng thành, cả ngày chỉ biết đi nghe ngóng tin tức lặt vặt, thích đâm thọc tọc mạch, sẽ đề phòng anh, nếu anh nói ít thì lãnh đạo cảm thấy anh công tác không phù hợp với chức vụ, không quan tâm những thứ nên biết, coi như anh chẳng làm ăn gì ra hồn. Làm thư ký cho lãnh đạo tỉnh ủy thì căn bản có hình tượng và uy thế. Nhưng thực tế thì bọn họ phải trả giá rất nhiều. Đặc biệt là khi lãnh đạo mở miệng hỏi, bọn họ càng phải cực kỳ cẩn thận, nếu nói những lời không hay thì lãnh đạo sẽ căn bản có cái nhìn sai lệch về mình. Xà Tiểu Cường là một người thông minh, nếu không thì chủ tịch Trữ sẽ căn bản không chọn làm thư ký. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó mơ hồ đoán được mục đích của lãnh đạo, sau đó mới châm trước lời nói rồi cẩn thận lên tiếng. Chủ tịch. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh căn bản không có chuyện gì, thế nhưng lại bàn bạc về sự việc của khối tư pháp. Trữ Vận Phong nâng ly trà lên hớp một ngụm rồi dùng ánh mắt như điện nhìn Xà Tiểu Cường, tỏ ý cho đối phương nói tiếp. Vài ngày trước Bí Thư Vương có đến yêu cầu truy cứu trách nhiệm của nhân viên tham gia phá án tạo nên oan sai 6 năm trước, nguyên nhân có lẽ là vì vài ngày trước tranh án Chu Tiến Liên không tham gia hội nghị liên tịch của khối tư pháp, thế cho nên Bí Thư Vương muốn gõ đầu. Những lời nói không ra gì này cậu có thể nghe ngóng, nhưng không được lan truyền lung tung. Trữ Vận Phong cũng không chờ Xà Tiểu Cường nói cho xong, lão khoát tay để đối phương dừng lời.
Xa Tiểu Cường thầm thở dài một hơi, hắn cũng không nói thêm điều gì, dù sao chuyện này nếu không cẩn thận thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho hình tượng của mình trong mắt lãnh đạo. Tiểu Xa, cậu lựa chọn cho tôi một phần lễ vật, giá cả trên dưới 1.000, chuyên dùng mừng thọ cho những cụ 80 tuổi. Chữ Vận Phong chợt ngẩng đầu dùng giọng phân phó nói với Xa Tiểu Cường. Xa Tiểu Cường nhanh chóng nhớ kỹ lời phân phó của Chủ tịch Chữ Vận Phong, trong lòng thầm nghĩ ai lại có phúc như vậy, có thể làm cho Chủ tịch tỉnh chuẩn bị lễ mừng thọ. Khi hắn đang tính toán nên nói như thế nào, chợt nghe thấy Chủ tịch lên tiếng. Cậu cũng lấy hóa đơn cho tôi, bao nhiêu tiền tự tôi thanh toán. Xa Tiểu Cường căn bản có hàng ngàn cách để chi trả hóa đơn 1.000 cho lãnh đạo, thế nhưng hắn lại không dám phản bác lời phân phó của lãnh đạo. Chủ tịch, có viết chữ gì không? Xa Tiểu Cường có chút do dự, sau đó nói. À, ghi là chúc Vương Lão Thái sống lâu trăm tuổi. Chữ Vận Phong cười cười nói. Mẹ của Chánh án Chu mừng thọ 80, tôi là con cháu, cần phải tỏ ra có chút tâm ý. Xa Tiểu Cường nghe rõ lời nói của chữ Vận Phong mà cảm thấy cực kỳ may mắn, thầm nghĩ mình nói lời không sai, nếu không thì chỉ sợ chính mình sẽ gây họa. Với địa vị của chủ tịch chữ Vận Phong mà phải đi chúc thọ mẹ của Chánh án Chu Tiến Liên, nói rõ quan hệ giữa Chánh án Chu Tiến Liên và chủ tịch chữ căn bản là không giống bình thường. Chu Tiến Liên có được sự giúp đỡ của chủ tịch chữ, xua này vị trí ở tỉnh Nam Giang sẽ càng thêm bền chặt, chỉ sợ bí thư Vương còn chưa ra tay thì đã thua mất rồi. Tin tức truyền đi trong cơ quan là rất nhanh, hầu như khi người trong cuộc còn cảm thấy đó là bí mật thì tin tức đã lan nhanh ra bên ngoài. Hôm nay trong tỉnh Nam Giang có hai tin tức nóng hổi, một là nhân tuyển vị trí phó chủ tịch thường vụ của thành phố Lâm Hồ, hai là mừng thọ mẹ của Chánh án Chu Tiến Liên. Dựa theo vị trí của Chu Tiến Liên, mừng thọ 80 của mẹ chính là chuyện lớn, huống hồ chủ tịch chữ Vận Phong là người tự mình đi chúc thọ. Đây là tình huống có thể diện thế nào trong tỉnh Nam Giang? Khi tin tức này được truyền bá ra ngoài, sự kiện về hai người Vương Chu vốn đang được người người xào nóng đã nhanh chóng nguội lạnh. Vì người ta cảm thấy đáp án quá rõ ràng, thảo luận còn có ý nghĩa gì nữa? Áo trắng phối hợp với quần vàng nhạt, Tào Kha Nhi ăn mặc đơn giản nhưng lại bừng bừng sức sống, điều này không khỏi làm cho Tào Chân Nhi ở đối diện phải cảm thán, xem ra mình đã già rồi. Chị, hôm nay chỉ có hoạt động gì không? Tào Kha Nhi nhanh chóng bước đến trước mặt Tào Chân Nhi rồi cười tươi như hoa nói. Chị thì có hoạt động gì chứ? Chỉ là đi khắp nơi ngắm cảnh mà thôi. Tào Chân Nhi yêu thương vuốt ve đầu của Tào Kha Nhi, sau đó nàng cười nói. Thế nào, không mặc chế phục nhân viên tòa án sao? Hôm nay cũng không phải là chủ nhật mà. Hi hi, chị, hôm nay đơn vị không công tác. Vì hôm nay là ngày mừng thọ 80 của mẹ Chánh án, mà Chánh án Chu lại mời em đi hỗ trợ. Đúng rồi, anh ta còn nói nếu ngài không có việc gì, như vậy cũng mong chị tham gia cho vui. Tào Kha Nhi nói rồi nở nụ cười nghịch ngợm. Em nghĩ rằng nếu chị đi thì sẽ làm cho Chánh án Chu vui vẻ cười rụng cả răng, vì xem như chị đến làm vẻ vang cho bọn họ. Tào Chân Nhi khẽ nhướng mày, nàng trầm giọng nói. Chánh án Chu tổ chức tiệc mừng thọ 80 cho mẹ sao? Anh ta thật sự là lão già chán sống, nếu như bị Vương Tử Quân nắm bắt được thì sẽ căn bản không có quả ngọt để ăn. Chị nói gì vậy? Chánh án Chu căn bản là rất quan tâm đến sự kiện lần này, chị cho rằng ai đến cũng được sao? Người ta chỉ mời vài người thân cận đến dùng ôm, hơn nữa cũng không cho mang theo lễ vật. Đừng nói là họ Vương căn bản là không biết rõ, cho dù biết thì làm gì được. Anh ta cũng không thể lên tiếng ở ô sự kiện mang tính gia đình như vậy được. Tào Kha Nhi nói đến đây thì dùng giọng đắc ý cười nói. Lúc này toàn bộ văn phòng tỉnh ủy đều biết Vương Tử Quân trộm gà không được còn mất nắm gạo, tự mình làm mình mất mặt. Chị biết không, chủ tịch chử còn đích thân đến chúc mừng mẹ của Chánh án Chu. Chương 1087, một hội nghị thường ủy. Tào Chân Nhi căn bản hiểu rõ lực ảnh hưởng của chữ Vận Phong ở tỉnh Nam Giang. Tuy nàng căn bản không tiếp xúc với đám người ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng nàng cũng biết lực ảnh hưởng của đối phương ở tỉnh Nam Giang này căn bản không phải chỉ là lớn như bình thường. Diệp Thừa Dân là nhân vật lợi hại trong mắt nhiều người, hơn nữa còn có vị trí bí thư tỉnh ủy Nam Giang, rõ ràng không thể nào xem thường. Thế nhưng lúc này công tác cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức với chữ Vận Phong ở Nam Giang mà thôi.
Lúc này Chữ Vận Phong đến chúc thọ mẹ Chu Tiến Liên, rõ ràng là một tín hiệu quá rõ trong chính đàn của tỉnh Nam Giang. Lần này Chủ tịch Chử đang muốn giúp cho Chu Tiến Liên, nếu có được sự giúp đỡ của Chủ tịch Chử, như vậy Chu Tiến Liên sẽ thất bại được sao? Nhưng khi nghĩ đến gương mặt luôn mỉm cười của Vương Tử Quân, Tào Chân Nhi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Vương Tử Quân không phải là người thường, hắn không dễ dàng thất bại, hơn nữa sự kiện này do hắn tự khơi ra. Chẳng lẽ Vương Tử Quân đến tỉnh Nam Giang và trở nên hồ đồ sao? Theo những gì Tào Chân Nhi biết về Vương Tử Quân, người đàn ông này ngoài cá tính đặc biệt thì thật sự là một kẻ tinh danh, cái gì nhìn cũng lọt vào trong mắt, hiểu rõ nhiều thứ. Trước mặt người này căn bản thứ gì cũng là trắng tinh trong suốt, một người như vậy sẽ phạm vào sai lầm cấp thấp thế sao? Chị đang nghĩ gì vậy? Thế này nhé, 10 giờ em sẽ đến đón chị, chúng ta cùng đi đến nhà của Chánh án Chu. Tào Kha Nhi nhìn vẻ mặt có chút trầm mê của Tào Chân Nhi, thế là nàng cũng không chờ Tào Chân Nhi đồng ý, nàng tự tiện vung tay làm chủ. Như vậy cũng được. Tào Chân Nhi đang khá nhàn rỗi, nàng mở miệng đồng ý. Nhưng nàng suy xét lại cẩn thận, thế là giữ lấy tay em họ rồi nói. Kha Nhi, chuyện thần tiên đánh nhau thì em không nên tham dự vào, như vậy không có gì là tốt với em cả. Chị, em biết rồi, em đi đây. Tuy trong miệng đồng ý lời của mình, thế nhưng Tào Chân Nhi thấy đối phương căn bản là không nghe lọt tai. Mặc dù nàng không thích thái độ không quan tâm của Tào Kha Nhi, thế nhưng Tào Kha Nhi cũng là một người lớn, cũng có cách nhìn của riêng mình. Em đi đâu vậy? Khi thấy Tào Kha Nhi đi ra ngoài thì Tào Chân Nhi vội vàng hỏi. Em đi đến văn phòng tỉnh ủy đưa văn kiện, sẽ về ngay. Tào Kha Nhi căn bản là rất quen thuộc văn phòng tỉnh ủy, 2 năm qua nàng liên tục đưa văn kiện đến nơi này. Nàng là người được nuông chiều từ bé, cũng không phải là người có tính cách chạy việc, nhưng nàng cam tâm tình nguyện đến địa phương thần bí và uy nghiêm này. Hơn nữa trong lòng còn có một mục đích luôn được giữ kín, nàng thích kết giao với người ở nơi này. Trong mắt nàng thì người trong quan trường như thi thấu thể thao, phần lớn là nhân vật tinh anh, rất lợi hại. Tào Kha Nhi căn bản không dám tùy tiện, nàng không quan tâm với các chuyện nhỏ chung quanh, thế nhưng lại rất trưởng thành ở phương diện hôn nhân của mình. Tất nhiên điều quan trọng nhất là nàng cần tìm một người đàn ông tương lai vô hạn để gửi thân. Nàng kiên định cho rằng trên đời này luôn có những sự việc liên quan trực tiếp và ảnh hưởng đến nhau, nàng cần phải làm chuyện lớn cả đời của mình cho thật tốt mới được. Những năm qua Tào Kha Nhi đã thấy được vài người đàn ông, nàng không nhớ rõ, cũng không muốn nhớ về họ. Tóm lại nàng có nhiều nhân tuyển, căn bản là không đáp ứng xuể, nhưng bọn họ căn bản không thể nào được như nàng ước nguyện, thế nên kết quả cuối cùng là sức cùng lực kiệt, hào hừng bừng bừng năm xưa đã cạn. Chị Triệu, chị đi bận rộn làm gì vậy? Tào Kha Nhi gõ cửa đi vào phòng, nàng nhanh chóng bước đến bên cạnh một người phụ nữ trung niên rồi khẽ hỏi. Người phụ nữ trung niên kia thấy người đến là Tào Kha Nhi thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, lúc này nàng khẽ vẫy tay với Tào Kha Nhi rồi dùng giọng thân mật nói. Kha Nhi, ngồi đi, tôi còn bận rộn gì nữa chứ? Chỉ là làm công tác thống kê báo cáo lên trên mà thôi. Ôi! Tôi thấy chị quá mệt mỏi rồi, may mà có em đến, nếu không thì chị có mà bận rộn hơn. Tào Kha Nhi nói rồi đặt tài liệu lên bàn. Chị Triệu căn bản không nhìn những tài liệu mà Tào Kha Nhi đưa đến mà cười nói. Kha Nhi, đã lâu rồi em không đến chỗ chị, có phải cảm thấy chỗ chị không có gì hay không? Chị Triệu, chị nói vậy là oan uổng cho em hận không thể đến đây mỗi ngày ấy chứ, nhưng rõ ràng là thân bất do kỷ. Tính tình của lãnh đạo đơn vị em lúc này không tốt, em nào dám lén lút chạy đi được. Tào Kha Nhi tuy bị chị Triệu nói chúng tâm sự thế nhưng lại mở miệng không chịu thừa nhận. Được rồi, nhà đầu này đúng là cái gì cũng nói được. Chị Triệu nói rồi lôi từ trong ngăn kéo ra 2 bịch ô mai đưa cho Tào Kha Nhi. Lần trước chị giới thiệu Tiểu Lý cho em thấy thế nào? Ôi chị Triệu, người ta là công tử Bạc Triệu, bố anh ấy là người làm ăn thành đạt. Nhà có 5-6 chiếc xe đẹp đẽ, nếu có thể đến nhà người ta, thật sự là hạnh phúc lớn. Chị, em còn chưa muốn trói buộc mình sớm như vậy. Tào Kha Nhi căn bản không có hứng thú với tên họ Lý kia, thế nhưng nàng lại căn bản không dám nói sự thật, thế nên căn bản mở miệng theo kiểu như vậy. Chị Triệu thấy Tào Kha Nhi nói như vậy thì cười. Nhà đầu, chị là người từng trải,
chị nói cho em biết, con gái lớn như rau ngoài chợ, phải làm sao buôn bán cho sớm, nếu qua thời điểm thì căn bản không còn được tươi mới. Đến khi đó em sẽ thấy, căn bản là đàn ông tốt đều lấy người khác hết rồi. Chị Triệu nói làm cho hai người cùng cười lớn, Tào Kha Nhi nghịch ngợm bỏ ô mai vào miệng, sau đó cười. Chị Triệu, hôm nay em còn có chuyện, không mời ngài đi dùng cơm được, lần sau em sẽ đến tìm chị. Lần sau nhớ liên lạc điện thoại. Chị Triệu dù không muốn thả Tào Kha Nhi đi, thế nhưng khi thấy Tào Kha Nhi vui vẻ bỏ đi thì cũng có chút thoải mái ấm áp. Khi rời khỏi phòng làm việc của chị Triệu, Tào Kha Nhi đi xuống dưới lầu. Khi nàng đi trên hành lang, chợt thấy một người trẻ tuổi cầm văn kiện đi đến. Chào Tào Kha Nhi. Tào Kha Nhi thấy người kia thì thầm kêu khổ, thật sự là oan gia nhỏ hẹp, thế nhưng nàng vẫn phải cười tươi nói. Lý Quýnh Lĩnh, anh đang bận rộn gì vậy? Lát nữa sẽ tổ chức hội nghị thường ủy, tôi có văn kiện phải đưa qua đây. Lý Quýnh Lĩnh thấy Tào Kha Nhi thì hai mắt tỏa sáng giống như trời hạn gặp mưa. Vậy thì anh tranh thủ đi thôi, đỡ làm cho lãnh đạo phải chờ. Tào Kha Nhi bây giờ rất muốn bỏ mặc tên họ Lý này để chạy đi, thế nhưng khi thấy đối phương có nhiệm vụ cần phải làm thì tranh thủ thời gian dùng giọng biết thời biết thế nói. Không cần, hội nghị thường ủy còn vài phút nữa mới tổ chức, căn bản cũng không có nhiều thứ tương quan, không cần vội vã như vậy. Lý Quýnh Lĩnh dùng giọng đắc ý nhấc tài liệu trên tay mình lên nói. Bố anh gần đây xây dựng khu du lịch, nếu không cuối tuần chúng ta đi chơi nhé. Kha Nhi, chỗ đó thật sự rất đẹp, nhiều thứ để tham quan. Cảm ơn anh, khi nào em có thời gian cái đã, bây giờ đơn vị em đang bận rộn lắm. Tào Kha Nhi căn bản không thích Lý Quýnh Lĩnh, thế nhưng nàng cũng không muốn đắc tội với đối phương. Lý Quýnh Lĩnh căn bản luôn thuận hòa với Tào Kha Nhi. Hắn cười nói. Đừng lo, công tác của đơn vị em sẽ nhanh chóng hết bận rộn thôi. Chương 1087, 2, Hội nghị thường ủy. Lý Quýnh Lĩnh vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ xuống bãi đậu xe bên dưới, sau đó nuốt nước miếng nói. Kha Nhi, anh không thể tiếp tục trò chuyện với em, bí thư Phùng của thành phố Ngân Bằng đã đến, anh phải đi lên đưa tài liệu. Tào Kha Nhi nhìn Lý Quýnh Lĩnh vội vàng bỏ đi mà ánh mắt không khỏi đưa sang người vị bí thư đã giải vây cho mình rất đúng lúc. Nàng thấy một người đàn ông trung niên đi ra khỏi chiếc Audi, gương mặt hơi gầy, tràn đầy uy nghiêm. Tào Kha Nhi đã gặp người đàn ông kia trên TV, lúc này gặp mặt càng cảm thấy đối phương có thêm vài phần uy nghiêm. Sau khi bí thư Phùng đi vào cửa thì một chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe chuyên dụng của tỉnh ủy, một người thư ký đi xuống, cửa xe mở ra. Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Lục Trạch Lương với cơ thể mập mạp đi ra khỏi xe. Tào Kha Nhi thấy trưởng phòng Lục Trạch Lương đi về phía khu nhà thường ủy tỉnh ủy, nàng không khỏi cảm thấy mình có một ý nghĩ rất hay. Nàng đem bí thư Phùng và trưởng phòng Lục so sánh với nhau, cảm thấy rất đối lập. Lúc này bí thư Phùng có gương mặt uy nghiêm, chủ tịch Lục thì cúi đầu, giống như có quốc gia đại sự gì đó cần phải giải quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi Tào Kha Nhi cảm thấy hai người kia căn bản là rất đối lập, một chiếc xe dừng lại, trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Từ Xuân Chi đi ra bên ngoài. Đây là nữ thường ủy duy nhất của tỉnh Nam Giang, tuy đã có tuổi nhưng bảo dưỡng sắc đẹp rất tốt, nhìn qua mới hơn 20 tuổi, rõ ràng là một người phụ nữ hiểu điệu duyên dáng. Tào Kha Nhi thấy Từ Xuân Chi đi vào trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy và nhân viên công tác cung kính đứng giặt sang hai bên, thế là nàng cảm thấy hâm mộ. Đồng thời bàn tay nhỏ siết chặt, thầm hạ quyết tâm sau này phải đạt đến độ cao như trưởng phòng Từ. Khi Tào Kha Nhi đang thầm hạ quyết tâm, một hình bóng trẻ tuổi từ phương xa đi đến. Tào Kha Nhi vốn không chú ý đến đối phương, thế nhưng khi thấy đối phương hiên ngang ưỡn ngực đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, nàng không khỏi nhìn vào một cách chuyên chú. Người đàn ông này khá cao, hắn hiên ngang ưỡn ngực đi vào khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, nhìn qua lại có thêm vài phần uy nghiêm. Người này tuy nhỏ tuổi hơn nhiều so với các vị thường ủy tỉnh ủy khác, thế nhưng lại đầy hiên ngang khí thế, căn bản là mạnh mẽ hơn người. Tào Kha Nhi nhìn bảo vệ cúi đầu chào, nàng chợt biết đối phương là ai, là Vương Tử Quân. Người này chính là bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân mới đến Nam Giang sao. Vương Tử Quân đi đứng cực kỳ anh tuấn tiêu sái, trong đầu Tào Kha Nhi xuất hiện ý nghĩ như vậy, nàng chợt cảm thấy chống ngực đập vang dội,
trong lòng như nổi sóng. Đây là lần thứ hai Vương Tử Quân đi đến phòng họp tượng trưng cho quyền lực cao cấp nhất của tỉnh Nam Giang. Khi hắn đẩy cửa đi vào, có vài vị thường ủy tỉnh ủy ngồi ở chỗ này. Hắn ngồi xuống vị trí của mình, cảm thấy đám thường ủy tỉnh ủy đang ném ánh mắt về phía mình. Bí thư Vương, khi nào ngài rảnh thì đến thành phố chúng tôi thị sát công tác một chút. Bí thư thành phố Ngân Bằng là Phùng Chiêu Luân chờ Vương Tử Quân ngồi xuống sau đó dùng giọng tươi cười hớn hở nói. Vương Tử Quân căn bản đã từng uống hai ly với Phùng Chiêu Luân ở bữa tiệc chào mừng đến Nam Giang nhận chức, căn bản cũng không có kết giao gì khác. Phùng Chiêu Luân và Vương Tử Quân đều là thường ủy tỉnh ủy, nhưng Phùng Chiêu Luân căn bản là người có vị trí cao hơn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Bí thư Phùng, đơn vị tôi còn đang rối rắm chưa hoàn toàn ổn định, vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm ngài. Vương Tử Quân nói lời không kiêu ngạo không xu nịnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Phùng Chiêu Luân ở bên kia cười ha hả nói. Tôi căn bản là quét đường trải thảm chờ ngài, kính xin Bí thư Vương cũng đừng để cho chúng tôi chờ quá lâu. Khi hai người Vương Tử Quân và Phùng Chiêu Luân đang trò chuyện với nhau, người khác nhanh chóng đưa mắt nhìn đến. Nhưng ngay sau đó thì mọi người lại di chuyển ánh mắt lo việc của mình. Lúc này trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương hí hoáy ghi chép, chính ủy phân khu tỉnh Nam Giang là Triệu Quảng Binh lai xem xét văn kiện. Mọi người có vẻ bận rộn nhỉ. Cửa phòng lại mở, Chữ Vận Phong đi vào với gương mặt vui vẻ. Khi thấy Chữ Vận Phong đi vào thì Phùng Chiêu Luân và Lục Trạch Lương hầu như đứng lên cùng lúc để chào hỏi, Từ Xuân Chi ở bên cạnh lanh đứng lên cười nói. Chủ tịch Chử, trước đó ngài cho ra yêu cầu chúng tôi phải đưa tin về phương diện điều chỉnh hệ thống kinh tế tỉnh Nam Giang, chúng tôi đã hoàn thành, hôm nay ngài cũng nên thực hiện lời hứa của mình chứ. Ha ha ha, trưởng phòng Từ, chỉ có trí nhớ rất tốt. Được rồi, hôm nay tôi sẽ thực hiện lời hứa, mời các đại công thần dùng bữa cơm. Chữ Vận Phong vỗ đầu rồi cười ha hả nói với Từ Xuân Chi. Những vị thường ủy tỉnh ủy khác căn bản là không thể nào nắm bắt được thời thế và có ưu thế tốt như Từ Xuân Chi. Trưởng phòng Từ là một cán bộ nữ, đến được vị trí hôm nay thì không còn là kẻ non nớt trong quan trường. Nàng có kinh nghiệm phong phú, biết làm sao để là một hạ cấp vĩ đại, vì lãnh đạo căn bản là người luôn quên đi những hứa hẹn của mình, thế cho nên cũng không nên nhắc làm gì. Nhưng hôm nay Từ Xuân Chi phải nhắc lại, vì trước đó Chữ Vận Phong chỉ hứa mời cơm mà thôi. Làm quan đến cấp tỉnh thì một bữa cơm đáng gì, Từ Xuân Chi chỉ xem đó là vật dẫn để làm sinh động bầu không khí mà thôi. Quả nhiên lời nói của Từ Xuân Chi làm cho bầu không khí của phòng họp trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Chữ Vận Phong ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên trái, hai hàng chân mày khẽ nhăn lại vì lúc này Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc còn chưa đến, thế nhưng chút biểu hiện này chỉ lóe lên rồi chợt vụt tắt. Theo thế cục vào lúc này, một trận chiến kinh tâm động phách giữa Chữ Vận Phong và Bí Thư Diệp Thừa Dân căn bản là không thể nào tránh khỏi. Lão cảm thấy phiền lòng vì gần đây Diệp Thừa Dân luôn tỏ ra trung dung, chưa từng ngồi lệch vị trí, thái độ này sao không rõ ràng cho được. Chữ Vận Phong bắt chuyện một câu với chính ủy phân khu Triệu Quảng Binh, sau đó ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân. Khi lão nhìn Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng nhìn lão, hai bên cùng trao đổi ánh mắt. Chữ Vận Phong là một vị chủ tịch tỉnh, ánh mắt có vài phần uy nghiêm, sau khi đối mặt với Vương Tử Quân thì ánh mắt có hơi trầm thấp. Vương Tử Quân cảm nhận được áp lực trong mắt Chữ Vận Phong, thầm nghĩ uy thế của chủ tịch tỉnh này là quá lớn, trước nay cũng chỉ có Thạch Kiên Quân mới có khí thế ngang hàng Chữ Vận Phong mà thôi. Chủ tịch, Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt bắt chuyện với Chữ Vận Phong, sau đó cũng không nói gì mà nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Biểu hiện của Vương Tử Quân làm cho Chữ Vận Phong khá thỏa mãn, tuy vị bí thư ủy ban tư pháp kia trẻ tuổi nhưng phương diện tố chất lại không có gì để nói. Hai người không nói gì, bầu không khí có chút tĩnh lặng. Đúng lúc này cửa phòng lại được đẩy ra, bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân đi đầu, theo sau là đám người phó chủ tịch Diêu Trung Tắc và thư ký trưởng Đào Nhất Hành đi vào trong phòng. Diệp Thừa Dân đi vào tươi cười hớn hở, lão nhìn lướt qua phòng họp. Sau đó đi đến vị trí chính giữa ngồi xuống. Sau khi nói hai câu với chủ tịch Chữ Vận Phong, lão cất cao giọng nói với Đào Nhất Hành. Thư ký trưởng, đã đến giờ chưa? Bí thư Diệp, đã đến giờ. Đào Nhất Hành ngồi bên cạnh Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói với Bí thư Diệp Thừa Dân. Được rồi, chúng ta bắt đầu họp. Thưa các đồng chí,
chủ đề của hội nghị hôm nay chính là thảo luận về phương diện triển khai mở rộng một vài công tác trong tỉnh thời gian qua. Chương 1088, mưu là của người, quyền là của tôi. Trước khi mở hội nghị thường ủy thì tổng cộng có 5 đề tài thảo luận, 4 đề tài trước căn bản đã có phương hướng sẵn, trên cơ bản không có gì dị nghị, thế cho nên nhanh chóng thông qua. Vương Tử Quân căn bản không biết rõ những đề tài thảo luận trước, thế nhưng hắn căn bản không có ý kiến gì. Thưa các đồng chí, lúc này ban ngành thành phố La Nam đã được xây dựng rất tốt, trước mắt còn thiêu nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch thường vụ. Trưởng phòng Lục, anh nói ra những nhân tuyển cho vị trí này cho các vị thường ủy thảo luận. Diệp Thừa Dân uống một hớp nước, sau đó trầm giọng nói với trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương. Lục Trạch Lương cầm sổ của mình lên, hắn hắng giọng một cái rồi nói. Trải qua quá trình nghiên cứu của phòng tổ chức tỉnh ủy, chúng tôi cảm thấy các đồng chí sau căn bản thích hợp tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ thành phố Lâm Hồ, trưởng phòng tài chính thành phố Lâm Hồ, đồng chí Triệu Hữu Chiến, phó giám đốc sở nông nghiệp tỉnh, đồng chí Thẩm Trường Lộ, hai vị này đều có kinh nghiệm trên vị trí hiện tại, đều phù hợp tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ thành phố Lâm Hồ. Nghiên cứu nhân sự trước nay đều là chủ đề cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa lúc này là nhân sự liên quan đến thành phố Lâm Hồ. Lúc này trong phòng họp lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Lục Trạch Lương. Khi Lục Trạch Lương nói rõ sơ yếu lý lịch của hai nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố Lâm Hồ, hắn giống như căn bản không quá bận dâm, không có chút biểu hiện khác thường. Diệp Thừa Dân đặt cây bút trong tay xuống nói. Vừa rồi phát triển Lục đã giới thiệu rõ ràng, hai vị cán bộ kia đều vĩ đại, đều thích hợp làm phó chủ tịch thường vụ thành phố Lâm Hồ. Điều chúng ta cần làm vào lúc này chính là lựa chọn ra một người phù hợp nhất, để tiếp nhận đại cục đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố Lâm Hồ. Vương Tử Quân nghe lời nói của Bí thư Diệp Thừa Dân, ánh mắt nhìn về phía Trữ Vận Phong. Thành phố Lâm Hồ là địa bàn của Chủ tịch Trữ Vận Phong, rốt cuộc ai là người tiến lên làm Phó Chủ tịch Thường vụ, cần phải nghe cả ý kiến của Chủ tịch Trữ Vận Phong. Trưởng phòng tài chính thành phố Lâm Hồ là người của Trữ Vận Phong, lúc này Chủ tịch Trữ muốn khống chế phần đất của mình, tất nhiên sẽ cho người của mình tiến lên giữ chức. Tất nhiên Trữ Vận Phong sẽ không nói ra rõ ràng, chỉ là bày mưu nghĩ kế, âm thầm sai người đấu tranh anh dũng là được. Trữ Vận Phong không mở miệng. Thế nhưng vị chủ tịch mặt trận Tổ quốc Ngụy Xương Thiện ngồi cách đó không xa lên tiếng. Bí thư Diệp, chủ tịch Trữ, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của hai đồng chí này, cả hai đều vĩ đại. Nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng của thành phố Lâm Hồ, cần phó chủ tịch thường vụ thành phố nhanh chóng tiến vào cương vị của mình. Triệu Hữu Chiến công tác lâu năm ở thành phố Lâm Hồ, không nhưng quen thuộc tình huống địa phương, còn có uy vọng trong thành phố Lâm Hồ. Căn cứ vào suy xét này, tôi cảm thấy nên để cho đồng chí Triệu Hữu Chiến tiến lên đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thường vụ thì thích hợp hơn. Chuyện này vốn được đám thường ủy tỉnh ủy tự quyết định, Diệp Thừa Dân và Trữ Vận Phong căn bản không nói lời nào, vì bọn họ căn bản là không thể nào tỏ thái độ vào thời điểm đầu cho được, như vậy là không tốt. Bọn họ là lãnh đạo tỉnh, thủ đoạn tốt nhất là quán triệt ý chỉ cá nhân, thế nhưng bọn họ cần phải bày mưu đặt kế cho đám người bên dưới thực hiện. Đám người ngồi đây cũng không ai ngốc, trước khi tham gia hội nghị thì đã có bàn bạc với nhau, thế cho nên cả đám đều không phản đối khi sự việc phát triển theo đúng quỹ tích mình mong muốn. Nếu như tất cả đã đồng ý, chúng ta cứ quyết định như thế. Diệp Thừa Dân nhìn đám thường ủy tỉnh ủy ở chung quanh, đám người không nói lời nào. Nhưng lúc này lão căn bản là không chút bình tĩnh, dù sự việc đã được quyết định, thế nhưng dù sao cũng không phải là quán triệt ý chỉ của mình. Bí thư Diệp, tôi xin nói hai câu. Khi mọi người cho rằng tất cả sẽ kết thúc, Vương Tử Quân chợt buông bút trầm giọng nói. Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, vốn là một vị thường ủy tỉnh ủy có vị trí khá cao, thế nhưng lúc này căn bản chỉ là tân binh. Mọi người nghĩ rằng hắn căn bản sẽ không mở miệng, vì vậy một câu nói của hắn vào lúc này căn bản có thể hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người. Bí thư Tử Quân, anh có ý kiến gì sao? Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân, tâm tình rất vui sướng. Vương Tử Quân trầm giọng nói. Bí thư Diệp, tôi căn bản không biết gì về đồng chí Triệu Hữu Chiến, tôi càng không quen thuộc đối với anh ấy. Trước khi tổ chức hội nghị thường ủy thì đồng chí Triệu Hữu Chiến chỉ là một cái tên xa lạ với tôi mà thôi. Nếu tôi đã không biết, như vậy căn bản không bày tỏ ý kiến có đồng ý hay không,
thế nên tôi căn bản xin bỏ quyền. Bỏ quyền, Vương Tử Quân nói xong thì ngồi xuống. Chữ Vận Phong chợt híp mắt lại, ánh mắt của đám thường ủy tỉnh ủy chung quanh cũng có chút khác thường. Tuy Vương Tử Quân bỏ quyền không tạo nên chướng ngại gì khi bổ nhiệm đồng chí Triệu Hữu Chiến, thế nhưng một thường ủy giữ lại ý kiến với bổ nhiệm lần này, căn bản truyền ra ngoài cũng không hay. Nhưng Vương Tử Quân nói quá hợp tình hợp lý, thế cho nên người ta căn bản không tìm được bệnh tật gì ở bên trong. Ánh mắt Diệp Thừa Dân nhìn về phía Vương Tử Quân có thêm vài phần thâm thúy, ngay sau đó lão chợt hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Người này căn bản không phải là có ý kiến với người sắp tiến lên nhận chức, hắn dùng hành động thực tế để chứng minh sự hiện hữu của mình trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy Nam Giang. Vương Tử Quân bỏ quyền hay không thì chẳng quan trọng, đối phương căn bản muốn dùng hành động của mình để nói rõ, mình là một thành viên của thường ủy tỉnh ủy, căn bản có được quyền lợi như mọi thường ủy tỉnh ủy khác, ai cũng không cần bỏ qua sự hiện hữu của hắn. À, Bí thư Vương bỏ quyền, thư ký trưởng ghi chép lại. Diệp Thừa Dân đảo mắt nhìn Đào Nhất Hành rồi dùng giọng thản nhiên nói. Đào Nhất Hành khẽ gật đầu và ghi vào biên bản hội nghị. Lúc này thư ký trưởng Đào Nhất Hành không khỏi sinh ra cảm giác lau mắt nhìn với vị bí thư trẻ tuổi của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Vương Tử Quân là một người mới ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng vừa đến lại đụng đầu Chu Tiến Liên, bây giờ phải nên an phận mới đúng, nhưng lại vung tay bỏ quyền. Phương pháp này chẳng qua muốn mọi người chú ý đến sự hiện hữu của mình mà thôi. Lúc này nhìn qua thì tỉnh ủy có vẻ đoàn kết chung quanh bí thư Diệp, thế nhưng chủ tịch tỉnh là người có uy vọng cao vời lại làm xuất hiện những nhân tố không hài hòa trong ban ngành, Vương Tử Quân lại biến thành một sự kiện khó coi giữa hai bên. Siêu Trung Tắc nhìn về phía Vương Tử Quân, biểu hiện rất phức tạp, ánh mắt rất cảnh giác. Lão có chút căm tức vì Vương Tử Quân bỏ quyền, mặc dù không ảnh hưởng đến kết quả. Thế nhưng trước đó lão đã thương lượng tốt với Diệp Thừa Dân, bây giờ cảm thấy hành động không quá tốt, thấy mặt hơi nóng. Trẻ tuổi mà đã là lãnh đạo, có chút nóng vội hay không? Lăn lộn trong quan trường cần nhìn vào bản lĩnh và ngộ tính, xem ra người thanh niên này vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Cá tính của đối phương quá mạnh, chỉ số thông minh quá cao, phản ứng quá nhanh, lại quá muốn bộc lộ tài năng, người như vậy không phải là nhân tố gây bất ổn trong ban ngành sao? Bí thư Diệp, Bí thư Tử Quân mới đến, căn bản cần phải tìm hiểu kỹ càng tình huống, tôi cảm thấy chúng ta là những cán bộ lão thành, cần phải giúp đỡ một chút. Siêu Trung Tắc uống một hớp trà sau đó nói tiếp. Sau khi Bí thư Tử Quân đến Nam Giang thì rất nhiệt tình công tác, hơn nữa còn làm ra không ít thành tích, xem ra lãnh đạo thượng cấp đã phái đến cho chúng ta một thành viên có khả năng. Siêu Trung Tắc chợt nâng Vương Tử Quân lên độ cao tuyệt đối, tất nhiên sẽ không đơn giản là khen thưởng. Diệp Thừa Dân biết rõ Diêu Trung Tắc muốn làm gì, lão thầm có tính toán, trong lòng thầm nghĩ vào đúng thời điểm mấu chốt thì chính mình nên ủng hộ Vương Tử Quân một chút, có thể kéo một người về bên cạnh mình thì quyền lực sẽ càng mạnh hơn. Nhưng đồng chí Vương Tử Quân cần phải chú ý đến tính đoàn kết, vì đoàn kết mới có được sức chiến đấu. Tôi đại khái đã nhìn qua sơ lược lý lịch của đồng chí Vương Tử Quân, anh ấy chưa từng ăn nằm với công tác tư pháp, vì vậy cần phải được các đồng chí bên dưới hỗ trợ nhiều hơn. Bí thư Diệp, Chủ tịch Trử, tôi cảm thấy mình là phó bí thư mà không có đủ sự quan tâm đến bí thư Vương Tử Quân, tôi cảm thấy sau hội nghị này nên triệu tập đám người chân hồng lỗi, để bọn họ chia sẻ ít gánh nặng công tác cho bí thư Vương, để bí thư Vương có nhiều thời gian làm quen với công tác hơn. Siêu Trung Tắc mở miệng nói lời quan tâm, thế nhưng không ai không biết người này đang gõ vào đầu Vương Tử Quân, hơn nữa còn đang giở trò phân quyền. Cái gì mà cho đám người chân hồng lỗi gánh bớt áp lực công tác cho Vương Tử Quân, đây không phải đang hạn chế quyền lực của Bí thư Ủy ban Tư pháp sao? Bây giờ Vương Tử Quân đang chơi trò cao tay với Chu Tiến Liên, căn bản không thể nào trấn áp được bốn bộ ban ngành trong khối tư pháp. Nếu như ý kiến của Diêu Trung Tắc được thông qua, như vậy Vương Tử Quân sẽ biến thành một vị Bí thư Ủy ban Tư pháp quyền lực nhỏ nhất trong lịch sử tỉnh Nam Giang. Từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này Diêu Trung Tắc nói rất đường hoàng, nếu như Vương Tử Quân không phản kích hữu hiệu, chỉ sợ lúc này không còn gì có thể phát triển ở tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân không nổi giận, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Hắn nở nụ cười nhạt rồi khẽ nói. Bí thư Diêu nói lời quan tâm, tôi thật sự cảm thấy ấm áp như mùa xuân. Thế này đi, tối nay Bí thư Diêu nhất định phải cho tôi cơ hội, để tôi mời ngài vài ly nói lời cảm tạ. Bí thư Diệp,
nói thật thì tôi căn bản không quá tinh thông công tác của Ủy ban Tư pháp, cho nên nay chủ yếu nắm công tác kinh tế và công tác đảng, tư pháp có thể nói là lĩnh vực mới của tôi. Lúc này nếu có vài đồng chí gánh bớt áp lực, tôi thật sự là cầu còn chưa được. Vương Tử Quân nói làm cho người ta lắp bắp kinh hãi, nhưng ai cũng biết dù là kẻ nào cũng không chịu buông quyền lợi trong tay mình ra cho người ngoài, lúc này Vương Tử Quân chắc chắn cũng sẽ không ngốc mà ném bỏ quyền lợi của mình. Nhưng tôi là bí thư ủy ban tư pháp cũng không phải không làm gì, những ngày qua tôi nghiên cứu và cảm thấy bốn bộ ban ngành trong khối tư pháp căn bản là vận hành tốt đẹp, nếu muốn tiến thêm một bước xây dựng bầu không khí và hoàn cảnh bình an để phát triển kinh tế, chúng ta nhất định phải tăng cường trách nhiệm công tác của nhân viên chấp pháp. Vương Tử Quân nói rồi lấy ra một phần văn kiện, hắn nói. Bí thư Diệp, đây là kinh nghiệm mà Ủy ban Tư pháp học hỏi được từ các tỉnh thành khác, chuyên nói về các biện pháp truy cứu trách nhiệm của nhân viên chấp pháp, mời ngài xem qua. Diệp Thừa Dân tiếp nhận văn kiện trong tay Vương Tử Quân, lão chăm chú xem xét, lúc này vẻ mặt đám người đều trở nên cổ quái. Chữ Vận Phong và Diêu Trung Tắc đưa mắt nhìn nhau. Hai người ăn ý nhiều năm nên nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Người này căn bản không đơn giản. Chương 1089, một sắp đặt sẵn không bằng chờ người trưởng thành. Quyền lợi của nhân viên chấp pháp đều nằm ở quần chúng, bọn họ phải làm tốt công tác phục vụ quần chúng, không những có ý thức trách nhiệm cao, còn phải có cơ chế giám sát hữu hiệu, nuông chiều không bằng gây áp lực để trưởng thành. Đây là xã hội pháp trị. Chúng ta không thể tự tiện vung tay quan lại bao che cho nhau, nếu cứ tiếp tục thì tệ nạn kéo dài lâu ngày, sẽ đến tư tưởng bảo vệ chủ nghĩa, tư tưởng bảo vệ cán bộ địa phương, không đảm bảo tính công chính của công tác tư pháp, khiêu chiến quyền uy pháp trị. Lúc này chúng ta nên nhân cơ hội tạo ra cơ sở, cải tạo tín lực của công tác tư pháp. Vương Tử Quân nói rất réo rắt, rất dõng dạc, thế nhưng đám người nghe hắn nói và liên tục đưa mắt trao đổi với nhau. Diệp Thừa Dân bắt đầu múa bút giống như đang ghi chép gì đó, thế nhưng trên vở chỉ ghi chép một cái tên, là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân này vốn là một vị bí thư ủy ban tư pháp hàng không xuống tỉnh Nam Giang, căn bản không có được hảo cảm của Diệp Thừa Dân. Thế nhưng lúc này lão căn bản không thể nào không có chút kính trọng với đối phương. Sau khi đi vào tỉnh Nam Giang, lão là lãnh đạo đứng đầu tỉnh nhưng khả năng khống chế không quá lạc quan, điều này làm lão mất đi khá nhiều tinh lực. Vì vậy đối với công tác của Ủy ban Tư pháp, lão căn bản cũng không quá quen thuộc. Nhưng Vương Tử Quân cho ra một phương án cải tạo, xem như dắt mũi trâu tất cả mọi người. Nếu đề nghị của Vương Tử Quân được thông qua, như vậy uy tín của Vương Tử Quân ở Ủy ban Tư pháp sẽ tăng mạnh như diều gặp gió. Tình cảnh lúc này có nên làm cho mình thông qua hay không? Diệp Thừa Dân lắc đầu, tuy bọn họ đều có những tính toán nhỏ nhặt của mình. Thế nhưng không thể không cho ra những hành động quyết đoán khi mà trái phải đã quá rõ ràng. Dù sao thì lúc này lời nói của từng người sẽ được thư ký ghi lại rất rõ ràng trong biên bản hội nghị. Chữ Vận Phong lúc này đã nhíu mày rất chặt, trong lòng thầm nghĩ đến biểu hiện của Vương Tử Quân. Trước đó biểu hiện của Bí Thư Vương làm cho người ta nghĩ rằng đang muốn gõ lên đầu của Chu Tiến Liên, nhưng ý nghĩ đó quả là ngây thơ, không ngờ lão đã xem thường đối phương. Đối phương căn bản không quan tâm. Lại càng không phải nhân cơ hội để gõ lên đầu Chu Tiến Liên, đó là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, người ta chỉ nghĩ đến chuyện đại sự mà thôi. Có người nói Vương Chu đang chơi trò lật cổ tay, bây giờ nhìn lại thì rõ ràng là quá buồn cười, căn bản hai người không cùng cấp bậc. Cái gì gọi là lật cổ tay? Chữ Vận Phong khẽ cười, lại nghĩ đến lời nói của Chu Tiến Liên, trong lòng thầm cảm thấy có chút đau xót cho Chu Tiến Liên. Nếu phương án này của Vương Tử Quân được thông qua, dù Chu Tiến Liên không muốn thì cũng phải chấp hành. Dù sao thì đó cũng là ý chỉ của Vương Tử Quân, càng đại biểu cho quyết định được tỉnh ủy thông qua. Đây rõ ràng là một hòn đá ném trúng hai chim, mạnh như thác đổ. Vương Tử Quân hồn nhiên mở miệng, sau đó phương án truy cứu trách nhiệm của nhân viên chấp pháp được hội nghị thông qua toàn diện. Hơn nữa hội nghị thường ủy đã tạo thành một ý kiến thống nhất, trình tự phải theo đúng pháp định, căn bản sửa sai đúng pháp luật. Hội nghị thường ủy giải tán, hội nghị lần này mất hơn 2 giờ, làm cho nhiều người sinh ra cảm giác giống như đã ngồi vài năm. Nhưng trước khi đi có không ít người dùng ánh mắt cực kỳ sâu sắc nhìn về phía Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tuần sau dù anh có bận rộn thế nào cũng phải đến thành phố chúng tôi một chuyến, nếu không thì rõ ràng là không nể mặt tôi,
thoát ly quần chúng quá nghiêm trọng. Phùng Chiêu Luân cùng Vương Tử Quân song song đi ra khỏi phòng họp, hắn cười lớn nói. Vương Tử Quân cười ha hả nói. Anh Phùng, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của ngài, đúng giờ sẽ tìm anh báo danh. Ha ha ha, tôi chờ anh, tôi nói cho anh biết, trong phòng làm việc của tôi có đặt một hai mao đài hơn 20 năm, đây chính là một vật phẩm giữ làm của riêng khi tôi còn công tác ở phương Nam đấy. Phùng Chiêu Luân bắt tay Vương Tử Quân, dùng giọng thành thật nói. Chu Tiến Liên mừng thọ mẹ mình cũng không chọn khách sạn lớn, cũng không phải hắn không muốn tiêu tiền, chẳng qua có sự hạn chế thân phận, thế cho nên căn bản không thể nào khoa trương tổ chức tiệc mừng. Chu Tiến Liên căn bản rất ẩn nhẫn, hắn căn bản không phát thiếp, chỉ đặt vài bàn trong một cửa hàng yên tĩnh, giống như tổ chức một bữa cơm họp mặt gia đình. Nhưng thực tế thì bữa tiệc mừng thọ mẹ của Chu Tiến Liên đã được chính đàn tỉnh Nam Giang bàn tán sôi nổi, truyền đi khắp nơi. Hai ngày qua có không ít người thông qua đủ mọi con đường đến đưa lễ vật, hơn nữa hơn 20 vị lãnh đạo của các thành phố trong tỉnh, kèm theo các lãnh đạo chủ chốt của đơn vị trong tỉnh đều mở lời gửi quà mừng. Chu Tiến Liên căn bản không chọn lựa phương án mở tiệc lớn mời khách, ngoài sợ sinh ra những ảnh hưởng không hay, hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng. Vì Chủ tịch Chử sẽ đến tham gia tiệc mừng thọ của mẹ mình. Chu Tiến Liên là bộ hạ cũ của Chử Vận Phong, hắn căn bản hiểu rõ tính cách lãnh đạo của mình. Chủ tịch Chử căn bản không thích lãng phí, thích lặng lẽ làm việc. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao mà lãnh đạo luôn cao giọng yêu cầu mọi người phải an phận công tác, nếu như hắn chủ động mở tiệc lớn mời khách, dựa vào quan hệ với Chủ tịch Chử, có lẽ lãnh đạo sẽ không nói gì thế nhưng trong lòng sẽ sinh ra phản cảm. Chu Tiến Liên là người thông minh, hắn không vì nhỏ mà mất lớn, hắn phải làm theo đúng như sở thích của lãnh đạo mới tốt. Hơn nữa Chủ tịch Chử đến tham gia tiệc rượu, dù chỉ là vài chục người tụ hội cũng hơn là tình huống vài trăm người gây náo loạn. Có câu thế này, núi không cao nhưng có tiên thì thành danh, nước không sâu nhưng có rồng thì thành linh, bữa tiệc hôm nay có mặt Chủ tịch Chử, như vậy đã rất nặng, căn bản còn làm cho người ta đến tham quan làm gì. Người gặp việc vui thì tinh thần vui sướng, tâm tình của Chu Tiến Liên hôm nay là rất tốt. Sáng sớm thức dậy thì hắn tự mình múc nước rửa mặt cho người mẹ 80 tuổi của mình, những người anh em còn lại cũng vui vẻ nhanh tay sắp xếp mọi việc. Chu Tiến Liên cũng không phải vung tay làm cái gì cả, thế nhưng hôm nay hắn lại khá bận rộn, điện thoại giống như là đường dây nóng, liên tục réo rắt. Bí thư Tần, cảm ơn lời chúc phúc của ngài, tôi nhất định sẽ chuyển lời của ngài cho mẹ tôi. Ha ha, hôm nay chỉ là bữa tiệc nhỏ của gia đình, tôi cũng không quấy rầy ngài, lần sau ngài đến thành phố Đông Hồng, tôi sẽ uống với ngài vài ly để tạ tội. Chu Tiến Liên cười ha hả rồi cúp điện thoại, hắn tuy cười tươi như hoa nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. Người gọi điện thoại vừa rồi chính là Phó Bí Thư Tần Thiếu Công của thành phố Tây Trạch, năm xưa khi Chu Tiến Liên là chánh án tòa án nhân dân thành phố Tây Trạch, người này là Bí Thư Ủy Ban Tư Pháp Thị Ủy. Vì hai bên có ý kiến bất hòa mà sinh ra một tràng tranh đấu. Nhưng khi đó Chu Tiến Liên nhận được sự giúp đỡ to lớn của Chủ tịch Chử Vận Phong, vì thế hoàn toàn giành được chiến thắng, khi đó con đường làm quan của Tần Thiếu Công cũng xem như gặp trở ngại, mất đi nhiều cơ hội tiến lên. Lúc này Tần Thiếu Công căn bản không cùng một cấp bậc khi so với Chu Tiến Liên. Chương 1089-2, sắp đặt sẵn không bằng chờ người trưởng thành. Tuy Tần Thiếu Công nói không quá rõ ràng thế nhưng Chu Tiến Liên lại hiểu rõ, đối phương hy vọng tham gia bữa tiệc mừng thọ của mẹ mình. Năm xưa đối phương là người cực kỳ kiêu ngạo, sau vài năm bị vùi dập thì xem như đã hiểu ra, đấu với Chu Tiến Liên căn bản không có gì tốt. Lúc này đối phương vì tương lai phát triển mà căn bản không thể nào không cúi đầu. Cúi đầu thì thế nào? Anh cho rằng cúi đầu thì sẽ được bỏ qua, sẽ đáng giá sao? Chu Tiến Liên tôi căn bản không có thời gian quan tâm đến những người đang cúi đầu như anh. Chu Tiến Liên nở nụ cười khinh thường, sau đó ném chuyện nhỏ nhặt này ra khỏi đầu mình, những nhân vật như vậy không đáng để hắn phải lo nghĩ. Khi hắn chuẩn bị phân phó người em chuẩn bị món ngon cho Chủ tịch Chử, đột nhiên điện thoại vang lên. Trên màn hình điện thoại xuất hiện cái tên Trân Hồng Lỗi, mặc dù Chu Tiến Liên căn bản có chút vướng mắc với Trân Hồng Lỗi. Thế nhưng hai bên vẫn cho nhau đầy đủ lễ tiết. Dù thế nào thì Trân Hồng Lỗi vẫn quan trọng hơn so với mình trong mắt Chủ tịch Chử. Cậu Hồng Lỗi, khi nào cậu đến? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu phải dùng hết 2 cân cá chép,
nếu không tôi sẽ không tha. Cậu phải nắm chặt thời gian đi đến, tôi chờ cậu tiếp khách. Chu Tiến Liên vừa mới bấm nút nghe thì mở miệng cười ha hả, giọng điệu có vài phần nịnh nọt. Anh Chu, chúc mừng, tôi sẽ đến ngay. Trần Hồng Lỗi dùng giọng trầm ổn nói, sau đó lại do dự nói. Còn cần chuẩn bị gì không? Tôi sẽ lấy đi. Chu Tiến Liên trước nay luôn có chút sợ hãi với Trần Hồng Lỗi, lúc này vừa nhận được điện thoại, hắn dù đang động viên chính mình thế nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được nói ra vài lời nịnh hót. Chu Tiến Liên nói ra những lời như vậy tuy cảm thấy hối hận nhưng nước hắt ra ngoài căn bản không thể hốt lại. Lúc này Trần Hồng Lỗi hỏi xem có cần chuẩn bị gì không, hắn căn bản lấy lại chút mặt mũi của mình. Trần Hồng Lỗi anh không phải là thiết diện vô tư, lạnh lùng vô tình sao? Chu Tiến Liên thầm có chút đắc ý, thế nhưng hắn lại vung tay lên nói. Cậu Trần, cậu không cần động vào thứ gì cả, tôi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cậu đến mà thôi. Chu Tiến Liên cúp điện thoại và có chút thoải mái, hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã là 10 giờ, hội nghị thường ủy sắp kết thúc rồi, cũng không biết các vị thường ủy tỉnh ủy có đi theo chủ tịch Trử đến dự tiệc hay không. À, trưởng phòng Lục sẽ đi qua, những người khác cũng nên chuẩn bị một chút. Chu Tiến Liên nghĩ đến những vị thường ủy thân cận với chủ tịch Trử, hắn có chút đắc ý. Mặc dù những vị thường ủy này cộng lại cũng không có tinh lực quá lớn bằng chủ tịch Trử, thế nhưng dệt gấm trên hoa cũng tốt, có thêm vài vị thường ủy đến tham gia vẫn tốt hơn rất nhiều. Tiểu Triệu, cậu nói xem, hội nghị thường ủy đến lúc nào thì xong? Tiểu Triệu trong miệng của Chu Tiến Liên cũng không phải là người nhỏ tuổi, căn bản là một vị chủ nhiệm văn phòng hơn 40 tuổi, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Chu Tiến Liên. Tiểu Triệu là chủ nhiệm văn phòng, là tâm phúc của Chu Tiến Liên. Tuy hắn không biết thời điểm nào sẽ kết thúc hội nghị thường ủy, thế nhưng xuất phát từ góc độ bản thân, hắn không thể nói là không biết được. Nếu đã không biết gì, như vậy thì nên trả lời theo phương hướng tốt đẹp. Vì vậy sau khi trầm ngâm giây lát thì Tiểu Triệu khẽ nói. Có lẽ là sắp xong rồi, nửa giờ trước đó tôi còn gọi điện thoại cho chủ nhiệm Trần. Lúc đó chủ nhiệm Trần nói dựa vào chủ đề thảo luận hôm nay, có lẽ mất một giờ sẽ xong. Chu Tiến Liên vỗ đầu một cái, thầm nghĩ mình thật sự là hỏi đường người mù, mình không hỏi thư ký của chủ tịch Trử, lại hỏi chủ nhiệm văn phòng của tòa án, có thể xác định được sao? Hắn rất quen thuộc thư ký của chủ tịch Trử Vận Phong. Thế nên hắn trực tiếp gọi điện thoại đến. Đầu bên kia nhanh chóng có phản ứng, sau khi nói đơn giản vài câu, lại cho ra vài lời mời thì Chu Tiến Liên mới cúp điện thoại. Nửa giờ, Chu Tiến Liên nghĩ đến tin tức nửa giờ sau chủ tịch Trử đến thì trong lòng có vài phần nóng sốt, hắn nâng ly trà lên uống cạn. Chỉ còn nửa giờ nữa, bây giờ có lẽ bí thư Diêu đang gõ đầu Vương Tử Quân. Chu Tiến Liên nghĩ đến tình huống mình được phó bí thư Diêu gọi vào trong phòng. Nghĩ đến lời nói đầy ẩn ý của bí thư Diêu, ngón tay của hắn không khỏi run lên. Hôm nay thật sự là ngày tốt lành. Nhưng lúc này điện thoại của Chu Tiến Liên quá bận rộn, khi hắn còn chưa nghĩ đến trạng thái khốn khổ của Vương Tử Quân, điện thoại lại đổ chuông. Chào Chủ tịch Lưu, cảm ơn ngài đã nhớ đến ngày sinh của mẹ tôi, thật sự cảm tạ ngài. Sau khi hàn huyên vài câu thì Chu Tiến Liên chậm rãi cúp điện thoại. Người vừa rồi gọi điện thoại đến là Chủ tịch Lưu, tuy không phải là thường ủy tỉnh ủy thế nhưng cũng là một phó chủ tịch có danh dự. Lúc này đối phương cũng phải gọi điện thoại đến, rõ ràng không phải là sơn song thiếp vàng lên mặt mình sao. Xem ra quyền lực thật sự là thứ tốt. 10 giờ sáng thì khách đã lục tục kéo đến hỏi thăm, những vị khách này tuy ít nhưng căn bản đều có độ nặng. Cục trưởng Cục Công an Trần Hồng Lỗi, trưởng phòng tài chính Lý Chiêu Quýnh. Bí thư thị ủy thành phố Lâm Hồ là Thích Phúc Lai, người có độ nặng nhất chính là Phó Chủ tịch Khương Thuận Tâm. Những người này căn bản đều là nhân vật lớn có thể gây chấn động trong tỉnh Nam Giang, hôm nay bọn họ đến với mục đích giống nhau, tập trung đến đây dùng cơm chúc thọ. Lúc này gương mặt Chu Tiến Liên căn bản là cười như đóa hoa, hắn mời thuốc những người chung quanh, sau đó nói với Khương Thuận Tâm. Chủ tịch Khương, anh có thể rút chút thời gian đến thăm, thật sự là quá vinh hạnh. Cũng đã lâu rồi ngài chưa triệu kiến tôi, không biết khi nào anh rảnh để tôi có thể đến báo cáo công tác đây. Khương Thuận Tâm năm xưa cũng đi ra từ thành phố Lâm Hồ, hắn căn bản có quan hệ không tệ với Chu Tiến Liên. Lúc này nghe Chu Tiến Liên nói ra những lời chính thức như vậy, hắn cười ha hả nói. Hay cho anh Chu,
đã bao năm rồi mà vẫn giữ tính tình như thế, muốn làm thịt người ta mà tỏ ra quá nghiêm trang. Anh nói đi, khi nào thì anh muốn đi uống trà, tôi sẽ mời khách, ha ha. Vì mọi người có thân phận gần như tương đương, hơn nữa năm xưa là chiến hữu chung chiến hào, thế cho nên nói chuyện khá là tùy ý. Trưởng phòng Lý Chiêu Quýnh của phòng tài chính là một người đàn ông trung niên ục ịch, mái tóc địa phương bao phủ trung ương thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác thưa thớt giấu đầu hở đuôi. Hắn vào đầu rồi nói. Cậu Chu, hôm nay sau nghỉ lâm môn, cậu phải uống vài ly mới được. Chu Tiến Liên tất nhiên hiểu ý của Lý Chiêu Quýnh, thế nhưng hắn lại vung tay lên dùng giọng mơ hồ nói. Trưởng phòng Lý, mẹ tôi mừng thọ 80 là chuyện vui. Nhưng chuyện vui thứ hai thì tôi không biết. Chẳng lẽ thần tài như anh muốn thưởng tôi tiền hiếu thuận sao? Cặp mắt Lý Chiêu Quýnh không lớn thế nhưng lại tràn đầy hào quang, hắn cười hì hì nói. Anh còn giả vờ làm gì nữa? Hôm qua tôi dùng cơm với bí thư Diêu, bí thư nói cần phải vung tay gõ vào đầu vài đồng chí mới được. Chương 1090, diện mạo Trương Phi tâm can khổng minh. Ha ha ha, bí thư Diêu. Đây không phải là tôi nói, tôi cũng không phải những đồng chí mới đến. Lời nói của Lý Chiêu Quýnh làm cho Chu Tiến Liên nở nụ cười hưng phấn. Đám người Khương Thuận Tâm cũng cười theo, bọn họ căn bản hiểu rõ ràng chuyện lật cổ tay giữa Chu Tiến Liên và Vương Tử Quân, lúc này Lý Chiêu Quýnh mở miệng tất nhiên sẽ không làm cho Chu Tiến Liên phải mất vui. Chủ tịch Khương, các anh, các vị cứ ngồi trước, tôi đi xem mẹ mình chuẩn bị thế nào rồi, lát nữa sẽ xuất hiện. Chu Tiến Liên vô thức nhìn đồng hồ, sau đó cười tủm tỉm nói. Hôm nay là sinh nhật mẹ Chu Tiến Liên, tất nhiên mẹ của hắn sẽ không cho người khác ngăn đón. Trần Hồng Lỗi ngồi bên cạnh nói. Cậu Chu, cậu đi mau đi, tôi thay mặt cậu nói chuyện với Chủ tịch Khương. Chu Tiến Liên tươi cười đi ra khỏi phòng khách, nhưng hắn cũng không đi về phòng nghỉ của mẹ mình, hắn đi đến đại sảnh chủ bị, tìm được vị chủ nhiệm văn phòng đang bận rộn nơi đó. Cậu đã liên lạc với thư ký Xà chưa? Khi nào thì chủ tịch họp xong? Chu Tiến Liên không chờ chủ nhiệm văn phòng mở miệng mà nhanh chóng hỏi. Tiểu Triệu mở miệng nói. 5 phút trước tôi đã liên lạc với thư ký Xà, hội nghị thường ủy đã xong, chủ tịch sắp đến rồi. Tiểu Triệu nói đến đây thì nhìn gương mặt hớn hở của Chu Tiến Liên, hắn dùng ghi nọng nịnh nọt lên tiếng. Vừa rồi thư ký Xà còn nói dựa theo sắp xếp thì giữa trưa chủ tịch trừ có nhiệm vụ chiêu đãi, thế nhưng cũng phải bỏ qua, đặc biệt đến chúc thọ bà cụ. Chu Tiến Liên không nói gì thế nhưng hai mắt lại giống như cười tủm tỉm, điều này đã nói rõ tất cả. Hắn vỗ thật mạnh lên vai của Tiểu Triệu, sau đó cất bước đi ra bên ngoài, khi đi đến cửa thì hắn chợt xoay người lại nói. Tất cả món ăn hôm nay đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. 20 phút sau sẽ có đầy đủ. Tiểu Triệu dùng giọng cực kỳ khẳng định nói. Hắn dám khẳng định như vậy cũng là vì bây giờ trong quán ăn không có mấy danh tiếng này đã tụ tập hơn 20 đầu bếp nổi tiếng Đông Hồng, hơn nữa còn có nhân viên tòa án đến giúp việc. Bữa trưa năm nay có khoảng 50 người tham gia, đã chuẩn bị sẵn sàng để đón địch từ hơn 2 giờ trước. Chủ tịch Trử thích tiết kiệm, chúng ta nên chú trọng vào những món ăn thông thường, cũng không nên phô trương. Chu Tiến Liên dùng giọng lo lắng căn dặn. Vâng, Chánh án cứ yên tâm, tôi biết rồi. Tiểu Triệu lên tiếng trả lời cũng không làm cho Chu Tiến Liên thỏa mãn, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Lát nữa lấy menu ra tôi xem một chút. Chu Tiến Liên xem menu mà nở nụ cười vui vẻ. Trong đơn vị thì chức vụ chủ nhiệm văn phòng căn bản không phải cao nhất, cũng không phải thấp, Chu Tiến Liên cảm thấy đối phương làm việc gì cũng không được ly khai khỏi mình. Lễ mừng thọ của mẹ hắn chuẩn bị sơ sài, căn bản không thể quá phô trương, mời người đến tham gia cũng là vô kế khả thi mà thôi, cũng không được mất thể diện, thế cho nên phải làm sao để có thể nhất cử lưỡng tiện mới hay. Hơn nữa sau khi nhận được tin tức chủ tịch Trử sẽ tự mình đến thì Chu Tiến Liên căn bản là ngủ không yên, hắn phải làm thế nào để có được một bữa tiệc vừa không quá phô trương vừa có thể diện đây. Khi Chu Tiến Liên đang suy nghĩ sứt đầu mẻ chán thì chủ nhiệm văn phòng đưa đến một phương án sắp xếp, tìm hội trưởng hội đầu bếp thành phố Đông Hồng, dùng DN nghĩa của người này để tập trung tất cả những đầu bếp nổi tiếng của thành phố Đông Hồng, sắp xếp tất cả trong một quán ăn nhỏ. Đến khi đó cho đám đầu bếp này thể hiện tay nghề, làm những món ăn gia đình, uống rượu bình thường.
Tất nhiên vị chủ nhiệm này còn có một mưu kế nhỏ, đó là đổ rượu tốt vào trong bình rượu thường. Thế là một bữa cơm căn bản là thoải mái, lại đơn giản sơ lược, không bao giờ mang tiếng xa hoa lãng phí. Sau khi nghe chủ nhiệm văn phòng nói xong thì Chu Tiến Liên liên tục gật đầu, hắn nở nụ cười thỏa mãn, thiếu chút nữa đã vỗ bàn tán dương phương án của đối phương. Thế là hắn mở miệng dặn dò Tiểu Triệu tăng trợ cấp cho đơn vị vào tháng này, lấy những hóa đơn 7-8 ngàn đi tìm phòng tài vụ. Không ngờ Tiểu Triệu là người đắc ý nhưng không quên hình, hắn nở nụ cười ngại ngùng từ chối ý tốt của Chu Tiến Liên, hơn nữa thái độ cũng rất chân thành. Sắp xếp giải nạn cho tránh án chính là chức trách của tôi, ngài tốt thì tôi xin khắc ghi trong lòng. Tôi là người bên cạnh ngài, nếu cho tôi đãi ngộ đặc thù thì căn bản là khó thể ăn nói với người khác. Điều này không khỏi làm cho Chu Tiến Liên cảm động liên tục vỗ vỗ vai Tiểu Triệu rồi mở miệng nói. Tiểu Triệu, cậu làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tôi cũng không quên. Chu Tiến Liên nghĩ đến đây thì đưa mắt nhìn Tiểu Triệu, thế là tâm tình đang treo lên cao chợt hạ xuống vài phần. Sau khi ra khỏi đại sảnh thì Chu Tiến Liên đi về phía phòng của mẹ mình. Lúc này trong gian phòng lớn nhất ở quán ăn, bà cụ đang mặc một bộ trang phục thời đường, đang hiền lành ngồi ở vị trí trung tâm, bốn phía có vài người phụ nữ đang líu díu nói chuyện. Khi thấy Chu Tiến Liên đi đến thì những người phụ nữ này đều đứng lên. Sau khi Chu Tiến Liên hỏi thăm ân cần mẹ mình vài câu, sau đó ánh mắt rơi lên người Tào Kha Nhi đang ngồi bên cạnh. Kha Nhi, cháu làm cho bà vui, hôm nay chú phải ban thưởng. Tốt quá, chú nói phải giữ lời đấy, đến khi đi làm phải nâng Kha Nhi lên một bậc. Bây giờ cháu mới là phó khoa, những người bạn của cháu đã lên đến cấp phó ban rồi. Tào Kha Nhi căn bản rất tùy ý với Chu Tiến Liên, trong miệng phát ra âm thanh làm núng. Ha ha ha, nhà đầu này không phải làm khó chú sao? Chu Tiến Liên không dám trả lời khẳng định, thế nhưng bàn tay lớn đang vung vẫy lại nói rõ vấn đề. Nhà đầu này lớn rồi mà vẫn ăn nói theo kiểu như vậy, nào có người mở miệng là muốn quan chức như vậy. Tào Chân Nhi nhìn thoáng qua Tào Kha Nhi rồi nở nụ cười dùng giọng oán trách nói. Tào Chân Nhi không nói lời nào thì ánh mắt của Chu Tiến Liên cũng đã rơi lên người nàng. Lúc này nghe thấy nàng trách cứ Tào Kha Nhi như vậy, hắn chợt nở nụ cười sáng lạn. Kha Nhi, vị này là... Tranh án Chu, đây là chị họ của cháu, tên là Tào Chân Nhi. Chị ấy đến thăm nhà, thế là cháu kéo đến đây chúc thọ cho bà. Tào Kha Nhi chỉ vào Tào Chân Nhi rồi mở miệng giới thiệu. Chu Tiến Liên căn bản biết rõ lai lịch của Tào Kha Nhi, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại đối đãi đặc biệt với nàng như vậy. Lúc này nghe thấy Tào Kha Nhi nói người phụ nữ xinh đẹp với khí độ bất phàm kia là chị họ của mình, hắn chợt nghĩ đến gia tộc lớn ở thủ đô. Ôi trời, Chân Nhi tiểu thư có thể đến tham gia tiệc mừng thọ của mẹ tôi, điều này thật sự làm cho tôi rất cảm kích. Vừa rồi tôi không biết, mong ngài bỏ qua cho, hôm nay kính xin Chân Nhi tiểu thư uống vài ly cho vui. Cảm ơn Chánh án Chu, ngài cứ bận rộn công tác, nếu như tôi không mời mà đến lại quấy rầy ngài. Căn bản là tội lớn lắm. Tào Chân Nhi biết rõ bây giờ Chu Tiến Liên đang rất bận rộn, thế cho nên dùng giọng khéo hiểu lòng người nói. Chu Tiến Liên căn bản càng cảm thấy có hảo cảm với Tào Chân Nhi thêm vài phần, tuy hắn rất muốn kết giao với chị họ của Tào Kha Nhi, thế nhưng hiện tại công việc cấp bách, vẫn phải chú tâm tiếp đãi chủ tịch Chữ Vận Phong. Đối với hắn thì tất cả những chuyện cần thiết của ngày hôm nay căn bản không bằng sự kiện Chữ Vận Phong đến tham gia. Vậy thì xin Chân Nhi tiểu thư thứ lỗi cho. Chu Tiến Liên nói rồi nhìn thoáng qua vợ mình, sau đó nói. Á Hồng, em nhất định phải chiêu đãi Tào tiểu thư cho tốt, đây là khách quý của nhà ta. Tào Chân Nhi vừa khẽ gật đầu vừa đánh giá cẩn thận Chu Tiến Liên. Nàng có chút hứng thú với người này, căn bản vì người này đã cho Vương Tử Quân ăn quả đắng khi đến tỉnh Nam Giang. Tào Chân Nhi có khả năng nhìn người khá tốt. Bây giờ nàng thấy Chu Tiến Liên căn bản là tùy mà không tiện, không quá chú trọng tiểu tiết. Người này căn bản là ngoài thô trong mảnh, tâm tư kín đáo, đây chính là hạng người rất khó đối phó. Đây là một người có diện mạo trương phi nhưng tâm can khổng minh, rất nhiều người sẽ bị vẻ bề ngoài này mê hoặc, nhưng một khi giao thủ thì mới chợt phát hiện ra những gì ẩn giấu bên trong đối phương. Vương Tử Quân có lẽ đã khinh thường đối thủ. Nếu không thì sao có thể bị chèn ép khó chịu như vậy khi mới đến tỉnh Nam Giang? Lúc này có lẽ mọi người đang nhìn vào Vương Tử Quân và mở miệng chê cười.
Khi Tào Chân Nhi đang suy tư thì cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Triệu nhanh chóng đi đến nói. Tranh án Chu, vừa rồi thư ký Xà gọi điện thoại đến, nói là 5 phút sau chủ tịch Trử sẽ đến. Chu Tiến Liên nghe được tin tức này mà tinh thần chấn động, hắn khẽ gật đầu với những người phụ nữ trong phòng, sau đó cất bước đi ra bên ngoài. Hắn thật sự có chút lo lắng vì hôm nay chủ tịch Trử đến chúc thọ mẹ mình, dù sao thì Trữ Vận Phong vẫn là chủ tịch tỉnh, mỗi ngày có hàng ngàn vạn việc cần phải xử lý, nếu đang làm gì đó mà có chuyện xảy ra, chỉ sợ sẽ nhanh chóng điều chỉnh hành trình của mình. 5 phút sau sẽ đến, như vậy xác định là không có việc gì xảy ra chen ngang. Chu Tiến Liên đi đến cổng chờ Trữ Vận Phong đến. 5 phút có thể nói là trôi qua ngay lập tức. Thế nhưng 5 phút này lại làm cho Chu Tiến Liên cảm thấy rất vất vả. Hắn luôn nhìn vào đồng hồ, liên tục thầm mong sao cho 5 phút này qua nhanh một chút. Nhưng thời gian như một đứa bé nghịch ngợm, anh muốn nó đi nhanh thì lại càng chậm chạp khó chịu, đến khi anh không muốn nhanh thì nó lại chạy đi như gió. Chu Tiến Liên chờ đợi trong lo lắng, đúng lúc này một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi chạy đến. Hắn nhìn chiếc xe quen thuộc, thế là nhanh chóng tiến lên chào đón. Khi xe dừng lại, hắn nhanh chóng tiến lên mở cửa. Chủ tịch Trử, chào mừng ngài. Khi Trữ Vận Phong bước xuống xe thì Chu Tiến Liên đã nhiệt tình vươn hai tay của mình ra. Vẻ mặt Trữ Vận Phong rất tốt, lão cười cười vỗ vỗ vai của Chu Tiến Liên rồi nói. Tiến Liên, bà cụ đang ở chỗ nào? Tôi đi đến trò chuyện với cụ một chút. Chủ tịch Trử, mẹ tôi hôm nay nghe nói ngài đến thì đã rất vui. Tinh thần của ngày hôm nay thật sự tốt hơn trước kia rất nhiều. Chu Tiến Liên cùng Trữ Vận Phong đi vào bên trong, hắn vừa đi vừa nở nụ cười nịnh nọt nói với Trữ Vận Phong. Trữ Vận Phong khẽ khoát tay áo nói. Anh Chu, không phải vì tôi đến mà cụ có tinh thần cao như vậy, đó là vì những người con có hiếu như anh làm cho cụ vui sướng thoải mái. Chu Tiến Liên đi cùng Trữ Vận Phong vào bên trong, hắn thầm suy tư về tình huống của hội nghị thường ủy ngày hôm nay. Tuy hắn rất muốn biết thế nhưng lại không dám mở miệng hỏi Trữ Vận Phong, nhưng nhìn vẻ mặt của Chủ tịch Trử, có lẽ hội nghị thường ủy hôm nay rất viên mãn. Viên mãn thì quá tốt rồi. Trữ Vận Phong đến làm cho bầu không khí bữa tiệc mừng thọ của mẹ Chu Tiến Liên thêm khí phách, không những bà cụ có vẻ mặt hớn hở vui sướng trò chuyện với Chủ tịch Trữ Vận Phong, những người khác cũng đứng chung quanh tham gia náo nhiệt. Thế là lúc này bầu không khí cực kỳ vui vẻ thoải mái, đầy tiếng cười. Vận Phong, tôi nhớ khi cậu đến nhà tôi hình như là thời điểm 10 năm trước phải không? Bà Chu tuy lớn tuổi nhưng trí nhớ vẫn không kém. Trữ Vận Phong cười nói. Cụ nói đúng, khi đó cháu đi tìm em Chu để nói vài việc, ngài tự mình lau tay lau mặt cho cháu, còn làm cho cháu một tô mì. Sau này cháu đến nhiều khách sạn lớn, căn bản cũng không tìm được hương vị như năm xưa. Tào Chân Nhi đứng nhìn bà cụ nói chuyện với Chủ tịch Trữ Vận Phong. Lại nhìn đám người trong phòng nở nụ cười vui vẻ, thế là trong lòng thầm cảm khái vì sức hút của quyền lực. Nếu như con trai của bà Chu không phải là Chu Tiến Liên, nếu như Trữ Vận Phong không đến, chỉ sợ đám người chung quanh nào có kiên nhẫn đứng nói chuyện với một bà già mắt mờ. Hơn nữa đám người chung quanh còn nở nụ cười như hoa nở. Chủ tịch, nếu không thì chúng ta dùng cơm nhé. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Tiến Liên nhìn đồng hồ rồi dùng giọng đề nghị nói với Trữ Vận Phong. Trữ Vận Phong nhìn đồng hồ, sau đó dùng giọng như tùy ý nói. Chờ chút, còn có khách đến. Còn có khách đến, người kia là ai mà sớm chào hỏi với Chủ tịch Trử? Chu Tiến Liên mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn không dám hỏi Trữ Vận Phong, chỉ có thể suy đoán lung tung mà thôi. Trong đầu hắn xuất hiện hình bóng của trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương. Trước nay trưởng phòng Lục luôn theo sát tiến độ của Chủ tịch Trử, bây giờ không đến cùng với Chủ tịch có lẽ là vì bận rộn gì đó, hiện tại Chủ tịch mở miệng nói chờ một chút, chắc chắn là đang chờ Lục Trạch Lương. Chu Tiến Liên căn bản rất có tâm tư nịnh hót Lục Trạch Lương, nhưng bây giờ Chủ tịch Trử ngồi đây, hắn tất nhiên không dám chạy đi. Hắn lập tức kéo cậu em Chu Tín Quốc ở bên cạnh lại rồi nói. Cậu đi ra cửa nghênh đón, có khách quý đến. Chu Tín Quốc là cục trưởng cục thủy lợi thành phố Đông Hồng, tuy cũng là lãnh đạo địa phương thế nhưng dù thế nào cũng có khoảng cách với anh trai của mình. Trong nhà bọn họ có một nguyên tắc mà không ai mở miệng cũng phải tuân theo, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng quyết định mức độ uy tín. Đám người trong Chu gia đều nhìn anh mình bằng ánh mắt cực kỳ kính trọng,
bọn họ đều hiểu thân phận và tâm tư của anh mình. Vì vậy tuy đám người dù là ai cũng có ý muốn thân cận với chủ tịch Trử, thế nhưng khi thấy anh mình mở miệng thì hiểu rõ vấn đề, căn bản không dám không nghe. Chu Tín Quốc lặng lẽ rời khỏi phòng, sau đó đi ra đại sảnh chờ đợi ở bên dưới. Hắn thầm tính toán, khách quý trong miệng chủ tịch Trử là ai? Có thể thấy khách quý được chính miệng chủ tịch Trử phân phó không phải là nhân vật tầm thường. Chẳng lẽ người này là bí thư Diệp? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu làm cho Chu Tín Quốc cảm thấy chấn động. Nếu bí thư Diệp đến, như vậy Chu gia của bọn họ sẽ là trung tâm của cả tỉnh Nam Giang, khi đó vị trí phó chủ tịch thành phố mà mình đang phấn đấu chẳng phải sẽ có hy vọng rồi sao? Chương 1091, chịu thua cũng là một đại trí tuệ. Khi Chu Tín Quốc đang suy đoán lung tung thì thấy một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi chạy đến. Tuy hắn chưa thấy biển số xe, thế nhưng nhìn vào kiểu dáng của chiếc xe, hắn biết đó là xe của lãnh đạo tỉnh. Dù là vị lãnh đạo tỉnh nào thì Chu Tín Quốc cũng phải tiến lên nghênh đón. Hắn mở ba bước tiến lên, chờ xe dừng lại thì cung kính mở cửa xe. Khi Chu Tín Quốc đang định mở miệng chào hỏi, người trong xe đi ra làm cho hắn phải chấn động. Hắn dù không tiếp xúc với các vị lãnh đạo tỉnh ủy, thế nhưng căn bản đều hiểu rõ về sơ lược lý lịch của bọn họ. Hắn càng không xa lạ gì với người đang đi ra khỏi xe. Là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp Phương Tử Quân. Cái tên này lóe lên trong đầu Chu Tín Quốc vô số lần, sở dĩ hắn nhớ rất rõ vị thường ủy tỉnh ủy này, cũng là vì đó là người đang chơi trò lật cổ tay với anh mình. Đối phương sao lại đến đây? Chu Tín Quốc nghĩ đến những tin tức lưu truyền thời gian qua, Chu Tiến Liên là người chiến thắng. Chu Tín Quốc xem như hiểu rõ. Tử Quân đang dùng thân phận thường ủy đến chúc thọ cho mẹ mình, cử động này đã nói quá rõ ràng, bí thư Vương xem như chịu thua anh mình. Chủ tịch Trử sở dĩ nói Vương Tử Quân đến, có lẽ chủ tịch Trử sẽ là một trung gian ở sự kiện này. Chu Tín Quốc cảm thấy rất khâm phục anh mình vì có thể làm cho một vị thường ủy tỉnh ủy phải chịu thua, thế nhưng lúc này hắn vẫn phải tươi cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, mời ngài vào bên trong. Chu Tín Quốc cảm thấy Vương Tử Quân đến để nhận tội chịu thua, như vậy mình cũng phải có biểu hiện nho nhã lễ độ một chút. Người ta dù sao cũng là thường ủy tỉnh ủy, hơn nữa còn có lời nói của chủ tịch Trử, chính mình nên có biểu hiện phóng khoáng, như vậy mới có phong độ. Vương Tử Quân cười cười bắt tay Chu Tín Quốc rồi nói. Chào anh, xin hỏi anh là... Tôi là Chu Tín Quốc, hoan nghênh bí thư Vương đến tham gia tiệc mừng thọ của mẹ tôi. Ngài đến làm cho gia đình chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Vương Tử Quân cười cười nói. Chúc mừng, hắn vừa nói vừa lấy từ trong tay Du Giang Vĩ ra một hộp lễ vật khá lớn. Dưới sự dẫn dắt của Chu Tín Quốc, Vương Tử Quân đi vào trong phòng của mẹ Chu Tiến Liên. Hắn đến có thể nói làm cho đám khách nơi đây phải mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng cực kỳ kinh ngạc. Mặc dù chữ Vận Phong nói còn có khách quý đến, bọn họ suy đoán ra được rất nhiều người. Thế nhưng căn bản không ngờ đó lại là Vương Tử Quân. Chu Tiến Liên cũng không ngờ Vương Tử Quân sẽ đến đây, thế nhưng sau khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì hắn chợt cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như Vương Tử Quân muốn thì sẽ có nhiều biện pháp trừng trị mình. Nhưng lúc này Chu Tiến Liên nhìn vào hành động của Vương Tử Quân, hắn thấy đối phương là người có được giãn được, có thể lớn có thể nhỏ, một người như vậy căn bản không thể nào là tầm thường. Trong lòng hắn liên tục bùng sóng suy nghĩ. Thế nhưng biểu hiện bên ngoài lại tươi cười như hoa. Một người như vậy sao có thể xem thường chứ? Sau này mình nên chuẩn bị đầy đủ tinh thần để liên hệ với Bí Thư Vương mới được. Bí Thư Tử Quân, tôi đã chờ anh được một lúc, vị này chính là cụ Chu, hôm nay là ngày mừng thọ của cụ. Chữ Vận Phong thấy Vương Tử Quân thì mỉm cười vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào bà Chu rồi giới thiệu. Chào cụ, chúc cụ phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Vương Tử Quân vừa tiếp nhận lễ vật Du Giang Vĩ đưa đến vừa mỉm cười nói với mẹ Chu Tiến Liên. Bà Chu nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, tưởng là hậu bối nhà ai, thế là cười nói. Cảm ơn tiểu tử cậu, mời cậu ngồi, mời ngồi. Chu Tiến Liên tuy thật sự cảm khái nhưng lại nhanh chóng che giấu tâm tình của mình, hắn cố gắng bày ra bộ dạng cảm kích nói. Bí thư Vương, ngài đến tham gia tiệc mừng thọ mẹ tôi. Điều này làm tôi cảm thấy rất vinh hạnh, mời ngài ngồi. Vương Tử Quân đến tham gia làm cho Chu Tiến Liên có thêm vài phần hưng phấn.
hắn cảm thấy dù là bí thư Diệp Thừa Dân đến đây cũng không có đầy đủ mặt mũi bằng Vương Tử Quân đi đến. Lúc này hầu như ai cũng biết Chu Tiến Liên hắn là người chiến thắng trong cuộc chiến Vương Chu, nhưng thắng lợi không tính là gì, ép Vương Tử Quân chịu thua mới là cảnh giới cao nhất. Chủ tịch tỉnh không hổ danh là lãnh đạo cũ của mình, mang đến cho Chu Tiến Liên một phần lễ vật lớn, căn bản là quá nể mặt mình. Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh chữ Vận Phong, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt làm cho người ta sinh ra cảm giác như tắm gió xuân. Lúc này hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía, chung quanh có không ít người có danh tiếng của tỉnh Nam Giang. Sau khi gật đầu chào hỏi, Vương Tử Quân ngạc nhiên phát hiện trong số nữ khách có người quen của mình. Nguyễn Phu Nhân, không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này. Vương Tử Quân ngồi không xa Tào Chân Nhi, hắn khẽ mở miệng chào hỏi. Tào Chân Nhi cũng mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Tôi cũng không ngờ gặp ngài ở chỗ này. Tuy Tào Chân Nhi có chút ý kiến với Vương Tử Quân thế nhưng mở miệng như vậy cũng không phải là nói dối. Nàng thật sự không ngờ gặp mặt Vương Tử Quân ở chỗ này, gặp mặt người đàn ông làm cho tâm tình của nàng cảm thấy rất phức tạp. Tào Chân Nhi cảm thấy Vương Tử Quân vẫn là một người mạnh mẽ cứng rắn. Năm xưa khi công tác ở tỉnh Sơn Nam, dù là đám người Hào Nhất Phong cũng không làm gì được. Có lẽ bây giờ tuy đối phương có chút ngăn trở, thế nhưng cũng không phải là người dễ cúi đầu. Không ngờ Vương Tử Quân lại xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ bà Chu lần này, sự xuất hiện của hắn căn bản làm cho mọi người biết rõ ràng, đó là chịu thua, hơn nữa còn là chịu thua thuộc hạ của mình. Nếu tin tức này được truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cảm thấy khó tưởng. Vương Tử Quân đi vào trong tỉnh Nam Giang chẳng lẽ là rồng vào đầm lầy sao? Vô tình Tào Chân Nhi sinh ra nhiều ý nghĩ, nhưng nàng căn bản vẫn rất kính nể Vương Tử Quân, hắn là một con rồng có được giãn được, là anh hùng có thể lớn có thể nhỏ. Vì nghiệp lớn của mình trong tương lai mà chịu chút uất ức thì tính là gì? Vương Tử Quân là một người huy hoàng ở tỉnh Sơn Nam, bây giờ lại bị cấp dưới đánh bại, lại đến tham gia tiệc mừng thọ với bộ dạng như không có việc gì, điều này căn bản là đại trí tuệ, một dũng khí khó có được. Bí thư Tử Quân đã đến. Như vậy chúng ta bắt đầu thôi. Chữ Vận Phong nói vài câu với bà cụ, sau đó dùng giọng thương lượng nói với Chu Tiến Liên. Giọng điệu của chủ tịch Chử rõ ràng là thương lượng, thế nhưng ai nghe vào tai cũng thấy đó là chỉ thị cao cấp nhất. Chu Tiến Liên càng không dám hiểu lệch, hắn sảng khoái đồng ý. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu. Tuy quán có không ít phòng nhưng Chu Tiến Liên vẫn thiết lập 7-8 bàn cơm ở đại sảnh lớn, bà cụ ngồi vị trí chủ tịch. Những người ngồi bên cạnh chính là nữ gia quyến và chị em Tào Chân Nhi. Đám người Chữ Vận Phong được sắp xếp trên một bàn khác. Đám đầu bếp nổi tiếng thành phố Đông Hồng căn bản là chỗ hết tài năng của mình, chưa nói đến phương diện công lực thâm hậu, mức độ và hương vị cũng cực kỳ đúng chỗ. Chỉ sau vài phút thì vài món được đưa lên, đây là những món bình thường nhưng nhìn kỹ thì thấy rất bất phàm. Chủ tịch Chử, tôi làm đơn sơ, kính mong ngài thứ lỗi cho. Chu Tiến Liên thấy những món ăn thông thường được đưa lên thì dùng giọng cẩn thận nói với Chữ Vận Phong. Chương 1092, tôi không phải kẻ ngốc. Món ăn vừa được dọn lên bàn, mọi người chỉ chờ chủ tịch Chử lên tiếng. Chữ Vận Phong ăn một vài miếng và cảm thấy hài lòng, lão cười nói. Anh Chu, phương diện này anh làm rất tốt, tôi nói cho anh biết, mục đích của mừng thọ làm sao cho các cụ vui vẻ. Nếu quá lãng phí thì căn bản là lộn đầu lộn đuôi. Vâng, lão lãnh đạo nói đúng, tôi luôn khắc ghi những chỉ thị của ngài khi công tác trong thành phố Lâm Hồ, tuyệt đối sẽ không làm cho ngài mất mặt ở phương diện này. Chu Tiến Liên hạ tư thái của mình xuống rất thấp, thế nhưng khi nói đến thành phố Lâm Hồ thì giọng điệu lại càng thêm vang dội. Chu Tiến Liên nói những lời này với ý gì thì Vương Tử Quân ở bên kia hoàn toàn hiểu rõ, thế nhưng hắn căn bản không mở miệng, bộ dạng lạnh nhạt. Thật ra Vương Tử Quân không nói lời nào thì đám người nơi đây cũng là những nhân vật lãnh đạo đơn vị, thân phận của Vương Tử Quân vẫn được bày ra rõ ràng trước mặt mọi người, hơn nữa hắn còn là một người khách trong bữa tiệc mừng thọ lần này. Được, chúng ta cạn ly này, chúc mừng cụ mỗi năm đều có ngày hôm nay, mỗi buổi sáng vui vẻ sảng khoái như sáng nay. Chữ Vận Phong nói rồi nâng ly lên chúc bà cụ ở phía bên kia. Bà cụ thấy chủ tịch Chử tự mình mời rượu thì cũng vội vàng đứng lên, tất nhiên bà cụ đứng lên cũng làm cho mọi người trong đại sảnh vội vàng đứng lên. Tuy bà cụ trước nay không uống rượu, thế nhưng lại cạn hết một ly,
điều này không khỏi làm cho đám người trong phòng vỗ tay vang dội. Khi mọi người ngồi xuống thì bữa tiệc mừng thọ bắt đầu, món ăn được đưa lên căn bản rất hoàn mỹ. Tuy 6 món hôm nay căn bản không có gì đặc thù, đại bộ phận là những nguyên liệu tầm thường, số lượng đầy đủ, thế nhưng lại được làm rất ngon, hương vị tuyệt hảo, căn bản là ai ăn vào cũng phải cảm thán. Thật ra bên trong còn có một chuyện nhỏ, đó là Chu Tiến Liên nghe một lời đề nghị của chủ nhiệm văn phòng Tiểu Triệu. Càng biểu hiện chất phác thì sẽ càng có lực tác động đối với một người xưa nay thường tham gia các bữa tiệc xa hoa như chủ tịch Trử, tuyệt đối là tạo nên một lực tương tác mạnh mẽ. Quả nhiên Chữ Vận Phong cảm thấy hứng thú với bữa tiệc lần này, hơn nữa liên tục mở miệng khen món súp, liên tiếp nói vài tiếng ngon. Với thân phận của Chữ Vận Phong, có thể nói ra những lời khích lệ như vậy là không dễ dàng. Vì thế đám người chung quanh giống như đang chứng minh lời khen của chủ tịch Trử, ai cũng húp súp rất mạnh mẽ, căn bản là uống cạn. Chữ Vận Phong biết rõ mình ngồi đây làm cho đám người chung quanh có chút gò bó, thế cho nên ăn được nửa giờ thì cười nói. Hôm nay là tiệc mừng thọ bà cụ, mọi người cần phải ăn uống thoải mái, nếu như vì tôi ngồi đây mà căn bản giống như đang tham gia họp, như vậy có phải muốn đuổi tôi đi không? Tuy Chữ Vận Phong nói bằng giọng bình dị gần gũi, căn bản không có chút giọng điệu quan viên, thế nhưng đám người nơi đây vẫn có chút gò bó. Cuối cùng Chu Tiến Liên khẽ nháy mắt với em trai Chu Tín Quốc của mình, dưới sự cố gắng của Chu Tín Quốc, bầu không khí mới có chút sôi động. Lão lãnh đạo, những món này đều là món ăn gia đình, rau xanh là chủ yếu. Đồng thời tôi cũng phải kính ngài một ly, cảm ơn ngài tự mình đến chúc thọ mẹ tôi xin được uống trước. Chu Tiến Liên nói rồi nâng ly rượu lên uống cạn. Chữ Vận Phong cười cười nói. Cậu Chu quá khách khí rồi, tôi và anh không những là đồng sự, còn là bạn bè. Cụ nhà là trưởng bối của tôi đến chúc thọ bà cụ cũng là điều bình thường. Chữ Vận Phong nói những lời bình thường thế nhưng căn bản lại làm cho người ta sinh ra cảm giác tin phục. Vương Tử Quân thấy đám người chân hồng lỗi ở chung quanh đang nhìn Chữ Vận Phong bằng ánh mắt cung kính, thế cho nên cũng không khỏi có thêm vài phần bội phục Chữ Vận Phong. Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly, cảm tạ ngài đến chúc thọ mẹ tôi. Chu Tiến Liên đứng lên khỏi ghế, hắn dùng giọng nói vui vẻ mời rượu Vương Tử Quân. Chu Tiến Liên đứng lên kính rượu, tuy tư thái hạ xuống rất thấp nhưng thực tế thì hắn lại cảm thấy mình căn bản biểu hiện ra sự ưu việt không nói nên lời. Cảm giác ưu việt này làm hắn sinh ra cảm giác như tướng quân thắng trận, hắn đang dùng lời nói thấm thía để an ủi vị tướng thất bại dưới tay mình. Đó là anh em. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, không cần phải quá đặt nặng trong lòng. Ánh mắt đám người Lý Chiêu Quính, Trần Hồng Lỗi và Khương Thuận Tâm đều nhìn về phía Vương Tử Quân, bọn họ đang chờ mong được thấy những phản ứng của bí thư Vương Tử Quân. Dù Chu Tiến Liên cung kính mời rượu nhưng bọn họ căn bản hiểu rõ ý nghĩa bên trong là gì. Vương Tử Quân này sẽ nén giận uống cạn ly sao? Đối phương uống rượu sẽ có bộ dạng thế nào? Khi mọi người đang chăm chú nhìn vào Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân nâng ly rượu lên với gương mặt không chút biểu cảm nói. Tranh án Chu, anh quá khách khí rồi. Hai người cùng ly với nhau, sau đó từng người uống cạn ly rượu của mình. Khi uống xong ly rượu, đám người Chân Hồng Lỗi chợt cảm thấy trận chiến giữa hai người Vương Chu đã hạ màn. Tiến Liên, cậu nên kính bí thư Vương thêm một ly. Hôm nay anh ấy đã cho ra một lời đề nghị rất tốt cho công tác của hệ thống tư pháp tỉnh Nam Giang. Chữ Vận Phong uống một ngụm trà, trên mặt là nụ cười thản nhiên. Chu Tiến Liên chợt kinh hoàng, hắn biết rõ chủ tịch Trử đang nói đến quyết định của hội nghị thường ủy. Hắn chợt sinh ra dự cảm không tốt với đề nghị của Vương Tử Quân cho hội nghị thường ủy, thế nhưng vẫn nhanh chóng nâng ly rượu lên. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên khẽ cười cùng ly với Chu Tiến Liên. Ngoài miệng lại dùng giọng hời hợt nói. Chủ tịch Trử, tôi là chiến hữu chung chiến hào với Chánh án Chu, mọi người đồng tâm hiệp lực cũng là vì công tác mà thôi. Hai bên cùng ly, Chu Tiến Liên nâng ly uống cạn, chợt cảm thấy gương mặt nóng ran. Chủ tịch Trử, tôi rất hiếu kỳ, cũng không biết bí thư Vương cho ra đề nghị gì, ngài có thể nói cho chúng tôi biết được không? Trưởng phòng tài chính Lý Chiêu Quính là người của Chữ Vận Phong. Lúc này thấy Chữ Vận Phong vui vẻ thì mở lời nói. Chữ Vận Phong cười cười nói. Bí thư Tử Quân thật sự cho ra phương án rất tốt, quyền lực phải là thanh kiếm hai lưỡi, có thể chém người khác cũng phải gây tổn thương cho chính mình.
anh ấy đề nghị thành lập cơ chế truy cứu trách nhiệm khi có oan sai, như vậy chẳng những có thể có phương pháp xử lý các sự việc phát sinh, hơn nữa còn đề cao ý thức trách nhiệm phá án của nhân viên công tác. Như vậy làm cho người trong cuộc phải có tinh thần phụ trách, đồng thời còn có bảo vệ cả nhân viên, rõ ràng là nhất cử lưỡng tiện. Chứ Vận Phong nói không quá nhiều thế nhưng đám người ngồi đây đều nghe rõ ràng, từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân chợt lấp lánh và có chút khác thường. Những người nơi đây có ai không phải là tinh anh trong đơn vị? Tất nhiên bọn họ nghe được ý nghĩa lời nói của Chủ tịch Chữ Vận Phong. Mặc dù không nói đến sự kiện oan sai của Khâu Triều Quế, thế nhưng tỉnh ủy đã cho ra quyết định mở ra cơ chế truy cứu án oan, như vậy đã là định luận rõ ràng về tranh chấp giữa hai người Vương Chu. Nếu như Chu Tiến Liên trước kia vẫn tiếp tục kiên trì, bây giờ căn bản chỉ còn là bọ ngựa đá xe, không dám nói lời nào. Vương Tử Quân lại thông qua một lời đề nghị như vậy để làm cho mình nhảy ra khỏi vòng tranh chấp với Chu Tiến Liên, đưa mình đứng lên vị trí lãnh đạo cấp cao. Không những tách biệt giữa mình và Chu Tiến Liên, còn cho thấy trình độ xử lý công tác là như thế nào. Chu Tiến Liên căn bản không phải là người ngu, hắn nào không hiểu rõ vấn đề bên trong. Lúc này bàn tay nâng ly rượu đã có hơi run, từ ngày quyết định chơi tay đôi với Vương Tử Quân. Chu Tiến Liên đã nghĩ đến tất cả thủ đoạn mà Vương Tử Quân có thể cho ra được, nhưng hắn lại không ngờ Vương Tử Quân dùng thủ đoạn như thế. Chẳng lẽ là Vương Tử Quân cố ý gây nên? Chu Tiến Liên nghĩ đến những nguyên nhân và hậu quả của những sự kiện gần đây, trong đầu hắn chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hắn ném ánh mắt về phía vị bí thư trẻ tuổi của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, thế là trong lòng ớn lạnh. Anh Chu, trước kia bí thư Vương không tiếp xúc nhiều với công tác của khối tư pháp, nhưng lại là một cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm phong phú. Sau này anh và anh Hồng Lỗi công tác cũng không nên phát sinh sự kiện không đúng, nếu có gì phải báo cáo với Bí Thư Vương, tranh thủ tìm được sự giúp đỡ của Bí Thư Vương. Chữ Vận Phong là người trải qua quá nhiều sự kiện giao thiệp trong quan trường, mỗi ngày đều gặp qua rất nhiều người, Chu Tiến Liên đang nghĩ gì sao lại có thể che giấu được lão. Nhưng lúc này lão cũng muốn nhân cơ hội để gõ đầu Chu Tiến Liên. Lần này Vương Tử Quân sở dĩ đến tham gia tiệc mừng thọ của bà cụ chính là vì Chữ Vận Phong cho ra lời mời. Sở dĩ lão mời Vương Tử Quân, ngoài ép Chu Tiến Liên chịu thua, hơn nữa còn có một ý nghĩ khác, lôi kéo vị bí thư ủy ban tư pháp này về phía mình. Chữ Vận Phong đã thấy rõ những biểu diễn của văn phòng ở hội nghị thường ủy hôm nay, lão chợt ý thức được vị bí thư trẻ tuổi của ủy ban tư pháp kia căn bản không thể khinh thường, tuyệt đối là cao nhân. Vào hội nghị thường ủy hôm nay, ngay từ đầu đối phương đã bỏ quyền, đã nói rõ sự hiện hữu của mình trong khối thường ủy tỉnh ủy. Cảm giác tồn tại là cực kỳ quan trọng trong thường ủy, nếu như anh mất đi cảm giác tồn tại trong khối thường ủy tỉnh ủy, như vậy lực ảnh hưởng của anh sẽ kết thúc. Nói rõ ràng thì ngoài chức vụ thì phương diện sắp xếp chỗ ngồi trong thường ủy tỉnh ủy căn bản cũng không phải dựa theo thứ gì khác, căn cứ vào lực ảnh hưởng của riêng từng người. Ví dụ như Vương Tử Quân, vì hắn mới đến. Dù được sắp xếp trước thư ký trưởng Đào Nhất Hành, thế nhưng lực ảnh hưởng lại thấp hơn Đào Nhất Hành rất nhiều. Nhưng thông qua hội nghị thường ủy hôm nay, lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân đã tăng tiến, ít nhất thì đám người thường ủy tỉnh ủy cũng không thể không quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Trước mắt đang trong thời kỳ ma sát kết hợp giữa Chữ Vận Phong và Diệp Thừa Dân, tuy Chữ Vận Phong chiếm hết ưu thế trong hội nghị thường ủy, thế nhưng lão cũng không muốn có thêm một đối thủ. Hơn nữa Vương Tử Quân căn bản là một cán bộ trẻ tuổi không đơn giản chút nào. Bữa tiệc mừng thọ vẫn được tiếp tục, bầu không khí trên bàn tiệc chợt thay đổi, ánh mắt đám người còn lại nhìn về phía Vương Tử Quân càng có thêm vài phần tôn trọng khác thường. Đám người này đều hiểu, Bí Thư Vương vừa mới đến đã cho Chu Tiến Liên một bài học. Thật ra lúc này cũng không thể gọi là tranh chấp Vương Chu, vì hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Một giờ sau, khi mọi người còn chưa thỏa mãn thì Chữ Vận Phong đã ăn no, lão là người đầu tiên nói lời cáo từ với bà cụ. Khi Chữ Vận Phong đi cũng kéo cả Vương Tử Quân đi theo, sau khi Chữ Vận Phong leo lên xe bỏ đi thì Vương Tử Quân quay sang cáo từ Chu Tiến Liên. Tranh án Chu, khách đi chủ nhà an vị, hôm nay tôi đã ăn uống no nê, chiều còn có chút việc, trước tiên xin cáo từ. Chu Tiến Liên căn bản cảm thấy đau nhức trong lòng nhưng lại nắm thật chặt bàn tay của Vương Tử Quân rồi nói. Bí thư Vương, tôi đại biểu cho cả nhà cảm ơn anh đã đến, hôm nay tiếp đãi không chu toàn, kính mong Bí thư Vương tha thứ cho. Chu Tiến Liên nói hai từ tha thứ cực kỳ nặng nề,
hắn thông qua những lời này để nói lời chịu thua với Vương Tử Quân. Dù hắn là người cực kỳ cứng rắn mạnh mẽ, thế nhưng hắn vẫn ghi nhớ một điều, đó là những sự việc trong quan trường phát sinh theo phản ứng của quan viên. Hắn kiên cường cũng là vì có chủ tịch Trử Trống sau lưng, bây giờ Trữ Vận Phong đã bày tỏ thái độ, hắn nào có thể tiếp tục là kẻ ngốc. Hắn không muốn vì chuyện này mà làm cho chủ tịch Trử nổi giận. Chúng ta đều là người của hệ thống tư pháp, anh khách khí với tôi làm gì? Vương Tử Quân nói rồi quay sang nói với Phó Chủ tịch Khương Thuận Tâm. Bây giờ anh nên chăm chút đến Chủ tịch Khương, anh ấy là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, nếu anh chiêu đãi không tốt, tôi sẽ hỏi tội anh. Vương Tử Quân nói lời vui đùa làm cho đám người đi cùng Chu Tiến Liên tiễn chân cười rộ lên. Khương Thuận Tâm là Phó Chủ tịch tỉnh thế nhưng không phải là thường ủy tỉnh ủy, thế cho nên vị trí căn bản là thấp hơn Vương Tử Quân. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì Khương Thuận Tâm cười nói. Bí thư Vương, tôi không tiếp thụ lời nói của ngài, chúng ta đều là người một nhà, ngài cũng không nên xích tôi bên ngoài được. Vương Tử Quân lên xe Audi rời khỏi quán ăn trong tiếng cười vui vẻ. Đám người nhìn chiếc xe chạy đi như bay, trong mắt lộ ra vài phần khác thường. Lần này người đến cũng căn bản không dễ hầu hạ. Trần Hồng Lỗi nhìn hình bóng Vương Tử Quân bỏ đi rồi dùng giọng trầm trầm thở dài nói. Chu Tiến Liên không nói gì, vì lời nói của Trần Hồng Lỗi làm hắn cảm động lây. Nếu đối phương dễ hầu hạ thì cũng không làm cho hắn té đau trước mặt cán bộ toàn tỉnh Nam Giang như vậy. Hắn biết rõ sau này chuyện mình gây ra sẽ là trò cười cho mọi người, sẽ được mọi người đàm tiếu vui vẻ trong chính đàn Nam Giang. Cục trưởng Trần, nếu chủ tịch tỉnh đã nói quá rõ, hai chúng ta nên hợp tác với nhau, phải truy cứu trách nhiệm cho thật tốt. Chu Tiến Liên nhìn Trần Hồng Lỗi đứng bên cạnh rồi dùng giọng trầm thấp nói. Trần Hồng Lỗi khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng. Khi Trữ Vận Phong và Vương Tử Quân rời đi, xem như bữa tiệc lần này đã đến lúc sắp kết thúc. Đầu tiên là bà cụ vì nguyên nhân sức khỏe mà phải về trước nghỉ ngơi, sau đó các vị khách cũng không còn hào hứng để ở lại. Anh em họ Chu tươi cười tiễn chân khách quý, đám người đều leo lên xe bỏ đi. Anh, hôm nay Chủ tịch Trử đến tham gia tiệc mừng thọ của mẹ, nói rõ anh ấy vẫn còn nhớ rõ tình bạn cũ. Anh xem, có nên nói sự kiện tiến lên chức vụ phó chủ tịch thành phố với anh ấy không? Chu Tín Quốc tiễn chân vị khách cuối cùng, sau đó dùng giọng không yên nói với anh mình. Chỉ bằng cậu mà muốn tiến lên vị trí phó chủ tịch thành phố sao? Chu Tiến Liên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Tín Quốc rồi cất bước bỏ đi. Trong một chiếc xe màu đỏ, Tào Kha Nhi vừa lái xe vừa khẽ gọi điện thoại, lại còn bật cười khanh khách. Tào Kha Nhi và Tào Chân Nhi ngồi bên bàn của bà cụ, mặc dù không tính là quá xa thế nhưng bọn họ vẫn nghe rõ và thấy rõ những gì phát sinh bên bàn của Chủ tịch Trữ Vận Phong, thế là bầu không khí trò chuyện giữa hai chị em có chút thay đổi. Được rồi, không nói nữa. Sau này sẽ mời anh dùng cơm. Tào Kha Nhi nói rồi ném điện thoại của mình xuống vị trí ghế lái phụ, nàng quẹt miệng nói với Tào Chân Nhi. Chị, xem như chị đoán đúng, hôm nay chúng tiếp tục đi ăn thôi. Chương 1093, tìm ngài lấy kinh nghiệm, xin ngài bắt mạch. Tào Chân Nhi cũng không vội vàng hỏi, nàng lẳng lặng dựa lên hàng ghế phía sau, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tào Kha Nhi. Vừa rồi Tào Kha Nhi gọi điện thoại cho một người bạn công tác ở trong văn phòng thường ủy tỉnh ủy, người kia cũng là một kẻ theo đuổi Tào Kha Nhi, thế cho nên căn bản mở miệng nói tất cả những gì mình biết. Chị, tên họ Vương kia thật sự xảo quyệt giống như những gì chị nói, khi mọi người cho rằng hắn đang thu, kết quả sớm rõ ràng, không ngờ đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, đối phương đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Anh ta chủ động đề xuất cơ chế thanh kiếm hai lưỡi trong hội nghị thường ủy. Thực hành phương án truy cứu oan sai, tăng tính trách nhiệm của người trong cuộc, đồng thời cũng bảo vệ cán bộ của mình. Phương án này căn bản được hội nghị thường ủy thông qua. Tào Kha Nhi nói đến đây thì dùng giọng mất hứng mắng một câu. Lần này Chu Tiến Liên rõ ràng bị người ta đùa giỡn như heo con. Kha Nhi, em tức giận cái gì? Tranh án Chu của em còn chưa nổi giận, em làm sao vậy? Tào Chân Nhi dùng ánh mắt nhàn nhã nhìn Tào Kha Nhi rồi dùng giọng kỳ quái hỏi. Chị, thật ra việc này không liên quan gì đến em, thế nhưng em không thích vẻ mặt tên họ Vương kia. Tào Kha Nhi nói một câu dễ nghe với chị mình, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì tên kia đã đánh bại anh rể của nàng là Nguyễn Trấn Nhạc.
Kha Nhi, tỉnh Nam Giang rồng cá lẫn lộn, em bây giờ còn trẻ, vị trí cũng thấp, cũng không thể tùy tiện lên tiếng, để trộn lẫn vào trong tranh chấp của thần tiên, như vậy căn bản không có gì là tốt với em cả. Tào Chân Nhi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tào Kha Nhi, nàng khẽ mở miệng khuyên nhủ. Chị, em biết rồi, em không quan tâm bọn họ đang làm trò gì là được. Tào Kha Nhi nói, sau đó nàng thay đổi chủ đề. Chị nói xem, Chánh Án Chu đã bại một lần, sau này còn dám sĩ diện trước mặt Bí Thư Vương hay không? Tào Chân Nhi cười một tiếng, sau đó nàng dùng giọng từ chối cho ý kiến nói. Cái này khó ai nói cho rõ được, nhưng có thể khẳng định một điều là Vương Tử Quân ít nhất cũng đang dừng chân yên ổn ở Nam Giang, sau này phát triển như thế nào thì phải xem vào lựa chọn của anh ta. Có 3 chiếc xe dừng ở lối vào thành phố Lâm Hồ, vài người đang đứng đợi bên cạnh xe, khói thuốc liên tục bốc lên. Sắp đến chưa? Một người đàn ông trung niên đứng bên phải mở miệng hỏi một người thanh niên. Người đàn ông trung niên này hơn 45 tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt dài và khá gầy, thật sự giống như một cây gậy trúc. Người thanh niên phía sau lên tiếng. Bí thư Vạn, vừa rồi tôi đã liên lạc với thư ký Du, anh ấy nói 5 phút nữa sẽ rời khỏi đường cao tốc. Bây giờ đã quá 10 phút rồi, vì sao còn chưa thấy bóng dáng đâu? Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua tên thanh niên phía sau, vẻ mặt không được tốt cho lắm. Người thanh niên căn bản không muốn mình bị lãnh đạo răn dạy, thế nhưng lúc này thật sự bất đắc dĩ. Hắn dù thầm oán trong lòng nhưng vẻ mặt lại không dám có chút biểu hiện nào khác thường, ngoài miệng cũng không dám giải thích. Anh Vạn, anh cũng đừng quá nóng lòng, chúng ta kiên nhẫn đợi một lát nữa. Anh xem mình kìa, nào cần phải vội vàng sao động như vậy. Người đàn ông trung niên đứng giữa cười tủm tỉm nói. Bí thư Vạn vội vàng gật đầu nói. Bí thư quản phê bình rất đúng, xem ra tôi có chút vội vàng sao động. Viên thư ký nhìn hai người trò chuyện mà trong lòng thầm hiểu rõ vấn đề. Hắn là thư ký của Bí thư Vạn, hắn căn bản hiểu rõ tính cách của Bí thư ủy ban tư pháp thành phố Lâm Hồ Vạn Thạch Tắc. Lãnh đạo của mình có gương mặt dài thế nhưng công tác thì lại rất đầy đặn, bây giờ có chút biểu hiện vội vàng sao động. Rõ ràng là biểu diễn cho bí thư quản nhìn. Hừ, nghênh đón một vị thường ủy tỉnh ủy, bí thư quản đến làm gì? Nếu như hắn không đích thân đến đây, chính mình sao lại bị lãnh đạo mắng như vậy? Thư ký nhìn đồng hồ và cảm thấy có chút gấp gáp. Hắn vừa điện thoại liên lạc với thư ký Du, đối phương nói 5 phút sau sẽ rời khỏi đường cao tốc, vì sao bây giờ còn chưa đến? Viên thư ký sờ vào điện thoại trong túi áo, hắn thật sự rất muốn gọi điện. Thế nhưng cuối cùng lại bỏ qua ý nghĩ của mình. Nếu hắn nóng lòng gọi điện thoại, chỉ sợ sẽ càng làm cho lãnh đạo của mình mất hứng. Lưu Đắc Di nhìn vào ngã rẽ trên đường cao tốc rồi nghĩ đến sự việc hôm nay. Có một việc làm cho hắn cảm thấy trở tay không kịp. Ví dụ như nghi thức nghênh đón, dựa theo quy định thì lãnh đạo của mình là Bí thư Vạn đến đây nghênh đón Bí thư Vương của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy là được. Thế nhưng lãnh đạo còn chưa đi ra khỏi khu văn phòng thì gặp xe của bí thư thị ủy quản Vực Phương. Hai bên ở trong cùng một khu văn phòng, Lưu Đắc Di biết rõ thói quen của bí thư quản. Bình thường khi lãnh đạo tỉnh ủy đến khảo sát nghiên cứu thì hắn đứng ở cổng khu văn phòng thị ủy đón là quá tốt rồi, cũng chỉ có bí thư Diệp Thừa Dân và chủ tịch Trữ Vận Phong và phó bí thư Diêu Trung Tắc đến Lâm Hồ thì hắn mới phải đi ra ngoài đứng chờ. Hôm nay làm sao vậy? Chỉ là một vị bí thư ủy ban tư pháp đến Lâm Hồ, vì sao quản Vực Phương lại đến đây? Mặt trời mọc hướng Tây rồi sao? Khi Lưu Đắc Di đang cảm thấy nghi hoặc thì một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi rời khỏi đường cao tốc. Khi chiếc xe này chạy đến, bí thư quản Vực Phương Giang hút thuốc nhanh chóng vứt đi, sau đó tranh thủ tiến lên nghênh đón. Quản Vực Phương đi phía trước, khi xe còn chưa dừng lại ổn định thì đã tiến lên nghênh đón. Hắn vừa mở cửa xe vừa cười nói. Bí thư Vương, cuối cùng cũng đã được đón tiếp ngài, chào mừng ngài đến thành phố Lâm Hồ kiểm tra chỉ đạo công tác. Vương Tử Quân cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt quản Vực Phương, thế nhưng có lẽ là lần gặp mặt thứ hai. Lần đầu tiên là khi Vương Tử Quân đến nhận chức thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy thì có gặp mặt đối phương trong hội nghị ra mắt, nhưng lúc đó Vương Tử Quân căn bản không chú ý đến quản Vực Phương. Nhưng trước khi đến kiểm tra thị sát thành phố Lâm Hồ, Vương Tử Quân đã bỏ ra không ít công sức để điều tra về tình huống nơi này, thế nên tìm ra được vài thông tin bổ ích.
Lúc này thấy người mở cửa xe cho mình là bí thư quản vực Phương, hắn không khỏi sinh ra cảm giác sững sờ. Nhưng ngay sau đó hắn đã bắt tay quản vực Phương rồi nói. Chào bí thư quản, tôi lần này đến thành phố Lâm Hồ để khảo sát một chút, lại làm phiền anh rồi. Ha ha ha, bí thư Vương đến đây là vinh hạnh cho thành phố Lâm Hồ chúng tôi, kính mong bí thư Vương cho ra nhiều lời phê bình với công tác của chúng tôi. Tôi nghe nói bí thư Vương là chuyên gia ở phương diện phát triển kinh tế, thành phố La Nam là địa phương nổi tiếng cả nước. Bí thư Vương, những ngày tới ngài có thời gian không? Tôi đang định đưa theo 4 bộ ban ngành đến tìm ngài học hỏi kinh nghiệm, để ngài bắt mạch phát triển cho thành phố Lâm Hồ chúng tôi. Quản vực Phương nói bằng giọng điệu thành khẩn, gương mặt không có nhiều biểu cảm, không khỏi đẩy Vương Tử Quân lên vị trí cao vời. Chương 1094, hai chân cứng nên đứng không ngã. Vương Tử Quân nghe thấy quản vực Phương nói đến thành phố La Nam, hắn biết người trước mặt có nghiên cứu về mình. Hắn không nói thêm điều gì, chỉ bắt tay với quản vực Phương, sau đó hắn cười bắt tay với bí thư ủy ban tư pháp thành phố Lâm Hồ Vạn Thạch Tắc, cũng không quên bắt tay với thư ký trưởng Lý Sướng Cương. Dù Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, sau khi xe dừng lại thì nhanh chóng chạy xuống, chuẩn bị mở cửa xe cho Vương Tử Quân, không ngờ lại bị quản vực Phương nhanh tay cướp mất. Cũng may những ngày qua hắn đã nhiều lần gặp phải tình huống này, thế cho nên cười cười thuận theo tự nhiên. Nhưng dù Giang Vĩ vẫn có chút khiếp sợ, hắn biết rõ quản vực Phương là ai. Mặc dù đối phương là bí thư thị ủy Lâm Hồ, thế nhưng căn bản là một cái tên vang dội trong các cơ quan ban ngành tỉnh Nam Giang. Thành phố Lâm Hồ là địa phương phát triển kinh tế nhanh chóng trong tỉnh, tuy so ra kém thành phố Đông Hồng và Ngân Bằng nhưng cũng có được vị trí thứ ba. Hơn nữa quản vực Phương là cán bộ thành phố Lâm Hồ, lại là bộ hạ cũ của chủ tịch quản vực Phương, trong mắt nhiều người hắn là một tồn tại căn bản là hét ra lửa. Tất nhiên đây cũng chỉ là những tin đồn mà Du Giang Vĩ nghe được, rốt cuộc là thật hay giả thì không dám xác định. Nhưng hôm nay Du Giang Vĩ cảm thấy có lẽ oan uổng cho quản vực Phương, đối phương nào kiêu ngạo như tin đồn. Khác biệt là người này căn bản rất khiêm tốn, nếu không với vị trí và cá tính như vậy, đối phương sao có thể ra tận đây đón tiếp bí thư Vương. Cậu Giang Vĩ, hoan nghênh cậu đến thành phố Lâm Hồ chúng tôi. Du Giang Vĩ đang đứng yên lặng một bên. Lúc này quản vực Phương chợt đi đến rồi dùng giọng nhiệt tình nói. Du Giang Vĩ chợt sững sờ, đãi ngộ như vậy làm cho hắn cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Quản vực Phương gọi mình là gì? Chẳng lẽ là cậu Giang Vĩ sao? Hắn có chút sững sờ, sau đó vội vàng duỗi hai tay ra bắt tay bí thư quản vực Phương. Quản vực Phương là ai? Trước kia quản vực Phương là một tồn tại mà Du Giang Vĩ luôn ngưỡng mộ. Tự xưng là một trong những ban ngành thường ủy trong tương lai của tỉnh Nam Giang. Đừng nói là Du Giang Vĩ, cho dù là các vị phó bí thư của Ủy ban Tư pháp cũng căn bản không được quản vực Phương xưng hô anh em như vậy. Nhưng bây giờ một nhân vật như thế lại chủ động gọi Du Giang Vĩ là em, điều này thật sự làm cho Du Giang Vĩ cực kỳ giật mình. Sau này nếu cậu Giang Vĩ có thời gian thì nên đến thành phố Lâm Hồ dạo một vòng, tuy thành phố chúng tôi không phồn hoa như tỉnh thành. Thế nhưng lại có được sự ưu đãi về phương diện du lịch, thật sự khá đẹp. Quản vực Phương cũng không nhanh chóng buông tay Du Giang Vĩ, hắn dùng giọng chân thành nói. Mặc dù Du Giang Vĩ biết rõ sau này mình căn bản không thể nào làm phiền quản vực Phương, thế rơi vào tình cảnh này thì hắn vẫn khách khí nói. Cảm ơn bí thư quản. Giữa tôi và cậu cũng không nên khách khí nhiều như vậy. Quản vực Phương nói rồi lại vỗ vỗ vai Du Giang Vĩ. Cậu đi theo bí thư Vương, vài năm sau sẽ tiến lên, sau này có gì cần anh cổ vũ thì cứ mở miệng. Lúc này Vương Tử Quân đã chào hỏi Vạn Thạch Tắc và Lý Sướng Cương xong, quản vực Phương bên kia cười nói với Du Giang Vĩ xong thì lại tiến lên tiếp đón Vương Tử Quân. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, sau khi hai bên nói vài câu thì quản vực Phương theo chân Vương Tử Quân lên xe. Du Giang Vĩ ngồi bên cạnh ghế tài xế mà biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại liên tục bùng sóng. Những ngày qua hắn đi theo bí thư Vương thị sát các thành phố trong tỉnh, hắn thiết thực cảm nhận được chỗ tốt của một vị thư ký lãnh đạo, mỗi lần quay về thì phía sau xe hơi luôn có một mớ đặc sản địa phương. Tất cả những món đặc sản phần lớn đều được cán bộ địa phương chuẩn bị sẵn, Du Giang Vĩ có nhiều hạn chế, tuổi còn trẻ, không thể vì nhỏ mà mất lớn. Vì vậy hắn nắm chắc một nguyên tắc, tiền tài lễ vật lớn không động vào, cũng đừng có ai muốn đào lỗ hổng từ người hắn.
nhưng đặc sản địa phương thì căn bản không từ chối. Hơn nữa Bí Thư Vương cũng không phản cảm vì những món đặc sản kia, biết đâu ngồi trên vị trí của Bí Thư Vương thì càng lên cao càng lạnh, hắn cần phải vui lòng nhận quà đặc sản địa phương, như vậy biểu hiện chút gần gũi với cán bộ cấp dưới, nếu không sẽ trở thành người cô đơn trong quan trường. Dù Giang Vĩ hiểu rõ mọi người đối xử tốt với mình căn bản là muốn câu cá lớn. Hắn là thư ký của Thường ủy Tỉnh ủy, chỉ cần một thời gian sau sẽ có cơ hội phát triển, chỉ cần người nào ném ra tương lai tươi sáng thì tất nhiên sẽ có hiệu quả lung lạc nhân tâm, bây giờ nói ra thì sau này sẽ không phải rơi vào tình huống nước đến chân mới nhảy. Dù Giang Vĩ thầm nghĩ, chính mình cần làm chính là phải công tác đến nơi đến chốn, phấn đấu thật nhiều phục vụ cho lãnh đạo. Ví dụ như quản Vực Phương, người này căn bản không coi trọng Du Giang Vĩ, mà chỉ coi trọng vị trí hiện tại của Du Giang Vĩ. Nhân vật nổi tiếng bá đạo như quản Vực Phương khách khí với Du Giang Vĩ, chỉ có thể là vì coi trọng Bí Thư Vương. Bí Thư Vương căn bản không có vị trí cao vời trong Thường ủy Tỉnh ủy, thế nhưng lực ảnh hưởng lại khá mạnh mẽ từ sau sự kiện của Chu Tiến Liên. Vương Tử Quân căn bản không những thực hiện được ý đồ của mình, còn dựng lên quyền uy của mình. Vị bí thư mới đến của Ủy ban Tư pháp căn bản không dễ chọc vào, đây chính là lời nói của đám cán bộ trong tỉnh, cùng có người nói với Du Giang Vĩ như vậy. Bí thư Vương không dễ trêu chọc, đây là lãnh đạo có thủ đoạn, có ít người tình nguyện tìm rủi ro trên người bí thư Vương. Vương Tử Quân vừa ra tay đã làm cho người Chu Tiến Liên đầy bụi đất, thế nhưng lại tạo ra hình tượng nhìn xa trông rộng cho mình, điều này làm cho đám người phía dưới sinh lòng cố kỵ. Cho nên khi nhàn rỗi cũng không dám động vào một nhân vật như thế. Du Giang Vĩ thầm nghĩ sau này nên phục vụ Bí Thư Vương như thế nào, hắn chợt nghe thấy Bí Thư quản Vực Phương đang báo cáo tình huống phát triển kinh tế của thành phố Lâm Hồ cho Vương Tử Quân. Đặc biệt là khi nói đến phương diện xây dựng tiêu chí kiến trúc cho thành phố, bên trong còn nói ra vài câu chuyện vui, bầu không khí rất hòa hợp. Bí Thư quản, thành phố Lâm Hồ của các anh phát triển rất nhanh. Đặc biệt là phương diện xây dựng đô thị, càng là một địa phương đi đầu trong tỉnh, thật sự không dễ dàng gì. Vương Tử Quân căn bản cho ra đầy đủ lời khẳng định với công tác của thành phố Lâm Hồ. Trong lúc quản Vực Phương mở miệng báo cáo, Vương Tử Quân cũng quan sát bí thư thị ủy quản Vực Phương của thành phố Lâm Hồ. Tuy bí thư quản hạ tư thái xuống rất thấp, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ năng lượng của đối phương. Hắn biết rõ với vị trí hiện tại của mình thì còn chưa đủ tư cách quyết định vận mệnh của quản Vực Phương, thế nên hắn áp dụng nguyên tắc người kính ta một thước thì ta kính lại một trượng, nếu anh hạ thấp tư thái, tôi cũng tỏ ra bình dị gần gũi dễ gần. Còn phương diện phát triển thành phố Lâm Hồ, Vương Tử Quân ngược lại có chút ý kiến, thế nhưng hắn không nói ra. Dù sao thì đó cũng không phải là khối công tác của hắn, nói nhiều không nhất định là tốt. Khi Vương Tử Quân đang thầm suy tư thì lái xe Tiểu Trần chợt dẫm thắng, xe dừng lại. Vì xe thắng gấp nên Vương Tử Quân có hơi chúi người về phía trước, hắn có chút kinh ngạc, ngay sau đó không khỏi nhìn ra bên ngoài. Quản Vực Phương cũng nhìn ra bên ngoài, chợt thấy một người phụ nữ trung niên hơn 40 đang đứng chặn đầu xe. Người phụ nữ trung niên kia còn chưa đứng vững thì một chiếc xe Santana chạy đến như bay, hai người thanh niên lao xuống. Không chờ người phụ nữ kia kịp phản ứng, bọn họ nhanh chóng kéo nàng lên xe. Động tác của hai người thanh niên rất nhanh, tất cả đã không còn gì, như chưa từng phát sinh. Quản Vực Phương cảm thấy vã mồ hôi hột, vì sao lại phát sinh sự kiện như vậy? Hắn cảm thấy có chút bức bối, sau đó mới trầm giọng nói. Bí thư Vương, gần đây chúng tôi điều chỉnh tư tưởng xây dựng đô thị, vì thúc đẩy quá nhanh các công trình trọng điểm nên không đủ quan tâm đến các công trình vì dân. Lúc này chúng tôi cảm thấy mình chạy quá xa, cảm thấy cần làm đến nơi đến chốn hơn, cần phải tập trung lực lượng cải tạo các khu dân cư đã cũ. Thế nhưng có vài hộ dân gặp tình huống di rời lại không hiểu công tác của chính quyền, không hài lòng với chính quyền, bây giờ nghe thấy ngài đến thì chặn xe cáo trạng. Chúng tôi không làm tốt công tác đã làm cho Bí Thư Vương phải sợ hãi. Thái độ của quản Vực Phương làm cho vẻ mặt Vương Tử Quân hòa hoãn trở lại. Hắn biết rõ sự kiện vừa xảy ra nhất định có vấn đề, thế nhưng lúc này hắn cũng không thể yêu cầu điều tra đến cùng. Thành phố Lâm Hồ nằm trong bàn tay quản lý của Bí Thư quản Vực Phương, dù mình muốn điều tra, nếu như không chuẩn bị đầy đủ thì quản Vực Phương cũng có thể tự mình cho ra được nhiều kết quả. Vương Tử Quân vừa mới đến tỉnh Nam Giang, hắn muốn xen vào những chuyện thế này thì rõ ràng là không lượng sức. Hắn thầm nghĩ như vậy,
ngoài miệng lại dùng giọng thản nhiên nói. Bí thư quản, công tác cải tạo các khu dân cư đã cũ là rất gian nan, điều này tôi hiểu rất rõ. Nhưng chúng ta cần phải cố gắng phối hợp lợi ích cho thật tốt, đảm bảo quyền lợi của nhân dân được đặt lên vị trí cao nhất. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của Bí thư Vương, sẽ đẩy mạnh công tác, sẽ nhanh chóng giải quyết các mâu thuẫn phát sinh. Quản vực Phương có thái độ rất đoan chính, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng cực kỳ chân thành nói lời đảm bảo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với quản vực Phương, hắn cũng không nói đến sự kiện vừa rồi. Hành trình thị sát thành phố Lâm Hồ của hắn cũng không phát sinh sự kiện gì khác, tất cả được tiến hành theo đúng quỹ tích của nó. 3 giờ chiều Vương Tử Quân rời khỏi Ủy ban Tư pháp thành phố Lâm Hồ, hắn lên xe rời khỏi thành phố Lâm Hồ. Quản vực Phương trước đó luôn theo sát Vương Tử Quân, sau khi đóng cửa xe lại cho Vương Tử Quân thì nói lời cáo từ. Xe chạy trên đường cao tốc, vẻ mặt đầy nụ cười của Vương Tử Quân chợt trở nên âm trầm. Sự kiện đột biến ở thành phố Lâm Hồ làm cho hắn sinh ra cảm giác khác thường, thế nhưng trước mặt tất cả cảm giác khác thường là một màn sương mù dày đặc. Tút tút tút. Điện thoại vang lên, Du Giang Vĩ nhanh chóng nghe máy, sau khi nói được vài câu thì trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, là thông báo của văn phòng tỉnh ủy, nói là sáng mai Bí thư Diệp muốn gặp ngài. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì. Vương Tử Quân đến Nam Giang được hơn một tháng, cũng đã biết được đại khái tình huống ở nơi này. Nam Giang là tỉnh phát triển kinh tế, thế nhưng vì nhân tố kinh tế phát triển mạnh mẽ nên có không ít nhân tốt không ổn đang dần sinh sôi. Ví dụ như phương diện trật tự trị an, những năm qua hoàn cảnh xã hội của tỉnh Nam Giang càng sa sút. Tuy các vị bí thư ủy ban tư pháp đến tỉnh Nam Giang đều muốn tăng cường trật tự trị an ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng tình huống ở tỉnh Nam Giang vẫn giống như một mầm bệnh không chữa trị tận gốc, vẫn liên tục phát sinh đủ mọi tội phạm. Khi Vương Tử Quân đang thầm suy xét vấn đề thì điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi cười nói. Tiểu Bắc, thế nào, nhớ anh rồi sao? Con không phải là vợ của bố, con là con của bố. Một giọng nói trẻ con vang lên, sau đó là giọng cười khanh khách của Tiểu Bảo Nhi. Vương Tử Quân nghe được tiếng nói của con trai mà tâm tình tốt hẳn lên, hắn cười nói. Bảo Nhi, con gọi điện thoại cho bố, có phải có chuyện gì không? Tất nhiên là có chuyện rồi. Ba ba xấu, đã hơn một tháng mà không về nhà, sao bố không về chứ? Chẳng lẽ bố không nhớ đến con sao? Tiểu Bảo Nhi ở đầu dây bên kia dùng giọng hùng hồn nói. Vương Tử Quân gãi gãi đầu, một tháng qua vì mở ra cục diện công tác ở tỉnh Nam Giang mà hắn không về nhà, bây giờ nghe thấy con trai phàn nàn thì có chút áy náy. Con trai ngoan, hai ngày nữa bố sẽ về. Đồng chí Vương Tử Quân, anh nhớ cho kỹ, anh không cần quay về, chúng tôi sẽ đi tìm anh, mẹ đã xin chuyển công tác đến chỗ của bố rồi. Tiểu Bảo Nhi dùng giọng có chút hưng phấn nói, rõ ràng nó rất tình nguyện ở cùng với bố mình. Nhưng tin tức như vậy lại làm cho Vương Tử Quân giật mình, Tiểu Bắc muốn đến đây công tác. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn cười nói với con trai. Con trai, đưa điện thoại cho mẹ một lúc được không? Bố, con kháng nghị, rõ ràng là con gọi điện thoại, sao bố không nói chuyện với con, lại muốn tìm vợ, như vậy mà được sao? Tiểu Bảo Nhi tuy không tình nguyện nhưng vẫn phải đưa điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân còn chưa hỏi thì Mạc Tiểu Bắc đã giải thích. Tuyến trên đã phê duyệt văn kiện cho em chuyển nghề, em được phân phối đến làm công tác nghiên cứu trong cơ sở khoa học tỉnh Nam Giang. Chuyển nghề, phân đến nghiên cứu ở Nam Giang. Vương Tử Quân nghe câu trả lời như vậy mà cảm thấy sấm chớp đùng đùng, hắn vừa định cẩn thận hỏi han, bên kia đã không nể tình mà cúp điện thoại. Tiền trảm hậu tấu, trong đầu Vương Tử Quân nghĩ đến những từ này. Thế là giống như thấy được nụ cười nhếch mép của Mạc Tiểu Bắc. Ánh trăng chiếu trên mặt biển rộng, sóng khẽ cuộn lên như một bản tình ca dịu dàng. Mùi gió biển mang theo hơi mặn làm cho người ta giống như đang ở trong bức tranh yên bình. Du thuyền lướt trên mặt biển, bên trên thuyền có một chiếc bàn, không mở đèn nhưng ánh trăng sáng lại làm cho không gian như thêm lung linh. Chú Trân, đây là trà long tỉnh mà cháu đặc biệt kiếm được, mời ngài nếm thử. Một tên thanh niên nở nụ cười đặt một ly trà bên cạnh một người đàn ông trung niên rồi mỉm cười nói. Người đàn ông trung niên tiếp nhận ly trà, sau đó gương mặt nghiêm túc xuất hiện nụ cười,
hai người ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười. Người thanh niên nhanh chóng đưa hai ly trà cho hai người còn lại, lúc này hắn cười nói. Anh Quản, anh Hồng, lần này làm ăn thuận lợi, chúng ta dùng trà thay rượu, chúc mừng mọi người. Tuy tên thanh niên nhỏ tuổi nhất nhưng lời nói lại rất có độ nặng, hắn nâng ly trà lên, ba người còn lại cũng nâng ly lên. Tên thanh niên lại tiếp tục cầm ấm trà châm vào đầy ly cho từng người, sau đó mới nói. Chú Trân, vài ngày trước cháu có đến Tây Âu, tiểu mộng sống rất tốt, giáo sư của nàng còn liên tục mở miệng khen thưởng, nói nàng là một sinh viên tốt hiếu học. Nghe thấy tên thanh niên nhắc đến tiểu mộng thì chú Trân đã cười rất vui vẻ, hắn dùng giọng có vài phần cảm khái nói. Học hành tốt là được, với độ tuổi của nó thì nên chú tâm học tập, tôi cũng không trông mong nó làm được gì hơn. Anh Trân, trong đám con cháu của chúng ta thì tiểu mộng là tốt nhất, nào giống như những cậu thiếu gia kia, ngoài sống phóng túng thì căn bản không biết làm gì ra hồn. Người đàn ông trung niên được xưng là anh Quản dùng giọng dịu dàng nói, thế nhưng gương mặt dưới ánh trăng cũng không quá rõ ràng. Anh Hồng nở nụ cười. Hai vị thật sự quá nghiêm, tôi đây phấn đấu cả đời mà con trai không ra gì. Học hành không tốt, còn chưa lên đại học đã làm cho con gái người ta trướng bụng lên. Đúng là tên kia làm cho tôi quá mức đau đầu. Chương 1095, gần vua như gần cọp, thiên uy khó dò. Anh Hồng nhắc đến con thì nhăn mày, người đàn ông trung niên bên cạnh dặn dò. Anh Hồng, nuôi con không quản là không được, anh nhất định phải quản Tiểu Bân, nó có thể làm cho con người ta có mang thì rồi bỏ mặc, thế nhưng anh cũng nên thành thật một chút, nên cho nó rời khỏi Đông Hồng, đừng gây nên sóng gió nữa. Một dòng xoáy xuất hiện sẽ dìm chết người bên trong. Anh Hồng căn bản có chút sợ hãi người vừa lên tiếng, hắn tranh thủ nói. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ quản nó cho tốt, chắc chắn sẽ không để nó tiếp tục gây chuyện. Anh Trân gật đầu nói. Anh Hồng, lúc này không còn giống như dĩ vãng, anh nên nói tiểu tử nhà mình cẩn thận thì hơn. Nói nó đừng tiếp tục gây chuyện, nếu không sự việc náo loạn, biết đâu sẽ phải cho ra biện pháp xử lý theo pháp luật. Anh Hồng thật sự lắp bắp sợ hãi, hắn căn bản hiểu rõ ràng năng lực của anh Trân, bây giờ người này còn nói như vậy, hắn nào dám có chút khinh thường. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó dùng giọng cẩn thận hỏi. Anh Trân, có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có một đợt truy quét lập lại trật tự nữa sao? Nếu chỉ là như vậy thì tốt. Anh Trân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi dùng giọng trầm trầm nói. Không phải có hành động truy quét lập lại trật tự sao? Anh Trân là người trời sinh có tính kiên nghị, rất nhiều chuyện khó giải quyết nhưng vào tay anh Trân thì xong ngay, hôm nay anh ấy làm sao vậy? Chú Trân, bí thư Vương mới đến làm cho ngài đau đầu sao? Tên thanh niên bên kia giống như hiểu được vài phần, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Anh Trân gật đầu nói. Người này rất trẻ tuổi nhưng lại có thủ đoạn, không có biểu hiện gì nhưng lại cho chú Tiến Liên một bài học. Đây không phải là vấn đề quan trọng, căn bản là trừng phạt anh Chu còn mang danh nghĩa bảo vệ người chấp pháp, thật sự rất có ý nghĩa. Anh Chu thật sự là con lừa, tự nhiên làm đá kê chân cho người ta. Người đàn ông trung niên được xưng là anh Quan đưa tay lấy một quả nho trong mâm rồi nói tiếp. Tôi nghe nói trước đó anh ta tuyên bố không chịu nghe lời, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Không ai nói thêm lời nào, bầu không khí trên thuyền có chút đè nén. Đúng lúc này anh Hồng chợt nói. Giám đốc, nếu họ Vương kia không có mắt muốn chơi cứng với chúng ta, tôi dứt khoát. Anh Hồng nói rồi dựng bàn tay lên, sau đó cho ra một động tác chém xuống. Động tác này làm cho ba người ngồi phía bên kia có chút run rẩy. Tên thanh niên nở nụ cười hèn mọn nói. Anh Hồng, anh đã thấy mình ngu ngốc chưa? Anh cho rằng đối phương là mèo ba chân không đứng đắn sao? Thân phận của người ta bày ra quá rõ ràng. Nếu anh còn ngu ngốc như vậy thì cút đi cho tôi. Giám đốc, cái miệng thúi của tôi lại làm cho ngài tức giận, tôi thấy làm như vậy thì sảng khoái hơn mà thôi. Anh Hồng mở miệng, sau đó cho chính mình một tát không chút khách khí, giọng điệu thành khẩn. Dù là chú Trân hay là anh Quản cũng đều không mở miệng nói thay cho anh Hồng, giống như một tên tiểu lâu la như vậy dù bị đánh chết, cho dù cút đi cũng không ai ngó ngàng đến. Ừ, sau này nên làm việc ổn định một chút. Không nên nổi nóng thì đánh giết, bây giờ anh cũng có thân phận, cũng không phải là tên côn đồ chạy ngoài đường như xưa.
Tên thanh niên nhìn anh Hồng rồi dùng giọng oán hận nói. Giám đốc, tôi biết rồi, nhưng lúc này trước mặt ngài tôi cũng nói, anh Hồng này vĩnh viễn là anh Hồng năm xưa, có gì ngài cứ phân phó. Anh Hồng vỗ vỗ ngực rồi trầm giọng nói với tên đàn ông bên kia. Tất cả giống như chỉ là một việc nhỏ nhặt, bầu không khí trên du thuyền đã tốt hơn, tên thanh niên tiếp tục pha trà, mọi người nói chuyện thêm vui vẻ. Chú Trân, hàng ngũ của chúng ta có nên thu nạp thêm người hay không? Khi mặt trăng lên giữa trời thì tên đàn ông trẻ tuổi dùng giọng không quá quan tâm nói. Cái này cũng không cần phải dùng, cẩn thận một chút là được. Chú Trân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Thủy triều lên, trăng càng thêm sáng, không biết từ lúc nào lại có một con thuyền ở đằng sau du thuyền, người trên thuyền cũng biến mất. Mọi chuyện giống như chưa từng phát sinh, chỉ có ánh trăng sáng vẫn chiếu xuống mặt biển làm bùng lên những con sóng nhộn nhạo. Ngày hôm sau Vương Tử Quân đi làm thì nhanh chóng đến khu văn phòng thường ủy. Hắn là thường ủy tỉnh ủy. Hắn tất nhiên không cần phải thông báo mà đi thẳng đến phòng làm việc của thư ký Khuất Trấn Hưng. Khuất Trấn Hưng đang cúi đầu xem văn kiện, khi Vương Tử Quân mỉm cười chào hỏi thì hắn mới ngẩng đầu lên. Khi hắn thấy người đó là Vương Tử Quân thì vội vàng đứng lên nói. Chào Bí Thư Vương, tôi không thấy ngài đi đến, mời ngài ngồi, mời ngài ngồi. Vương Tử Quân nhìn nụ cười tràn đầy vui vẻ của Khuất Trấn Hưng, hắn cười nói. Trấn Hưng! Không cần châm trà, Bí Thư Diệp lúc này có rảnh không? Bí Thư Diệp đang phê duyệt văn kiện, nếu không tôi đi vào xem thế nào đã. Khuất Trấn Hưng có chút do dự, sau đó khẽ nói. Hắn là thư ký cho Diệp Thừa Dân, hắn biết rõ thói quen của lãnh đạo mình. Buổi sáng lãnh đạo thích xử lý văn kiện, nửa giờ đầu nếu không có chuyện gì cấp tốc thì đừng nên quấy rầy. Nhưng vị thường ủy tỉnh ủy trẻ tuổi trước mặt căn bản không hiểu rõ thói quen của Bí Thư Diệp Thừa Dân, nếu như là người khác thì Khuất Trấn Hưng sẽ không quan tâm, nhưng đối với Vương Tử Quân thì hắn không dám chậm trễ. Nếu mình chậm trễ và để cho Vương Tử Quân hiểu lầm, như vậy không phải đặt một quả bom hẹn giờ xuống đất sao? Vì thế sau khi do dự một chút thì Khuất Trấn Hưng mở miệng nói. Vương Tử Quân căn bản không biết thói quen của Bí Thư Diệp Thừa Dân. Thế nhưng khi nhìn bộ dạng do dự của Khuất Trấn Hưng, hắn chợt cười nói. Trấn Hưng, bình thường Bí Thư Diệp phê duyệt văn kiện hết bao lâu? Bí Thư Diệp thường nói có một kế hoạch tốt thì không nên luống cuống tay chân, vì vậy sau khi đi làm thường bỏ nửa giờ đầu ra xem xét văn kiện. Khuất Trấn Hưng lúc này thở dài một hơi, hắn tin Vương Tử Quân nghe và hiểu ý của mình. Hắn dù nói giúp cho Vương Tử Quân thế nhưng trong lòng căn bản không thể không lo lắng. Vì gần vua như gần cọp, thiên uy khó dò. Chính mình đi vào xin chỉ thị của lãnh đạo, không nhất định là lãnh đạo sẽ mở miệng răn dạy mình, thế nhưng sẽ sinh ra lòng phản cảm. Vương Tử Quân gật đầu nói. Trấn Hưng, cũng đừng nên quấy rầy Bí Thư Diệp, tôi ngồi đây chờ một chút là được. Khuất Trấn Hưng vội vàng pha trà cho Vương Tử Quân, hắn cũng căn bản rất thích được trò chuyện với vị thường ủy tỉnh ủy đã dựng lên uy tín của mình. Khuất Trấn Hưng cũng không phải một đối tượng tốt để trò chuyện, hắn tuy rất khách khí và nịnh nọt Vương Tử Quân, thế nhưng có một số việc căn bản không bày tỏ ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân cũng thầm tán thưởng Khuất Trấn Hưng, vì đối phương là thư ký như vậy là đủ nghiêm minh. Diệp Thừa Dân dù phê duyệt văn kiện thế nhưng trong lòng căn bản không quá bình tĩnh. Dựa theo công phu dưỡng khí định thần nhiều năm, lão trên cơ bản đã đạt đến trạng thái ngàn cân treo sợi tóc mà không chớp mắt. Nhưng bây giờ lão xem xét văn kiện mà trong đầu lại nghĩ đến những thứ khác. Chính mình nên bàn với Vương Tử Quân như thế nào? Mức độ nào? Đây là thứ mà lão đang rất do dự. Nếu như trước kia thì lão căn bản không cần phải lo lắng ở phương diện này, thậm chí lão căn bản không định nói cho Vương Tử Quân biết những thứ này, tất nhiên sẽ không có gì phải lo. Nhưng sau khi nghĩ trước lo sau, Diệp Thừa Dân quyết định trao đổi ý kiến với Vương Tử Quân. Tuy viên cán bộ trẻ tuổi này có chút non nớt, thế nhưng thủ đoạn làm việc lại không kém ai. Hơn nữa lại càng có ý nghĩ trong phương diện bảo toàn đại cục, càng làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Nên nói ra toàn bộ sự việc hay là chỉ nói cho đối phương biết rõ một phần, hay là cứ từ từ, xem đối phương có thể đạt đến tình trạng nào. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão dù có quyền lợi làm cho người ta không ngừng hâm mộ, thế nhưng lão lại gánh chịu áp lực rất lớn. Vì có nhiều thứ động vào sẽ ảnh hưởng đến toàn thân, cắt xương sẽ đứt gân. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy,
lão là người lèo lái con thuyền lớn là tỉnh Nam Giang đi về phía tương lai tươi sáng. Vì thế trong quá trình lái thuyền thì lão nhất định phải đảm bảo một điều, đó là không có vật chất gì gây hại cho con thuyền, đảm bảo máy móc của con thuyền hoạt động tốt. Diệp Thừa Dân ngẩng đầu nhìn thấy Kim Phút đã chỉ đến số 40, lão nhìn vào văn kiện mới được xem qua hơn phân nửa, sau đó cầm điện thoại gọi đi. Trấn Hưng, Bí Thư Vương đã đến chưa? Bí Thư Diệp, Bí Thư Vương đã chờ bên ngoài hơn 20 phút rồi. Khuất Trấn Hưng nhận được điện thoại của lãnh đạo thì vội vàng báo cáo. Cậu cho Bí Thư Vương vào phòng làm việc của tôi ngay. Diệp Thừa Dân nói xong thì cúp điện thoại. Diệp Thừa Dân dụi dụi mắt, sau đó nâng ly trà lên uống một ngụm, gương mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Khuất Trấn Hưng đẩy cửa ra, Vương Tử Quân mặc một bộ tây trang màu xanh ưỡn ngực đi vào. Khi tiếng gõ cửa vang lên thì Diệp Thừa Dân đã nhìn về phía cửa, lúc này ánh mắt đặt lên gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân và Khuất Trấn Hưng. Diệp Thừa Dân đã nhìn qua sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân. Biết rõ vị bí thư ủy ban tư pháp căn bản không lớn tuổi hơn thư ký của mình, thế nhưng hai người đi cùng với nhau lại có biểu hiện không giống. Khuất Trấn Hưng dù trong mắt người thường thì cũng là kẻ đắc chí, thế nhưng đi cùng Vương Tử Quân thì căn bản chỉ là sao quanh trăng, mất đi hào quang. Có lẽ vì thói quen của thư ký nên Khuất Trấn Hưng có hơi cúi người, nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, trên mặt treo nụ cười, cơ thể khẳng khái, cực kỳ có tinh thần. Mặc dù ở trong phòng làm việc của Diệp Thừa Dân thế nhưng Vương Tử Quân vẫn hiên ngang xoải bước, gương mặt tự tin treo nụ cười lạnh nhạt. Cảm giác tự tin này không phải chỉ là vẻ bề ngoài, còn có một cảm giác kiên nghị sâu trong lòng. Bí thư Tử Quân, những ngày qua sống ở Nam Giang có cảm thấy tốt không? Với thân phận của Diệp Thừa Dân thì hoàn toàn có thể ngồi sau bàn làm việc đối thoại với Vương Tử Quân, thế nhưng lão lại lựa chọn phương án cất bước đi ra. Vương Tử Quân nhìn Diệp Thừa Dân duỗi hai tay ra, hắn cũng tiến lên duỗi hai tay nói. Cảm tạ Bí Thư Diệp quan tâm, tôi sống rất tốt. Ha ha ha, cậu là người phương Bắc, cậu đến Nam Giang có lẽ sẽ không quá quen thuộc. Nếu cậu có gì cần thì cứ sắp xếp, đừng quá chú trọng này nọ, nếu cậu đến Nam Giang và gầy rộc đi, như vậy tôi cũng khó ăn nói. Diệp Thừa Dân nói rất hay, chỉ hai câu đã biểu hiện sự quan tâm đến Vương Tử Quân. Còn làm cho bầu không khí thêm hài hòa. Vương Tử Quân nhìn Diệp Thừa Dân ngồi đối diện với mình, trong lòng có vài phần bội phục. Từ khi bắt đầu đến Nam Giang thì Vương Tử Quân cảm thấy Diệp Thừa Dân căn bản không quá quan tâm đến công tác của mình, nếu không thì trong thời gian một tháng qua đã không gặp vị bí thư ủy ban tư pháp được điều đến để hỗ trợ cho lão. Nhưng lời này hắn không thể nào nói ra, vì lãnh đạo thường xuyên đến đơn vị của anh là quan tâm, thế nhưng ít đến cũng là quan tâm. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà từ tay Khuất Trấn Hưng, hắn cười nói. Bí thư, nhiệm vụ này của ngài tôi chỉ có thể chứng thực phân nửa mà thôi, bây giờ dáng người tôi cũng không quá tồi, nếu ăn vào mập như heo sẽ không tốt. Tiếng cười của hai người làm cho bầu không khí vốn có chút lạnh nhạt đã biến mất. Sau khi Khuất Trấn Hưng đóng cửa đi ra ngoài thì Diệp Thừa Dân cười nói. Tử Quân, cậu chuẩn bị đưa người nhà đến đây hay không? Nếu như người nhà cùng đến, như vậy cậu chỉ cần nói một tiếng, tôi không nói đến những thứ gì khác, thế nhưng sẽ cố gắng khả năng lớn nhất để cho em gái thỏa mãn. Cảm ơn Bí Thư Diệp, tôi đã liên hệ tốt với Tiểu Bắc, trước mắt đã trình văn kiện chuyển nghề cho tổ chức, mà tổ chức cũng đã phân phối cô ấy đến làm công tác nghiên cứu khoa học ở trong thành phố Đông Hồng. Câu trả lời của Vương Tử Quân làm cho Diệp Thừa Dân rất vui, lão cười nói. Đưa vợ con đến đây là tốt. Hai người hai nơi cũng không hay, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi như cậu, rõ ràng là một loại giày vò. Hai người nói đùa vài câu, Diệp Thừa Dân chợt thay đổi chủ đề nói. Bí thư Tử Quân, cậu đến Nam Giang đã hơn một tháng, cậu cũng đã có vài phần hiểu rõ về tình huống Nam Giang. Cậu nói tôi nghe xem, tôi muốn nghe xem cậu có ý kiến gì với tình hình công tác tư pháp của tỉnh Nam Giang hay không. Vương Tử Quân khẽ híp mắt. Khi hắn nhận được tin Bí thư Diệp Thừa Dân muốn gặp mình, hắn chợt nghĩ rằng Diệp Thừa Dân có khả năng muốn hỏi gì đó. Lão là bí thư tỉnh ủy, lão căn bản rất bận rộn, thế nhưng cũng không thể không quan tâm đến công tác của ủy ban tư pháp cho được. Vương Tử Quân đã suy nghĩ rất nhiều về phương án trả lời câu hỏi của Bí thư Diệp Thừa Dân. Hắn biết rõ sự kiện nói chuyện lần này rất quan trọng với mình,
dù sao thì một vị thường ủy muốn tăng cường độ nặng của mình phải có được sự giúp đỡ của lãnh đạo đứng đầu. Tuy hắn tin với thủ đoạn của mình sẽ có thể nắm chặt công tác tư pháp ở Nam Giang, thế nhưng hắn vẫn tình nguyện tiếp nhận sự giúp đỡ của bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân. Vì vấn đề này mà Vương Tử Quân căn bản vứt bỏ cách thứ trò chuyện khách sáo và sáo giống, hắn cảm nhận được tâm tư bức thiết của bí thư tỉnh ủy về phương diện trật tự trị an. Cho ra vài động tác lớn thì căn bản không là chuyện gì khó với Vương Tử Quân, hắn có thể thuận miệng nói ra vài hoạt động làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Nhưng cuối cùng hắn không lựa chọn đột phát từ phương diện này. Lúc này ánh mắt của Diệp Thừa Dân rất nghiêm túc, trên mặt cũng không còn nụ cười như vừa rồi. Lão nhìn Vương Tử Quân, chỉ cảm thấy có chút căng thẳng, vô thức sợ câu trả lời của Vương Tử Quân căn bản không phải là kỳ vọng của mình. Bí thư Diệp. Cuối cùng Vương Tử Quân cũng mở miệng, hắn cười cười nói. Kinh nghiệm công tác của tôi có được chỉ sau khi nắm khối tư pháp một thời gian ngắn, nhưng nói từ căn bản thì tôi cũng không phải tiến dần từng bước trong công tác tư pháp. Chẳng qua tôi cảm thấy bất kỳ công việc gì cũng cần nhiều người cố gắng, chỉ cần chúng ta chăm chú thực hiện, cho dù có đánh nát mũi trâu cũng phải sâu dây thừng qua rồi lôi đi. Vương Tử Quân nói không quá nhanh, hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Diệp Thừa Dân. Phán đoán ý nghĩ thật sự của bí thư Diệp ở phương diện này. Nhưng ý nghĩ thì tốt mà thực hiện không dễ chút nào, Diệp Thừa Dân là người tu luyện nhiều năm, so ra hắn vẫn kém hơn rất nhiều. Chương 1096, một tổ tiên nhà ai bốc khói xanh thì trong triều có người làm quan tốt. Gương mặt bình tĩnh như giếng nước sâu của Diệp Thừa Dân căn bản không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì, Vương Tử Quân cắn răng một cái rồi dùng giọng đơn giản nói. Bí thư Diệp, nếu muốn duy trì tính đại cục của tỉnh Nam Giang, điều quan trọng nhất chính là cần một đội ngũ cán bộ tư pháp cần cù và có hiệu suất công tác cao. Đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính ổn định của xã hội cho phương diện phát triển kinh tế. Tôi chuẩn bị cho ra một chỉnh đốn tác phong lớn ở hệ thống tư pháp, điều tra nghiêm túc những nhân viên bị nhân dân phản ánh làm trái luật, tiến hành xử lý xét xử nghiêm khắc những con sâu làm dầu nồi canh làm tổn hại đến hình tượng cán bộ chúng ta. Tâm tình của Diệp Thừa Dân chậm rãi hạ xuống, hoặc có thể nói là lão thở dài một hơi. Vừa rồi lão thật sự sợ người cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi này cho ra một phương án lớn, bây giờ thì tốt rồi, lão có thể yên tâm. Diệp Thừa Dân là người công tác trong chính quyền nhiều năm, căn bản hiểu rõ một đạo lý, đó chính là muốn chính sách tốt được chấp hành thì phải có một hàng ngũ cán bộ dám đánh trận. Nếu không cho dù có phương án và chính sách tốt thì kết quả chỉ là sai lệch mà thôi. Vương Tử Quân không đề cập đến hành động lớn, muốn tiến hành chỉnh đốn tác phong, như vậy không động chạm đến lợi ích của quần thể, còn có thể quán triệt ý chỉ của mình trong hệ thống công tác. Mượn cơ hội và thông qua hoạt động lần này để sắp xếp cho đám cán bộ muốn dựa vào mình có vị trí rõ ràng, biện hát pháp như vậy có thể nói là rất tốt, căn bản là lão luyện trưởng thành. Nếu như là một bí thư tư pháp với tuổi tác cao vời nói ra điều này thì Diệp Thừa Dân căn bản là không chút kinh ngạc. Thế nhưng kế sách này lại do Vương Tử Quân nói ra, điều này làm cho Diệp Thừa Dân có chút bất ngờ, đồng thời phần nhiều là kinh ngạc. Không hổ là người từng khống chế một địa phương trong tay, không làm cho mình thất vọng. Xem ra tuyến trên đã phân phối đến cho mình một trợ thủ đắc lực. À, Bí thư Tử Quân, kế hoạch của cậu thật sự không tồi, tôi thấy có thể áp dụng. Diệp Thừa Dân cười cười nói tiếp. Cậu cứ yên tâm và lớn gan đi làm. Có vấn đề gì thì tôi và tỉnh ủy sẽ là hậu thuẫn cho cậu. Vương Tử Quân thở dài một hơi, lời nói của Diệp Thừa Dân xem như đã thừa nhận tính toán của mình. Hắn thật sự rất vui vì sự tán thành của bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân. Tuy lúc này bí thư Diệp Thừa Dân còn chưa khống chế được thế cục ở tỉnh Nam Giang, thế nhưng sự giúp đỡ của lãnh đạo đứng đầu một tỉnh cũng làm cho Vương Tử Quân căn bản không cần phải đi thêm nhiều đường vòng. Cảm ơn bí thư Diệp. Vương Tử Quân cười cười nói. Bí thư Diệp, gần đây khối tư pháp sắp mở hội nghị với nội dung chấp pháp vì dân, kính mong bí thư Diệp bỏ ra chút thời gian cấp bách đến cổ vũ cho chúng tôi. Ha ha ha, bí thư Tử Quân cứ yên tâm, khi nào các cậu làm tốt công tác chuẩn bị thì cứ nói với thư ký trưởng Đào về ngày tổ chức hội nghị. Cho dù có bận rộn thế nào thì tôi cũng sẽ tham gia hội nghị này. Gương mặt Diệp Thừa Dân lại nở nụ cười khá vui vẻ. Sau đó Diệp Thừa Dân cũng không nói đến chuyện công tác, chuyển sang trò chuyện về cuộc sống. 10 phút sau Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân.
Vương Tử Quân ngồi ở hàng ghế sau xe, hắn chợt cảm thấy có chút mệt mỏi, thế nên không khỏi dựa lưng ra phía sau. Công tác trong những ngày qua thật sự làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi cũng xem như được đền bù thỏa đáng, dưới sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân thì khối công tác tư pháp ở tỉnh Nam Giang sẽ thay đổi hướng gió, sẽ có những hoạt động chấn chỉnh phù hợp. Tuy bây giờ còn chưa cho ra được thành tích cụ thể, thế nhưng ít nhất thì Vương Tử Quân đã biểu hiện được lực ảnh hưởng của mình. Hắn đã có chuẩn bị kỹ càng, nếu như có thể tìm ra được vài con sâu làm dầu nồi canh trong hành động lần này, như vậy xem như lấy được thành công lớn. Tất nhiên nếu không điều tra được một thành viên phản diện nào, như vậy thì xin chúc mừng, dưới sự lãnh đạo anh minh của các vị thường ủy tỉnh ủy, các vị lãnh đạo tỉnh, chúng ta có được một đội ngũ cán bộ có lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể chống lại khảo nghiệm. Tất nhiên đây chỉ là cái cớ để ứng phó với dư luận, Vương Tử Quân hy vọng thông qua thủ đoạn lần này để có thể lật bài, xem như tẩy bài trên bàn nhỏ cũng được. Giang Vĩ, đã mấy giờ rồi? Trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn thấy xe dừng lại thì dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Bí thư Vương, đã 9 giờ rồi. Dù Giang Vĩ ở phía trước căn bản rất chú ý, sau khi nghe được lời của Vương Tử Quân thì vội vàng trả lời. 9 giờ, hôm nay Mạc Tiểu Bắc và con trai đến vào lúc 4 giờ 40. Tuy những ngày này có chút bận rộn, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn muốn tự mình đi đón vợ con. Xe vừa mới dừng lại ở sân bay, không chờ Vương Tử Quân xuống xe, cửa xe đã được mở ra, một người đàn ông trung niên mập mạp xuất hiện bên cạnh Vương Tử Quân. Chào Bí thư Vương. Người đàn ông trung niên kia chờ Vương Tử Quân xuống xe thì nhanh chóng vươn hai tay, sau đó trầm giọng nói. Vương Tử Quân không biết người đàn ông trung niên kia là ai, nhưng hắn vẫn xòe tay ra bắt chặt tay đối phương. Chào anh. Bí thư Vương. Tôi là giám đốc sân bay Lý Đại Đoan, mong Bí thư Vương phê bình công tác của chúng tôi nhiều hơn. Viên giám đốc nói bằng giọng điệu cung kính và khách khí với Vương Tử Quân. Lý Đại Đoan nghe nói Vương Tử Quân đến sân bay đón người thì cảm thấy rất hưng phấn, hắn căn bản không muốn bỏ qua tình huống được tiếp xúc với một vị thường ủy tỉnh ủy. Vì vậy trước khi Vương Tử Quân đến thì hắn đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đứng sau lưng còn có một hàng nhân viên trung tầng của sân bay. Vương Tử Quân nhìn tình huống huy động nhân lực chào đón mình mà không khỏi trợn mắt há mồm. Hắn chỉ đến đón vợ và con trai, vì sao lại kinh động cả sân bay thế này? Vương Tử Quân cũng không biết giám đốc sân bay có người quen là cảnh sát giao thông trên đường đi đến đây, chỉ cần có xe của lãnh đạo tỉnh chạy đến sân bay là Lý Đại Đoan nhanh chóng biết rõ, thế nên cho ra tình huống nghênh đón thế này căn bản không có gì là lạ. Nhưng Vương Tử Quân căn bản là không biết rõ tình hình. Dù không thoải mái nhưng vẫn cười nói với Lý Đại Đoan vài câu, cũng khuyến khích Lý Đại Đoan tiếp tục cố gắng làm tốt công tác. Sân bay là một cửa sổ của tỉnh Nam Giang, chỉ cần nhìn vào nơi đây là có thể thấy rõ hoàn cảnh như thế nào, thấy được trình độ phát triển của thành phố Đông Hồng. Lý Đại Đoan nghe được lời cổ vũ của Vương Tử Quân thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, cơ thể mập mạp đứng thẳng tắp. Hắn nói lời đảm bảo với Vương Tử Quân, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Sẽ cố gắng duy trì tốt bản chức công tác. Vương Tử Quân lúc này nào có tâm tư chỉ đạo công tác của Lý Đại Đoan, hắn nhìn đồng hồ, sau đó cười nói. Giám đốc Lý, anh cứ bận rộn, tôi còn phải đi đón người. Vâng, Bí thư Vương cứ tiếp tục, tôi đã vì ngài mà mở ra con đường chuyên dụng, có chuyện gì ngài cứ phân phó là được. Lý Đại Đoan cũng là người có ánh mắt tinh anh, hắn thấy Bí thư Vương cũng không cho mình đi theo, thế là chuẩn bị bỏ đi. Nhưng Lý Đại Đoan làm việc căn bản có sắp xếp rõ ràng, dưới sự sắp xếp của hắn thì Vương Tử Quân nhanh chóng gặp mặt Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi trên con đường dành cho khách quý. Nhưng lần này cũng không phải chỉ có hai người Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi đến Nam Giang, còn có cả Khương Long Cương và Lý Đức Trụ đang sôi nổi kéo hành lý đi phía sau. Vương Tử Quân ôm lấy Tiểu Bảo Nhi, sau đó mỉm cười chào hỏi hai người Khương Long Cương. Bí thư Vương. Khương Long Cương khẽ bắt chuyện với Vương Tử Quân, sau đó hắn cười nói. Tôi và Lý Đức Trụ đã lâu rồi không được đến thành phố Đông Hồng, hôm nay Trung tá Mạc đến đây, thế là muốn đi theo để mở mang thêm kiến thức. Chương 1097, Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu so sánh với vẻ ung dung của Khương Long Cương thì Lý Đức Trụ lại có vẻ thành thật hơn. Sau khi được gặp Vương Tử Quân thì hắn nở nụ cười khá chân thành.
gương mặt kích động đỏ bừng bừng. Vương Tử Quân mỉm cười bắt tay Khương Long Cương, sau đó lại vỗ vỗ vai Lý Đức Trụ. Hai người các cậu có phải muốn đem đến cho tôi niềm vui bất ngờ không? Trong lúc nói chuyện thì Vương Tử Quân cũng giới thiệu đoàn người cho nhóm người Du Giang Vĩ. Trước đó Du Giang Vĩ đã liên lạc điện thoại với Khương Long Cương, bây giờ được gặp mặt người thật việc thật, thế là cảm thấy có vài hương vị khác biệt. Vương Tử Quân vốn cho rằng chỉ có mẹ con Mạc Tiểu Bắc nên chạy một xe đến đón, bây giờ có thêm Lý Đức Trụ và Khương Long Cương. Khi đoàn người đi đến cửa ra vào của sân bay, Lý Đại Đoan đã phái một chiếc xe chạy đến. Nhà của Vương Tử Quân là biệt thự số 7 khu nhà thường ủy tỉnh ủy, lúc này đã được quét dọn sạch sẽ. Tiểu Bảo Nhi vui vẻ chạy tới chạy lui trong biệt thự, nó liên tục nở nụ cười. Biệt thự này ngày thường trắng trong thuần khiết, bây giờ lại tràn đầy sức sống. Mạc Tiểu Bắc mang theo khá nhiều hành lý, tất cả được Khương Long Cương và Lý Đức Trụ hỗ trợ sắp xếp trong nhà, đồng thời hai người bọn họ cũng liên tục báo cáo công tác ở tỉnh Sơn Nam cho Vương Tử Quân. Lúc này Khương Long Cương tuy vẫn là phó bí thư quận, nhưng lúc này Hà Khởi Duệ đã tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy La Nam đã điều viên chủ tịch quận đến làm giám đốc phòng xây dựng, thế nên vị trí chủ tịch quận căn bản là bỏ trống. Khương Long Cương là phó bí thư quận, lại được chủ trì công tác của Ủy ban Nhân dân quận, thực tế đã xem như là người gánh trọng trách của một chủ tịch quận. Trước mắt hắn còn chưa chính thức tiến lên. Thế nhưng ý nghĩ bồi dưỡng Khương Long Cương của Hà Khởi Duệ lại được đám người trong thành phố La Nam biết quá rõ ràng. Hơn nữa Khương Long Cương là thư ký cũ của Bí Thư Vương, vì vậy mà dù là bất kỳ đơn vị nào trong thành phố cũng rất nể tình, làm việc xuôi chèo mát mái, căn bản là cực kỳ thành thạo. Lý Đức Trụ có khởi điểm thấp hơn một chút so với Khương Long Cương. Theo yêu cầu của Lý Đức Trụ, Vương Tử Quân rời khỏi Nam Giang cũng không tiếp tục giữ Lý Đức Trụ làm lái xe. Tuy có vài vị lãnh đạo trong thị ủy bày tỏ thái độ, hy vọng cho Lý Đức Trụ tiếp tục lái xe cho bọn họ, thế nhưng Lý Đức Trụ lại chọn một hướng khác. Lúc này hắn là phó đại đội trưởng chi đội 2 đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam. Không biết có phải vì xuất phát từ phương diện ngang nhau hay không, sau khi Lý Đức Trụ nhận chức được vài ngày, cấp trên của hắn cũng bị điều chỉnh, vì vậy hắn bắt đầu dùng thân phận cấp phó để chủ trì công tác của đại đội 2 đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam. Lúc này lãnh đạo Cục Công an thành phố La Nam cũng không vì Vương Tử Quân rời khỏi Sơn Nam mà lạnh nhạt với Lý Đức Trụ. Hầu như mỗi vị cục trưởng Cục Công an đến thị sát chi đội cảnh sát giao thông đều ở lại dùng cơm, hơn nữa mỗi lần như vậy đều gọi Lý Đức Trụ. Điều này làm cho Lý Đức Trụ rất có thể diện, chủ trì công tác căn bản là thuận buồm xuôi gió. Dù là bất kỳ người nào cũng biết Lý Đức Trụ trước kia là lái xe cho Bí Thư Vương, tương lai vô hạn, cũng không ai dám động vào. Vương Tử Quân nghe hai người cấp dưới báo cáo mà không nói lời nào, hắn chỉ cười tủm tỉm lắng nghe, xem như là một người nghe hợp cách. Nhưng lúc này hắn cảm thấy rất thoải mái. Tuy hắn đã sớm nghe được tin tức về hai người này, thế nhưng dù sao nghe người trong cuộc mở miệng thì vẫn có sự khác biệt. Du Giang Vĩ giống như một học sinh tiểu học ngồi trước mặt Vương Tử Quân, trong lòng có những suy nghĩ miên man bất định. Hắn nhìn vào hai người Khương Long Cương và Lý Đức Trụ để thấy được tương lai của mình. Thế nên ý nghĩ phục vụ thật tốt cho Bí Thư Vương càng bùng lên mạnh mẽ. Giữa trưa sau khi cùng dùng cơm thì Khương Long Cương và Lý Đức Trụ được Du Giang Vĩ đưa đến khách sạn Nam Giang nghỉ ngơi. Lúc này trưởng ban chạy nhảy một ngày cuối cùng cũng mệt mỏi kiệt sức, nó nằm trên ghế salon xem phim hoạt hình nhưng hai mí mắt cứ sụp xuống. Mạc Tiểu Bắc ôm con lên đùi, một lúc sau thì Tiểu Bảo Nhi đã ngủ. Tiểu Bảo Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ nằm ngủ say sưa. Tiểu tử này không biết đang nằm mơ cái gì mà nhếch miệng cười khanh khách. Mạc Tiểu Bắc mặc quần áo đi tới đi lui trong phòng, Vương Tử Quân nhìn và trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp, lúc này thật sự là tốt đẹp. Vương Tử Quân miễn cưỡng nằm chết dí trên giường, hắn khẽ hỏi Mạc Tiểu Bắc. Vợ, sao em lại đột nhiên muốn chuyển nghề? Em nghĩ muốn có nhiều thời gian ở bên anh và con. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng thân tình đáp. Vương Tử Quân có chút cảm động, trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp. Lúc trước khi mới quen Mạc Tiểu Bắc, khi đó nàng căn bản không có tính cách thế này, nàng căn bản là một quân nhân căn bản rất chú trọng đến nghề nghiệp của mình. Vương Tử Quân nhớ rõ lý tưởng của Mạc Tiểu Bắc là sau này sẽ thành một nữ tướng quân, sau khi gả cho hắn thì nàng đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là sau khi sinh Tiểu Bảo Nhi, sở thích lớn nhất của nàng là nấu nướng.
Mỗi lần thấy hai người đàn ông trong nhà ăn uống vui vẻ, nàng chợt cảm thấy mình rất thành công. Nói một cách khách quan thì tài nghệ nấu nướng của nàng đã tăng tiến rất mạnh, căn bản là một đầu bếp của gia đình. Lúc này Mạc Tiểu Bắc lại chuyển nghề, vứt bỏ tất cả những truy cầu của mình ở phương diện sự nghiệp. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng làm việc nghĩa không chùn chân của Mạc Tiểu Bắc, hắn không nói gì cả, chỉ đứng lên khẽ ôm lấy nàng, hai người cùng đi vào phòng khác. Ôi, Bí Thư Vương, ngài cũng nên chú ý hình tượng của mình, anh không sợ đánh thức con sao, chỉ cần nó tỉnh là sẽ đi tìm mẹ ngay. Mạc Tiểu Bắc với sóng mắt như nước, nàng liều mạng đẩy Vương Tử Quân ra rồi dùng giọng hờn dỗi nói. Nhưng Mạc Tiểu Bắc càng vùng vẫy càng làm cho Vương Tử Quân thêm quyết đoán, hắn ôm lấy nàng đi qua phòng khách. Mạc Tiểu Bắc cũng cảm nhận được tình cảm của Vương Tử Quân, nàng lặng lặng nằm trên giường, hai người hôn nhau một lúc. Mạc Tiểu Bắc căn bản là một người mẹ hình mẫu, nàng liên tục nói ra những câu chuyện lý thú liên quan đến Tiểu Bảo Nhi, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân liên tục cười ha hả, liên tục cảm thán chỉ số thông minh của con mình không phải cao như bình thường. Mạc Tiểu Bắc nói xong chuyện của con trai, nàng dùng giọng có chút thương cảm nói. Tử Quân, lúc này sức khỏe của ông ngày càng kém, tháng trước còn té xỉu một lần. Mạc Tiểu Bắc nói đến Mạc Lão Gia Tử thì tâm tình có chút hạ thấp, trong mắt đầy nước. Vương Tử Quân hiểu cảm tình của Mạc Tiểu Bắc với Mạc Lão Gia Tử, hai ông cháu ở bên nhau thời gian dài, ông cụ lại thích Mạc Tiểu Bắc, thế cho nên tình cảm giữa hai bên căn bản là không cần nói cũng biết. Vương Tử Quân ôm chặt Mạc Tiểu Bắc, hắn dùng giọng nhẹ nhàng an ủi nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, dù có chút không tình nguyện nhưng Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, thời gian và trình tự đã sắp xếp rõ ràng, hắn không thể vô duyên vô cớ vắng họp được. Bí thư Vương, tôi đã sắp xếp Bí thư Khương và đội trưởng Lý vào khách sạn Nam Giang, đến chiều giám đốc Vương của khách sạn sẽ sắp xếp người đưa hai anh ấy đi tham quan du lịch. Sau khi Vương Tử Quân lên xe thì Du Giang Vĩ khẽ báo cáo. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Du Giang Vĩ là người nổi tiếng cẩn thận, điều này hắn căn bản đã được hiểu rõ. Hôm nay khi đón tiếp đoàn người Mạc Tiểu Bắc, Tiểu Bảo Nhi vừa lên xe thì nói rằng muốn uống nước, sau khi uống xong một hộp sữa thì lại nói buồn đi vệ sinh. Đường từ sân bay về nhà có hơi xa, thế là phải làm sao? Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đưa mắt nhìn nhau. Hai người không biết làm sao cho phải. Ai ngờ Du Giang Vĩ lại lấy ra một cái chai nhỏ, hắn nói với Tiểu Bảo Nhi. Tiểu Bảo Nhi, cho cháu đi vệ sinh trong bình ca hát được không? Phương pháp này làm cho Tiểu Bảo Nhi cảm thấy rất tò mò, nó vừa đi vệ sinh vừa gọi Mạc Tiểu Bắc. Mẹ, mẹ ơi, chú Du thật sự có ma thuật, cái này thật sự rất vui. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thật sự có chút cảm thán. Hai người làm cha mẹ thế nhưng căn bản không cẩn thận bằng Du Giang Vĩ. Trước khi đi đón bọn họ thì Du Giang Vĩ đã suy xét rất đúng chỗ, căn bản là cẩn thận khó có được. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến những sự việc trước đó, hắn quay sang nói với Du Giang Vĩ. Tối nay cậu bỏ ra chút thời gian dùng cơm với bọn họ. Vâng, Du Giang Vĩ trả lời cực kỳ dứt khoát, trong lòng càng có thêm vài phần hảo cảm với Bí Thư Vương. Khoảng thời gian này hoạt động của Bí Thư Vương khá dày, thế nhưng vẫn căn bản không quên hai cấp dưới của mình, có thể thấy rõ lãnh đạo quan tâm đến hai người kia như thế nào. Buổi chiều Vương Tử Quân đến kiểm tra khảo sát Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đông Hồng, vì trước đó đã có thông báo nên kết quả là không tệ. Sau khi Nhã Nhặn từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Phó Bí Thư chủ khảo khối tư pháp là Đồng Minh Đạt, Vương Tử Quân lên xe chạy về phía văn phòng tỉnh ủy. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Du Giang Vĩ đã quá quen thuộc công tác của thư ký, hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Nhưng cũng không phải là chiếc điện thoại trong tay hắn đổ chuông, mà là điện thoại trong tay Vương Tử Quân. Căn bản không có mấy người biết được số điện thoại này của Vương Tử Quân, người bình thường căn bản là không biết được số điện thoại này của hắn. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, đó là số điện thoại của Khương Long Cương. Khương Long Cương đã đi theo Vương Tử Quân vài năm, tất nhiên biết rõ tính cách của Vương Tử Quân. Hắn là người biết tiến lùi, thời điểm bình thường sẽ tuyệt đối không gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ có việc gì gấp sao? Bí thư Vương, Đức Trụ bị người của đồn công an đưa đi rồi. Khương Long Cương nối thông điện thoại thì dùng giọng gấp gáp nói với Vương Tử Quân. Lý Đức Trụ bị người của đồn công an đưa đi, Vương Tử Quân chợt sững sờ,
dù thế nào hắn cũng không ngờ Lý Đức Trụ vừa mới đến thành phố Đông Hồng đã bị công an đưa đi. Hắn thầm nghĩ xem có chuyện gì xảy ra, sau đó trầm giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu nói tôi xem. Bí thư Vương, chiều hôm nay Đức Trụ đến thăm một người bạn, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bạn gái người kia, nói là Đức Trụ và người bạn kia đều đã bị đưa vào đồn công an. Khương Long Cương nói. Bí thư Vương, là tôi không làm tốt công tác. Được rồi, không có gì liên quan đến cậu cả, bạn gái của người bạn kia có nói vì sao công an đưa Đức Trụ đi không? Vương Tử Quân cắt đứt lời nói kiểm điểm của Khương Long Cương, sau đó trực tiếp hỏi. Người bạn gái kia cũng không nói quá rõ ràng, tôi đã cho cô ấy đến khách sạn Nam Giang gặp mặt. Khương Long Cương khẽ trả lời. Vương Tử Quân gật đầu nói. Cậu ở trong khách sạn chờ tôi một chút, tôi sẽ đến ngay. Lý Đức Trụ là hạng người gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng. Người này lái xe cho hắn vài năm, luôn cực kỳ thành thật, cho đến bây giờ cũng chưa từng làm qua chuyện gì bất lương, lại càng không bao giờ tranh cường hiếu thắng. Hôm nay làm sao vậy? Mới đến Nam Giang đã bị cho vào đồn công an rồi. Lái xe Tiểu Trần dù không nghe rõ ràng Bí Thư Vương nói gì trong điện thoại, thế nhưng căn cứ vào giọng nói của Bí Thư Vương, hắn cảm nhận được sự cấp bách, vì vậy tốc độ chạy xe cũng nhanh hơn. Chỉ 10 phút sau xe của Vương Tử Quân đã dừng lại bên ngoài khách sạn Nam Giang. Dưới sự dẫn dắt của Du Giang Vĩ, Vương Tử Quân nhanh chóng đi đến phòng của Ách Khương Long Cương. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng, bên trong ngoài Khương Long Cương còn có một cô gái 20 tuổi khá xinh đẹp. Cô gái này đang khóc lóc nói với Khương Long Cương vài lời gì đó, khi thấy nhóm người Vương Tử Quân đi vào thì dừng lời, chỉ dùng cặp mắt to tròn hoảng sợ nhìn đám người Vương Tử Quân. Bí thư Vương. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Khương Long Cương nhanh chóng đứng lên đón chào. Vương Tử Quân khoát tay áo với Khương Long Cương, sau đó hỏi thẳng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bí thư Vương, vừa rồi tôi đã hỏi Triệu Nữ Sĩ, hình như có người muốn gây sự với bạn của Đức Trụ, vừa đúng lúc Đức Trụ có mặt và ra tay. Khương Long Cương cúi đầu nói với Vương Tử Quân. Cô gái trẻ tuổi cũng ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân, tuy nàng không biết thân phận của Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn vào biểu hiện của Khương Long Cương, rõ ràng đây mới là người có thể làm chủ. Một người đàn ông không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi, thế nhưng hắn lại làm cho nàng sinh ra cảm giác sợ hãi. Cô là bạn gái của bạn Đức Trụ, cô tên gì? Vương Tử Quân khẽ cười với cô gái kia rồi hỏi. Chào anh, tôi là Triệu Tịnh Quyên, là bạn gái của Lạc Minh Hạo. Triệu Tịnh Quyên đối mặt với ánh mắt của Vương Tử Quân, thế là nàng dùng giọng có chút co quắp nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Triệu Tịnh Quyên, sau đó hắn nói với Khương Long Cương. Long Cương, cậu rót cho đồng chí Tịnh Quyên một ly nước, khách đến mà không có nước uống, anh là người làm chủ cũng không được tốt cho lắm. Khương Long Cương nghe thấy Vương Tử Quân phân phó thì mới luống cuống tay chân đi rót trà. Triệu Tịnh Quyên thấy Vương Tử Quân rất bình tĩnh, thế là cảm giác bàng hoàng cũng yên ổn trở lại. Nàng khẽ cười nói với Vương Tử Quân. Cảm ơn ngài, tôi không khát. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không tiếp tục lên tiếng. Sau khi chờ Khương Long Cương pha trà xong thì hắn mới nói. Cô có thể nói rõ nguyên nhân vì sao mà bọn họ đánh nhau được không? Triệu Tịnh Quyên vốn rất bối rối, nàng sở dĩ tìm Khương Long Cương cũng là vì nhận được sự phó thác của Lý Đức Trụ. Nàng gọi điện thoại cho Khương Long Cương, được hẹn đến nơi này. Trước khi đó nàng cũng có chút luống cuống tay chân tìm các quan hệ để đưa bạn trai của mình ra, thế nhưng hiệu quả căn bản là không quá lý tưởng. Dù là nói chuyện với Khương Long Cương thì nàng cũng khá vội vàng sao động, nhưng khi đối mặt với người đàn ông không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi này, nàng chợt cảm thấy tỉnh táo lại vài phần. Người đàn ông này không hiểu vì sao lại làm cho nàng sinh ra cảm giác an tâm, nàng nhìn bộ dạng bình tĩnh của đối phương, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay, căn bản không có gì đáng lo. Triệu Tịnh Quyên bắt đầu uống nước, sau đó nói về những gì đã qua. Thì ra bạn trai của Triệu Tịnh Quyên là Lạc Minh Hạo sau khi chuyển nghề thì căn bản không tiếp tục công tác trong cơ quan nhà nước, mà mở một quán bar. Vì là người có quan hệ tốt, hơn nữa phương thức kinh doanh lại khá tốt, thế cho nên làm ăn khá phát đạt. Quán bar này làm ăn tốt cũng rước lấy phiền toái, ông chủ quán bar Cực Phong ở gần đó đến tìm Lạc Minh Hạo, yêu cầu Lạc Minh Hạo chuyển giao quán bar lại cho hắn,
phương diện giá cả lại rất thấp. Lạc Minh Hạo căn bản không muốn ném quả trứng vàng cho người ta, thế nên cứ hai ban ngày thì người của quán Ba Cực Phong đến quấy rối, thế là Lạc Minh Hạo nổi giận ra tay với đối phương. Chương 1098, một ếch ngồi đáy giếng tảng băng ngầm. Lạc Minh Hạo là người có kinh nghiệm tham gia quân ngũ, tất nhiên đánh nhau cũng có thủ đoạn hơn người, chẳng qua hảo hán không chịu nổi số đông. Khi Lạc Minh Hạo đang bị người ta vây quanh tấn công thì Lý Đức Trụ vừa vặn chạy đến. Thấy Lạc Minh Hạo bị đánh, Lý Đức Trụ tất nhiên sẽ không ngồi yên. Hai người cùng ra tay đánh tan được đám côn đồ, rõ ràng là tà ác không đàn áp được chính nghĩa, ông chủ bên kia bị hai tát in dấu tay lên mặt. Nhóm người Lạc Minh Hạo căn cứ vào nguyên tắc ổn thỏa làm ăn mà không báo cảnh sát. Bọn họ vốn cho rằng sự kiện này sẽ nhanh chóng trôi qua. Thế nhưng không ngờ 5 phút sau có 10 tên cảnh sát chạy đến, đám người này không nói hai lời mà đưa Lý Đức Trụ và Lạc Minh Hạo đi ngay. Triệu Tịnh Quyên gọi điện thoại cho khá nhiều người là công an, thế nhưng bọn họ căn bản đều ăn nói ấp úng giống như có gì đó rất cấm kỵ. Nói như vậy là đám người kia ra tay trước sao? Vương Tử Quân nhìn Triệu Tịnh Quyên rồi khẽ hỏi. Triệu Tịnh Quyên đan hai tay vào nhau, nàng nghe xong câu hỏi của Vương Tử Quân thì vô thức trả lời. Còn không phải sao, nếu không phải bọn họ đi vào gây rối đập phá, Lạc Minh Hạo cũng không ra tay. Ra tay đánh người cũng không đúng, các người có thể gọi điện thoại báo cảnh sát, để cho người của đồn công an đến xử lý, vũ lực có thể giải quyết được vấn đề sao? Vương Tử Quân cau mày trầm giọng nói. Vô ích mà thô, đã có vài lần chúng tôi báo công an, thế nhưng căn bản không có ai quản. Mỗi lần như vậy người của đồn công an cũng chạy đến. Cũng tiến hành kiểm tra theo thông lệ, còn yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin của đám người kia. Sau đó đồn công an cũng làm ra vài bản ghi chép, cuối cùng không giải quyết được gì. Triệu Tịnh Quyên nói đến đây thì thở phì phì nói. Có một lần tôi và Minh Hạo đi trên đường, vừa vặn gặp mặt người đến đập phá quán ba của chúng tôi. Khi đó Lạc Minh Hạo bắt được tên này, sau đó đưa đến đồn công an. Kết quả là một giờ sau đồn công an thả người. Nói là đã điều tra nhưng không có chứng cứ, không thể tùy tiện giữ người. Cái gì mà điều tra không tìm được chứng cứ? Chúng tôi có cung cấp đầy đủ hình ảnh từ camera của quán bar, rõ ràng là người này đến đập phá gây rối. Gương mặt Vương Tử Quân chợt trở nên âm trầm, hắn nghe những lời tự thuật của Triệu Tịnh Quyên, hắn biết những gì đang diễn ra. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mở miệng an ủi. Đồng chí Tịnh Quyên, cho dù là hàng ngũ công an thì cũng có những con sâu làm dầu nồi canh, nhưng tuyệt đại bộ phận các đồng chí vẫn là người chăm chú công tác, phụ trách với nhân dân. Mặc dù không dám gật đầu với những lời nói của Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn vào biểu hiện của Vương Tử Quân, Triệu Tịnh Quyên căn bản không phản bác, nàng chỉ cúi đầu vân về bàn tay của mình. Lúc này hệ thống tư pháp của tỉnh Nam Giang đang trong giai đoạn đẩy mạnh hoạt động tăng cường tố chất và ngoại hình, đã tiến vào giai đoạn truy cứu trách nhiệm. Cô có thể phản ánh sự việc như vậy với những cơ quan chuyên nghiệp, tôi tin tưởng bọn họ sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện khó tin của Triệu Tịnh Quyên, sau đó hắn nói tiếp. Tình huống của bạn trai cô thuộc loại phòng vệ chính đáng, căn bản không có việc gì. Tút tút tút. Khi Tử Quân chuẩn bị mở miệng thì điện thoại di động vang lên. Nàng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó lên tiếng. Chị Hào. Tôi là Tĩnh Quyên, chuyện của Minh Hạo thế nào rồi? Chị em khi nào thì được thả ra, cần bao nhiêu em cũng đưa đến, chỉ cần người được thả là được. Đầu dây bên kia không biết nói gì đó mà Triệu Tĩnh Quyên bên này tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Chị Triệu, chị nhất định phải giúp Minh Hạo, chúng em không mở quán ba nữa, chúng em sẽ chuyển cho hắn, như vậy được không? Triệu Tĩnh Quyên dùng giọng nức nở nói, thế nhưng lời cầu khẩn của nàng căn bản là không có tác dụng. Người ở bên kia vẫn cúp máy. Triệu Tịnh Quyên nắm chặt điện thoại trong tay rồi khóc nức nở. Bọn họ nói có một đại nhân vật mở miệng, nói là dù thế nào cũng phải cho Minh Hạo vào tù vài năm. Triệu Tịnh Quyên nói bằng giọng có vài phần mất hồn mất vía. Vương Tử Quân cau mày, hắn đưa cho Triệu Tịnh Quyên một chiếc khăn rồi an ủi. Đồng chí Tịnh Quyên, lúc này ra trận cũng không nên làm rối loạn đội hình. Có câu vô lý đi nửa bước cũng khó. Có lý đi khắp thiên hạ, chị đã kết luận bạn trai của mình không có sai lầm, như vậy cần phải tìm những nơi có trách nhiệm, nói rõ ràng sự việc, cứu anh ấy ra là được. Đúng, đồng chí Tịnh Quyên,
chị đi đến văn phòng quản lý trật tự chị An để phản ánh, tôi cũng không tin mình không thể nói lý lẽ. Khương Long Cương nghe rõ tâm tư của Vương Tử Quân, thế là vội vàng khích lệ Triệu Tĩnh Quyên. Điều này có tác dụng sao? Tất nhiên là có tác dụng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Quyên rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Vẻ mặt Triệu Tĩnh Quyên chậm rãi bình tĩnh trở lại, vẻ bình tĩnh của Vương Tử Quân làm cho nàng an lòng hơn vài phần, nàng gật đầu nói. Tôi sẽ đi ngay. Long Cương, cậu đi với cô ấy. Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó khẽ phân phó Khương Long Cương. Khương Long Cương đồng ý một tiếng, thế nhưng hắn cũng không đi theo Triệu Tĩnh Quyên ra ngoài. Hắn có chút do dự, sau đó nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, đức trụ cậu ấy. Tính tình của tiểu tử này cũng nên sửa đổi một chút, hôm nay để cho cậu ta ở đó ăn khuya, nếu không sau này sẽ tiếp tục làm việc bất chấp hậu quả. Vương Tử Quân căn bản tán thưởng tính cách nghĩa khí của Lý Đức Trụ, thế nhưng người này sẽ đi trên con đường tham chính, sẽ phải chịu sự ước thúc của phương diện đối nhân xử thế, cũng phải cho một bài học mới được. Sau khi nghe bí thư Vương Tử Quân nói sẽ gõ đầu Lý Đức Trụ, Khương Long Cương thở dài một hơi, sau đó cười cười với Vương Tử Quân rồi đi ra ngoài. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi, giám đốc khách sạn Nam Giang Thành Giang Dương đi đến, khi thấy Du Giang Vĩ đứng bên cửa thì cười nói. Cậu Du, cậu đến chỗ anh mà không nói một tiếng, có phải là xem thường anh không? Khi Thành Giang Dương chuẩn bị vươn tay ra bắt chặt tay Du Giang Vĩ, hắn chợt phát hiện người ngồi bên trong là Vương Tử Quân. Dù bây giờ khách sạn Nam Giang đã thay đổi chế độ nhưng tổng quát mà nói thì Thành Giang Dương vẫn là người của chính quyền, hắn căn bản không xa lạ gì vị bí thư ủy ban tư pháp mới đến nhận chức ở Nam Giang. Bí thư Vương, tôi không ngờ ngài đến khách sạn Nam Giang. Nếu như Thành Giang Dương có thể bắt tay với Du Giang Vĩ, hắn căn bản không có tư cách để bắt tay với Vương Tử Quân. Hắn nhanh chóng dịch người đi vào, sau đó dùng giọng nịnh nọt cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói. Tôi đến đây thăm người bạn. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên cất bước đi ra ngoài. Thành Giang Dương cũng nhanh chóng đi theo Vương Tử Quân ra ngoài, khi Vương Tử Quân lên xe thì hắn mới khẽ thở ra một hơi. Nhưng hắn cũng không dám lau mồ hôi trán, hắn khẽ nói với Du Giang Vĩ ở bên cạnh. Cậu Giang Vĩ, Bí thư Vương không có ý kiến gì với chất lượng phục vụ của khách sạn chúng tôi đấy chứ? Bí thư Vương chỉ đến thăm một người bạn, cũng không có chuyện gì. Du Giang Vĩ thấy bộ dạng run sợ của Thành Giang Dương thì cảm thấy buồn cười. Thành Giang Dương cũng xem như là một người phát triển rất khá, bây giờ đối mặt với Vương Tử Quân thì mồ hôi trán vã ra như tắm. Chương 1098 2X ngồi đáy giếng tảng băng ngầm. Khi Du Giang Vĩ lên xe, lúc này Thành Giang Dương mới dám dùng tay lau mồ hôi trên gương mặt mập mạp của mình. Hắn thầm nghĩ trong phòng kia có hại vị khách, nhất định phải phục vụ bọn họ cho thật tốt. Người có thể làm cho bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân đến thăm hỏi nhất định không phải tầm thường. Khi Thành Giang Dương đang lau mồ hôi thì một chiếc xe BMW chạy đến như bay. Khi xe đến trước mặt hắn thì nhanh chóng giảm tốc độ. Chiếc xe vẽ ra một đường cong rất đẹp, sau đó dừng lại đúng vị trí đỗ xe. Vẻ tức giận trên mặt Thành Giang Dương chợt tan biến, hắn tiến lên vài bước dùng sức kéo cửa xe. Ôi, Hà công tử, ngọn gió nào đưa ngài đến đây thế này? Hà công tử nhanh chóng bước xuống xe, sau đó chửi ầm lên. Thành mập, có phải anh không muốn gặp tôi không? Thành Giang Dương là người thông minh. Hắn căn bản không quá so đo với những người mà mình căn bản không thể đắc tội. Có câu người ta mắng cũng không phải cướp tiền của mình, có gì phải quan tâm chứ? Ôi, ngài xem mình nói gì kìa, tôi mỗi ngày đều trông mong Hà công tử đại giá quang lâm, chỉ sợ chỗ này quá nhỏ không thể nào làm cho ngài hứng thú mà thôi. Tuy Thành Giang Dương cảm thấy có chút bức bối nhưng vẫn cười ha hả nói. Nhưng Hà công tử cũng không chịu ghi nhận những lời nịnh nọt của Thành Giang Dương. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thành Giang Dương, sau đó dùng giọng thô bạo nói. Đừng nói nhảm với tôi, tranh thủ thời gian sắp xếp đi, tôi muốn mời vài người bạn dùng cơm. Thành Giang Dương tuy là giám đốc khách sạn Nam Giang thế nhưng cũng coi như một nhân vật trong thành phố Đông Hồng. Trước kia vị Hà công tử này đến cũng cười cười nói với hắn, hôm nay đối phương ăn phải thuốc nổ sao, đây là làm sao? Thành Giang Dương không khỏi đưa mắt nhìn Hà công tử.
vừa nhìn qua đã phát hiện vấn đề. Má trái của người này cao hơn má phải, hơn nữa còn có chút đỏ hồng. Thành Giang Dương là người từng trải, chỉ cần nhìn qua là biết vì sao lại như vậy. Hắn thầm nghĩ tên khốn nào chọc giận tiểu ma vương chứ? Chẳng lẽ Hà công tử bị bố đánh sao? Vì Thành Giang Dương biết Hà công tử đang tức giận nên căn bản không dám đổ thêm dầu vào lửa, hắn nhanh chóng cười nói. Hà công tử, mời ngài đi bên này. Ha ha, tôi mở ra cho ngài phòng khách lớn nhất, hôm nay không ai thay đổi được. Hừ, Hà công tử căn bản không thèm nhìn Thành Giang Dương, hắn nhanh chóng đi vào trong khách sạn. Thành Giang Dương căn bản không muốn chọc vào Hà công tử, vì một cậu công tử như thế này có gì cần nịnh bợ. Thế nhưng vấn đề là kẻ sau lưng Hà công tử không dễ trêu vào. Sau khi đưa Hà công tử vào phòng, Thành Giang Dương lấy cớ có lãnh đạo tỉnh mời khách ở trong khách sạn nên nói lời cáo từ. Sau khi đi ra khỏi phòng đại sảnh, hắn thầm nghĩ đến dấu tay trên mặt Hà công tử, trong lòng có vài phần hả hê. Cậu đi xem khách ở phòng Vạn Hoa là ai, lát nữa báo cáo cho tôi. Khi Thành Giang Dương xuống dưới lầu thì nói với vị phó giám đốc trực ban ở bên cạnh. Vị phó giám đốc trực ban được giám đốc phân công thì tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, hắn đặt tất cả tâm tư vào phòng Vạn Hoa, muốn xem những người nào sẽ đến đây. Vài phút sau thì một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát đi đến, khi thấy người này thì phó giám đốc trực ban vội vàng nói. Chào cục trưởng Mã. Vị cục trưởng này chính là khách quen của khách sạn Nam Giang, tuy chỉ là một vị cục trưởng phân cục nhưng lại là người quản lý địa phương bao quát khách sạn Nam Giang, có nhiều mối liên hệ, căn bản là quan hệ giữa hai bên khá tốt. Trước kia cục trưởng Mã đến đây sẽ luôn tình nguyện nói lời vui vẻ với các vị giám đốc khách sạn, thế nhưng hôm nay căn bản không có tâm tình này. Có phải Hà công tử đang trong phòng Vạn Hoa không? Cục trưởng Mã vừa đi về phía trước vừa khẽ hỏi. Vâng, trong phòng Vạn Hoa. Viên phó giám đốc Thẩm lưu tâm, ngoài miệng lại nhanh nhảu đáp. Vị cục trưởng Mã cũng không nói gì thêm, cũng sắp đi vào phòng Vạn Hoa, viên phó giám đốc định đi vào theo nhưng cửa đã đóng sầm lại. Tuy viên phó giám đốc rất muốn nịnh nọt giám đốc của mình, thế nhưng tình huống này căn bản không thể nào đi vào được, dù nàng là nữ. Khi nữ phó giám đốc đang định rời đi trong tiếc nuối thì một người đàn ông khác vội vàng đi đến. Người đàn ông này cũng mặc đồng phục cảnh sát, nhìn qua mới hơn 30 tuổi, khi thấy nữ phó giám đốc thì khẽ nói. Có Hà công tử bên trong không? Vâng, đồn trưởng Đặng, vừa rồi cục trưởng Mã vừa mới đi vào. Vị nữ phó giám đốc căn bản cũng không dám đắc tội với đồn trưởng Đặng, tuy một vị đồn trưởng đồn công an căn bản không tính là gì trong khách sạn Nam Giang thường đón lãnh đạo tỉnh, thế nhưng đối với một người như nàng thì đó đã là nhân vật lớn rồi. Đồn trưởng Đặng nghe nói cục trưởng Mã đã đến thì bàn chân càng thêm nhanh nhẹn, hắn vừa đi vừa nói với phó giám đốc. Cảm ơn em, lần sau có cơ hội sẽ mời em dùng cơm. Lời nói của vị đồn trưởng Đặng này cũng không thể cho là chắc chắn. Sau khi đẩy cửa vào phòng thì nhanh chóng quên ngay. Lúc này hắn giống như một học sinh tiểu học đi vào phòng giáo viên, sau đó hắn cung kính chào hỏi Hà công tử và cục trưởng Mã đang trò chuyện với nhau. Anh Đặng, anh không thu thập được hai tên tiểu tử kia, lại còn cho chúng đánh vào mặt tôi. Con bà nó, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi bị đánh. Hừ, tôi phải giết chết nó. Hà công tử vốn nổi giận đùng đùng. Bây giờ thấy đồn trưởng Đặng đến thì càng thêm lớn tiếng. Đồn trưởng Đặng nhìn cục trưởng Mã, hắn không dám lên tiếng, chỉ ngồi bên cạnh cục trưởng Mã mà thôi. Cục trưởng Mã là lão thủ trưởng của đồn trưởng Đặng, lúc này hắn nhìn cấp dưới của mình thì hiểu ngay vấn đề, hắn trầm giọng nói. Sao vậy, ai làm cho cậu nổi giận như thế? Hà công tử, cục trưởng, vừa rồi chúng tôi đã điều tra. Người đánh Hà công tử chính là phó đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông một thành phố thuộc tỉnh Sơn Nam, nếu sử dụng thủ đoạn với đối phương, căn bản là hậu hoạn vô cùng. Cái gì mà hậu hoạn vô cùng, không phải chỉ là một con chó đứng đường sao? Anh cứ để tôi đánh chết hắn, là cảnh sát giao thông thì tốt, ông không những đánh chết nó, còn bóc da của nó ra, cho nó phơi nắng cả đời. Hà công tử không chờ cục trưởng Mã lên tiếng mà nổi giận đùng đùng mắng. Hà công tử với gương mặt sưng vù đỏ tấy, bây giờ hắn gào lên làm cho người ta cảm thấy giống như một tên điên. Nhưng Hà công tử căn bản chỉ lo phát tiết, hắn không biết cục trưởng Mã và đồn trưởng Đặng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt không chút thoải mái, còn có vài phần phản cảm.
nhưng cảm giác này chỉ lóe lên trong mắt bọn họ, mặc dù tên cảnh sát giao thông không may là người cùng ngành với bọn họ, thế nhưng người này chọc giận vào công tử của cục trưởng cục công an, căn bản không còn đáng tiền nữa rồi. Trong thành phố Đông Hồng hầu như tất cả công an đều biết Hà Bính Sở là con trai bảo bối của cục trưởng, căn bản đừng ai động vào vị công tử này ở đất Đông Hồng. Anh Mã, anh nói một câu sảng khoái xem, việc này anh làm được không? Hà Bính Sở đưa mắt nhìn cục trưởng Mã, thế là lớn tiếng hỏi. Chương 1099, chuyện lớn trên địa bàn của anh. Cục trưởng Mã do dự giây lát, sau đó hắn hạ quyết tâm dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Cậu cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh nhất định sẽ xử lý thật tốt. Sau khi nghe xong lời đảm bảo của cục trưởng Mã, vẻ mặt Hà Bính Sở đã tốt đẹp hơn một chút, sau đó hắn vỗ tay nói. Tốt, anh Mã đã nói rồi đấy, tối nay tôi chờ tin tức tốt đẹp của hai vị. Hà Bính Sở nói đến đây thì vỗ vỗ lên vai cục trưởng Mã rồi nói. Anh Mã, tối nay tôi mở tiệc chỗ này, chúng ta sẽ uống vài ly. Cũng không cần, phải là tôi an ủi cậu mới đúng. Cục trưởng Mã nào dám để cho Hà Bính Sở phải bỏ tiền, thế là dùng giọng được sủng ái mà kinh hoàng nói. Anh Mã, anh cũng không nên khách khí, nếu anh không đến là xem thường tôi. Họ Hà tôi không có gì dám cam đoan, thế nhưng cũng có vài phần danh tiếng. Trong địa bàn Đông Hồng này anh cứ nghe lời tôi, chỉ cần kẻ nào không phụ lòng tôi, trước nay tôi chưa từng bạc đãi kẻ đó bao giờ. Tất nhiên nếu có gì không đúng, cũng đừng trách tôi ra tay độc ác. Hà Bính Sở nói đến đây thì cục trưởng Mã chỉ có thể gật đầu theo, vì sự việc đã xem như thương lượng tốt, bầu không khí trong phòng cũng thoải mái hẳn lên. Lúc này ở trước mặt cục trưởng Mã thì căn bản không có vị trí của đồn trưởng Đặng, hắn vừa giúp đỡ châm trà cho hai người, vừa nói vài câu vui cười. Anh Đặng đừng nói chuyện cười nữa, tôi cười là cảm thấy đau mặt. Hà Bính Sở khẽ khoát tay áo với đồn trưởng Đặng, hắn nhe răng nhếch miệng cười nói. Đồn trưởng Đặng định lên tiếng, đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cục trưởng Mã thì thuận tay cúp điện thoại. Nói chuyện với lãnh đạo mà điện thoại đổ chuông, phải để cho lãnh đạo chờ anh, như vậy có phải là người hiểu quy củ hay không? Khi đồn trưởng Đặng đang oán trách kẻ nào không có ánh mắt gọi điện thoại cho mình vào lúc này, đúng lúc điện thoại lại vang lên. Lúc này đồn trưởng Đặng có chút xấu hổ, hắn chuẩn bị tinh thần cúp điện thoại, chợt cục trưởng Mã nói. Nghe điện thoại đi. Đồn trưởng Đặng nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, hắn trầm giọng nói. Tôi đang bận, lát nữa tôi gọi điện thoại lại. Đồn trưởng, vừa rồi nhận được điện thoại của văn phòng xử lý trật tự trị an, nói là có người phản ánh vụ án của Lạc Minh Hạo, chủ yếu là phản ánh chúng ta phá án có vấn đề, hành vi của chúng ta đối với sự kiện quán ba Cụ Phong đến gây rối chính là lạm dụng chức quyền gây rối loạn trật tự trị an. Người ở đầu dây bên kia căn bản không chờ đồn trưởng Đặng cúp điện thoại mà dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói. Là điện thoại của văn phòng trật tự trị an. Hơn nữa còn phản ánh vụ án của Lạc Minh Hạo. Đồn trưởng Đặng định cúp máy nhưng những ngón tay chợt đông cứng. Sau khi suy xét lại vấn đề thì hắn nói. Cậu chờ chút, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại trả lời. Hà Bính Sở và cục trưởng Mã vẫn trò chuyện cùng nhau. Nhưng bọn họ cũng nghe được nội dung trò chuyện qua điện thoại của đồn trưởng Đặng. Cục trưởng Mã căn bản không hỏi mà chờ đồn trưởng Đặng mở miệng báo cáo. Nhưng Hà Bính Sở căn bản không có lòng nhẫn nại như vậy, hắn đứng lên hỏi. Anh Đặng, có người chọc chuyện này lên trên sao? Hà công tử, văn phòng xử lý trật tự trị an của Ủy ban Tư pháp thành phố đã yêu cầu chúng tôi nhanh chóng chứng thực vụ án này, phải báo cáo cụ thể tình huống phá án. Đồn trưởng Đặng tỏ ra có vài phần khổ sở. Văn phòng cái con khỉ, anh Đặng, anh xử lý theo lời tôi là được. Tôi cũng không tin có tên chó má nào dám quản chuyện của tôi, đúng là đáng cười. Hà Bính Sở chửi ầm lên. Anh Mã, khi nào thì có một văn phòng chó má như vậy? Anh nói tôi nghe xem, thằng nào quản vụ này? Cậu Hà, không phải trong tỉnh có một vị bí thư ủy ban tư pháp mới đến nhận chức sao? Bí thư Vương này nhận chức và đốt lửa, vì tăng cường tố chất của nhân viên công tác, vì đẩy cao hình tượng của ban ngành nên mở ra văn phòng xử lý trật tự trị an, chuyên giám sát các đơn vị chấp pháp. Cục trưởng Mã nói đến đây thì dùng giọng cẩn thận nói. Nếu không thì chúng ta chờ thêm một chút nữa vậy. Anh Mã,
tôi sẽ lo phía văn phòng trật tự trị an. Hà Bính Sở nói rồi tiếp tục. Đám người khốn nạn kia dám quản việc của ông, đúng là nhàn rỗi sinh loạn. Những ngày qua đồn trưởng Đặng cảm thấy rất nhức đầu vì văn phòng quản lý trật tự trị an, lúc này nghe Hà công tử mở miệng mắng mà cảm thấy rất khoái trá, sảng khoái tinh thần. Hắn cảm thấy sự việc này có chút khó giải quyết, thế nhưng sau khi nghe Hà công tử nói như vậy thì tảng đá trong lòng cũng biến mất. Hà công tử, ngài cứ chờ đó mà xem. Lạc Minh Hạo là một người đàn ông trẻ tuổi tráng kiện, tuy không quá cao nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác mạnh mẽ hơn người. Lúc này hắn vừa hút thuốc vừa khẽ nói với Lý Đức Trụ ở bên cạnh. Trụ tử, thật sự xin lỗi cậu, đã làm liên lụy đến cậu. Lý Đức Trụ lại tươi cười nói. Cái này có là gì đâu, chúng ta là anh em, nếu cậu nói như vậy nữa thì rõ ràng là khách khí với tôi. Tuy ngoài miệng nói chuyện vui vẻ nhưng Lý Đức Trụ cũng có vài phần không yên. Hắn không phải hối hận giúp bạn mình, hắn lo lắng đến phản ứng của Bí Thư Vương. Chính mình đến Đông Hồng thăm lãnh đạo, bây giờ thì chính mình lại gây chuyện. Mong sao không tạo nên phiền toái gì cho Bí Thư Vương. Hi hi, không nói đến những thứ này nữa, sau khi ra ngoài tôi sẽ mời cậu vài ly. Lạc Minh Hạo cũng là người sảng khoái, sau khi nghe Lý Đức Trụ nói như vậy thì nở nụ cười lên tiếng. Đúng rồi, trụ tử, nghe nói bây giờ cậu là lái xe cho lãnh đạo sao? Lạc Minh Hạo nói vài câu về tình hình của mình. Sau đó quay sang hỏi Lý Đức Trụ. À, trước kia tôi lái xe cho Bí Thư Vương của Thị ủy Lan Nam. Lý Đức Trụ cười cười dùng giọng khiêm tốn nói. Hắn lái xe cho Bí Thư Vương và cảm thấy rất tự hào. Bí Thư Vương là một cán bộ tốt, lãnh đạo không những thông qua cố gắng của mình để biến một địa phương lạc hậu trở thành thành phố phát triển kinh tế bậc nhất trong tỉnh, hơn nữa phong cách làm việc càng không thể chê vào đâu được. Mặc dù có rất nhiều cơ hội nhưng đến bây giờ Bí Thư Vương vẫn chưa từng vươn tay ra lấy bất cứ thứ gì có lợi cho mình. Sau khi đi đến công tác ở đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam, phạm vi kết giao của Lý Đức Trụ càng thêm rộng khắp, dù là lãnh đạo xí nghiệp hay quần chúng nhân dân, chỉ cần nhắc đến Bí Thư Vương là không có ai không dựng ngón tay cái lên. Lý Đức Trụ tin tưởng, đám người kia đều nói sự thật. Dù sao thì bây giờ Bí Thư Vương cũng đã rời khỏi La Nam, rời khỏi Sơn Nam. Căn bản không còn lực ảnh hưởng quá lớn đến tương lai của bọn họ. Đi phu là như vậy thì chỉ cần Bí Thư Vương mở miệng sẽ có tác dụng giống hệt như trước trong thành phố La Nam. Lý Đức Trụ là lái xe cho Bí Thư Vương, hắn đi đến đâu vẫn có thể diện giống như trước. Hắn đi nhận chức cũng không phải vì Bí Thư Vương thăng chức, còn có một nguyên nhân khác, vì Bí Thư Vương căn bản làm được nhiều chuyện tốt cho thành phố La Nam. Chương 1101 Dẫm đuôi anh trốn không thoát. Cúp vàng cúp bạc không bằng danh tiếng có được từ quần chúng thành phố La Nam luôn nói tốt cho Bí Thư Vương, cũng là vì Bí Thư Vương làm được nhiều chuyện tốt cho La Nam, đã đưa tất cả quần chúng nhân dân tiến lên con đường làm giàu. Thế nào, bây giờ lãnh đạo không còn dùng cậu nữa sao? Lạc Minh Hạo là người tư duy nhanh nhẹn, hắn căn cứ vào hai chữ trước kia trong lời nói của Lý Đức Trụ để hiểu ra vấn đề, sau đó dùng giọng có chút gấp gáp hỏi. Không phải. Lãnh đạo chúng tôi đã được điều động. Lý Đức Trụ trầm ngâm giây lát, cũng không nói ra sự kiện Bí Thư Vương đã là Bí Thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang. Đây cũng không phải là hắn không tin tưởng Lạc Minh Hạo, thế nhưng ngược lại thì hắn cảm thấy không nên khoe khoang trước mặt bạn bè. Vậy tiểu tử cậu bây giờ đang làm gì? Lạc Minh Hạo khẽ đụng vào vai Lý Đức Trụ rồi cười nói. Không phải bị lãnh đạo trước xa lánh đấy chứ? Nếu như vậy thì cậu đến Đông Hồng với tôi. Anh em chúng ta lại tiếp tục xông pha trận mạc. Bí Thư Vương xa lánh mình sao? Lý Đức Trụ không khỏi cười cười, bây giờ hắn căn bản là phát triển như diều gặp gió ở thành phố La Nam, ai mà xa lánh mình chứ? Không, lãnh đạo của tôi là một người tốt, bây giờ tôi công tác và nhận được rất nhiều sự quan tâm. Lạc Minh Hạo lập tức nở nụ cười, hắn vừa cười vừa nói với Lý Đức Trụ. Trụ tử, mau kết hôn đi thôi. Tôi còn nhớ khi hai chúng mình còn là tân binh, cậu đã có một đối tượng ở nhà rồi thì phải. Cũng nhanh mà thôi, hì hì, chuẩn bị vài ngày nữa thì kết hôn. Vốn đã chuẩn bị là đầu năm nay, thế nhưng tôi đến công tác ở đơn vị mới, công tác có chút bận rộn. Lý Đức Trụ nói đến đây thì cười nói. Tiểu tử cậu cũng không nhanh tay đi, à, có cô bạn gái xinh đẹp như vậy còn gì nữa.
Lạc Minh Hạo căn bản rất đắc ý với cô bạn gái của mình. Hai người nói đơn giản vài câu, sau đó Lạc Minh Hạo cười nói. Nhà cửa chuẩn bị cho lễ cưới thế nào rồi? Nếu không thì tôi sẽ giúp cho một chút. Khi tôi đến đơn vị công tác thì được phân phối nhà, ba phòng hai gian, cũng coi như rất tốt. Khi nhắc đến nhà của mình thì trên mặt Lý Đức Trụ xuất hiện nụ cười vui vẻ, hắn đến đơn vị và có bầu không khí công tác rất tốt. Nhưng nếu hắn không phải là lái xe cho Bí Thư Vương, nào đến lượt hắn được phân phối nhà như vậy? Tiểu tử cậu xem như không uổng công phục vụ lãnh đạo. Tuy không phải là người công tác trong chính quyền nhà nước nhưng Lạc Minh Hạo cũng biết phân phối nhà ở là cái gì. Lúc này cải cách mở rộng, đơn vị cũng không liên tục xây dựng nhà ở cho nhân viên như năm xưa. Lý Đức Trụ là người ới đến mà được phân phối nhà, rõ ràng là một người phát triển rất mạnh trong đơn vị của mình. Lý Đức Trụ cười cười, hắn không nói gì. Hắn thấy mình công tác phục vụ Bí Thư Vương, thu hoạch tốt nhất của hắn cũng không phải ở phương diện vật chất, mà đó là quan hệ với Bí Thư Vương. Hắn cảm thấy với quan hệ này, hắn có một nhân tình rất lớn, sau này nó sẽ là bậc thang cho hắn tiến lên cao hơn. Anh em, cậu đang công tác ở đơn vị nào? Lạc Minh Hạo vỗ đầu một cái rồi hỏi Lý Đức Trụ. Tôi công tác ở đội cảnh sát giao thông. Lý Đức Trụ cười cười nói. Trước khi đi thì Bí Thư Vương có hỏi tôi muốn đến nơi nào, tôi nói tình nguyện đến đội cảnh sát giao thông, thế là kết quả giống hệt như vậy. Lạc Minh Hạo nhìn gương mặt cởi mở của Lý Đức Trụ, trong lòng có vài phần cảm động. Lý Đức Trụ không còn giống như dĩ vãng thế nhưng vẫn ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ anh em, điều này làm cho hắn cực kỳ cảm động. Hắn vươn tay vỗ vỗ vai Lý Đức Trụ, sau đó lại cười nói. Cậu đi vào đó thì có chức vụ gì? Phó đại đội trưởng. Lý Đức Trụ căn bản không che giấu với anh em của mình, hắn dùng giọng đắc ý nói tiếp. Khi tôi nhận chức được một tháng thì đại đội trưởng được phân công nhiệm vụ khác, thế là tôi tạm thời làm đại đội trưởng. Lạc Minh Hạo cũng biết đại đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố là như thế nào, hắn vỗ vỗ vai Lý Đức Trụ rồi nói. Tiểu tử cậu phát triển rất tốt, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ là lãnh đạo mà thôi. Khi hai người đang nói chuyện nhiệt liệt với nhau, một tên cảnh sát hơn 20 tuổi chạy đến. Hắn nhìn thoáng qua hai người rồi khẽ nói với Lạc Minh Hạo. Anh Lạc, anh làm sao vậy? Lần này anh phiền phức lớn rồi. Lạc Minh Hạo rất quen thuộc viên cảnh sát trẻ tuổi kia, hắn trầm giọng nói. Cậu em, người ta đập phá quán của tôi. Tôi chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi, chỉ là phòng vệ mà thôi. Anh à, anh đừng nói những lời này với tôi vô ích mà thôi, tôi nói cho anh biết, anh lần này chọc ra chuyện lớn rồi, căn bản nên tự giải quyết cho tốt. Tên cảnh sát trẻ tuổi muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra. Lạc Minh Hạo là người lăn lộn trong xã hội nhiều năm, ánh mắt cũng khá mạnh mẽ. Hắn nhìn viên cảnh sát trẻ tuổi kia, chỉ biết sự việc này căn bản là không dễ dàng gì. Hắn lập tức lên tiếng. Dám làm dám chịu, dù là chuyện gì thì Lạc Minh Hạo tôi cũng đối mặt được, nhưng người bạn này của tôi không liên quan, không thể kéo anh ấy vào được. Anh Lạc, chuyện này tôi không nói gì được. Tên cảnh sát trẻ tuổi nói một câu rồi đi ra ngoài. Vẻ mặt Lạc Minh Hạo càng thêm khó coi, hắn cúi đầu không nói lời nào, lại dùng ánh mắt đầy áy náy nhìn Lý Đức Trụ. Được rồi, nhìn tôi làm gì, không có gì đâu. Lý Đức Trụ vỗ vỗ vai Lạc Minh Hạo rồi khẽ nói. Chỉ mong là không có chuyện gì. Lạc Minh Hạo cảm khái một tiếng rồi khẽ nói. Thời gian dần trôi qua, đèn trong phòng đột nhiên được bật lên sáng rực, ánh sáng trắng chĩa vào hai người Lý Đức Trụ và Lạc Minh Hạo, làm người ta cảm thấy chói mắt. Hơn nữa hai người mới chỉ ăn sáng đơn giản, tâm tình lúc này lại trầm trọng, căn bản không nói thêm điều gì. Lý Đức Trụ lúc này cũng có chút bất an. Hắn nghĩ rằng với thủ đoạn của Bí Thư Vương, có lẽ đã sớm cứu mình ra. Nhưng vì sao lúc này mình còn ở chỗ này, không phải là Bí Thư Vương bỏ mặc mình đấy chứ? Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Lý Đức Trụ mơ màng cảm thấy buồn ngủ, khi hắn chuẩn bị ngủ thì cửa phòng bị mở ra. Tiếng mở cửa rất chói tai, vài người đi vào, Lý Đức Trụ ngửa đầu nhìn, vẻ mặt có vài phần sững sờ. Vì người đi phía sau có vài phần quen thuộc. Chính là người đã xung đột với hắn và Lạc Minh Hạo vào ngày hôm nay. Khi đó Lý Đức Trụ thấy tên kia cầm ghế đập vào đầu Lạc Minh Hạo, mà Lạc Minh Hạo thì căn bản không có thời gian xoay người đối phó.
cũng vì tên khốn kia cầm ghế đập vào đầu Lạc Minh Hạo, thế cho nên Lý Đức Trụ đang ra tay ngăn cản Lạc Minh Hạo đánh người, hắn nổi điên và cho tên kia một tát như trời giáng. Tên kia sao lại đến đây? Chẳng lẽ là bị bắt về rồi sao? Trong đầu Lý Đức Trụ lóe lên ý nghĩ như vậy, đúng lúc thấy tên kia đi đến bên cạnh mình, bàn tay đánh về phía hắn, vừa hùng hổ nói. Thằng kia, mày dám đánh ông sao? Từ nhỏ đến giờ ông chưa từng bị ai đánh bao giờ. Lý Đức Trụ chợt lách người sang một bên, tránh đòn của đối phương. Nhưng khi hắn vừa tránh người thì 7-8 tên đã lao lên, đám người này có vẻ mặt và ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, tên cầm đầu còn xách theo một cây gậy khá lớn. Các người muốn làm gì? Tôi nói cho các người biết, các người muốn quán ba thì tôi sẽ chuyển không cho. Lạc Minh Hạo nhìn đám người kia đánh Lý Đức Trụ thì không khỏi quát lớn. Ha ha, quả nhiên là anh em thâm tình, mày yên tâm, lát nữa sẽ không thiếu phần của mày. Hà Bính Sở nói rồi chép miệng với một tên thanh niên ở bên cạnh, tên kia cười hì hì, sau đó trực tiếp đưa cây gậy cao su cho Hà Bính Sở. Chương 1102, giẫm đuôi anh trốn không thoát. Chương 1102, giẫm đuôi anh trốn không thoát. Hà Bính Sở tiếp nhận gậy cao su, gương mặt cực kỳ dữ tợn, đúng lúc này đèn được bật sáng rực. Thằng khốn, dám đánh tao, dám đánh vào mặt tao. Hà Bính Sở lớn tiếng mắng chửi, sau đó vùng gậy đánh về phía Lý Đức Trụ. Lý Đức Trụ muốn tránh nhưng bốn phía đã bị người ta vây chặt, những người này cũng không cho hắn cơ hội phản công, nhanh chóng chặn hết tất cả đường lui. Sáng sớm Vương Tử Quân có thói quen vung tay sờ sang bên cạnh, thế nhưng lúc này hắn lại sờ vào khoảng không, thân thể vốn ở bên cạnh đã không còn. Vương Tử Quân mở to mắt nhìn, chợt ý thức được Mạc Tiểu Bắc đã thức dậy. Hắn nghiêng tai nghe ngóng, chợt thấy có âm thanh vang lên trong nhà bếp. Mạc Tiểu Bắc đang nấu cơm, xem ra cảm giác có vợ ở bên cạnh là khác hẳn. Vương Tử Quân cảm khái một câu rồi quyết định nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị ngủ thì cửa bị đẩy ra, Mạc Tiểu Bắc mỉm cười đi đến bên cạnh. Lúc này Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, khi Vương Tử Quân còn chưa kịp có phản ứng thì nàng đã ném cho hắn một bộ đồ thể thao màu xanh. Em thấy bên dưới có một sân cầu lông, chúng ta đánh cầu lông một chút thôi. Vợ, anh không muốn thức dậy vào lúc này. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng vui cười nói. Không được, anh phải dậy, em nói cho anh biết, Tiểu Bảo Nhi đã chuẩn bị thức dậy chạy bộ, anh làm bố cũng không thể không bằng con được. Mạc Tiểu Bắc dùng giọng trầm thấp nói, còn mang theo vài phần uy hiếp. Vương Tử Quân nghe giọng nói nghiêm trọng và xảo quyệt của Mạc Tiểu Bắc, thế là hắn chỉ có thể cố gắng đứng lên. Hắn mặc quần áo thể thao lên người, sau đó ôm Mạc Tiểu Bắc vào trong lòng. Được rồi, con trai đang rửa mặt, vào đây ngay bây giờ đấy. Mặc dù Mạc Tiểu Bắc cảm thấy rất hưởng thụ, thế nhưng nàng vẫn kiên định đẩy Vương Tử Quân ra khỏi mình. Bí thư Vương căn bản không dễ dàng bị đánh bại như vậy, khi hắn đang không ngừng cố gắng thì đã nghe thấy giọng nói của Tiểu Bảo Nhi. Mẹ, bố đã thức dậy chưa, chúng ta chạy bộ thôi. Khu nhà thường ủy tỉnh ủy Nam Giang căn bản là một khu đất rất rộng, năm xưa quy hoạch rất khá. Có cả một ngọn núi nhỏ, còn có không ít sân thể thao. Trước khi Mạc Tiểu Bắc đến đây thì Vương Tử Quân căn bản không biết những cái sân này, nhưng hôm nay địa phương dành cho những ông lão trên 50 lại liên tục vang lên những tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Bí thư Tử Quân, đây là con của anh sao? Hi hi, cậu bé này thật đáng yêu. Vừa chạy không được bao xa thì có người thứ tư mở miệng chào hỏi Vương Tử Quân. Lần này người ve vuốt gương mặt nhỏ nhắn như quả táo của Tiểu Bảo Nhi chính là Chủ tịch Chữ Vận Phong. Với ánh mắt chuyên nghiệp của Vương Tử Quân, Chủ tịch Chữ Vận Phong chào hỏi mình, chỉ sợ phần nhiều là hướng về phía con mình. Tuy Tiểu Bảo Nhi bị người ta sờ mặt và cảm thấy không thoải mái, thế nhưng dưới ánh mắt của Mạc Tiểu Bắc, nó vẫn chào Chữ Vận Phong một tiếng ông, điều này không khỏi làm cho Chữ Vận Phong nở nụ cười rất thoải mái. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản với Chữ Vận Phong, hai người nhanh chóng tách ra hai hướng khác nhau. Hai người cũng không bàn chuyện công tác, vì vậy bầu không khí rất vui vẻ. Vương Tử Quân tốn hơn nửa giờ để tập thể dục buổi sáng, trong khoảng thời gian này Tiểu Bảo Nhi giống như một ngôi sao trên sân, hầu như bất cứ người nào cũng muốn nói vài câu trêu chọc với nó. Bố, những đồng sự của bố sao thích vuốt mặt người ta vậy?
Sau khi về đến nhà dùng cơm sáng thì Tiểu Bảo Nhi quệt miệng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống như người lớn của Tiểu Bảo Nhi, hắn chỉ cười cười mà không nói gì. Vương Tử Quân phấn chấn tinh thần đi vào trong phòng làm việc xử lý vài việc vặt, sau đó chuẩn bị nghiên cứu hành trình công tác hôm nay. Trong tháng này hắn phải đi đến các thành phố trong tỉnh Nam Giang để khảo sát tình hình, đồng thời hắn cũng phải xem xét các vụ án, như vậy mới có thể hiểu rõ thêm vài phần. Giang Vĩ, chuyện kia thế nào rồi? Vương Tử Quân khẽ đưa cặp tài liệu của mình cho Du Giang Vĩ rồi hỏi. Du Giang Vĩ lên tiếng. Bí thư, Triệu Tĩnh Quyên đã đi đến văn phòng trật tự trị an để phản ánh tình huống, người của văn phòng cũng nhanh chóng lên tiếng, sẽ xử lý vụ này trong thời gian 3 ngày. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cất bước đi ra ngoài. Lúc này điện thoại của Du Giang Vĩ chợt vang lên, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó cúi đầu nghe điện thoại. Sau khi nói hai câu, hắn khẽ quay sang nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, là điện thoại của anh Long Cương, anh ấy nói Triệu Tĩnh Quyên nhận được thông báo của văn phòng trật tự trị an, nói bọn họ phản ứng tình huống không chân thực. Ừ, Vương Tử Quân đồng ý một tiếng. Hắn tiếp tục đi xuống bên dưới. Du Giang Vĩ lúc này không hiểu rõ thái độ của Vương Tử Quân, cũng không dám mở miệng nhiều. Khi Vương Tử Quân lên xe, hắn chợt quay sang nói với Du Giang Vĩ. Anh để cho bọn họ phản ánh lên văn phòng xử lý trật tự trị an trực thuộc Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Du Giang Vĩ nhận được chỉ thị của lãnh đạo thì không dám chậm trễ, hắn lập tức điện thoại đến cho Khương Long Cương. Du Giang Vĩ thầm suy đoán tâm tư của Bí Thư Vương. Cảm thấy Bí Thư Vương đang sử dụng sự kiện này để tiến hành khảo nghiệm công tác của hệ thống văn phòng xử lý trật tự trị an trong tỉnh Nam Giang. Người phụ trách công tác của văn phòng xử lý trật tự trị an là Phó Bí Thư Mạnh, Du Giang Vĩ tuy có quan hệ khá tốt với người này, thế nhưng hắn cũng không dám mở miệng mật báo. Hắn là thư ký của lãnh đạo, có nhiều chuyện hắn cần phải biết nhưng không được nói ra. Vương Tử Quân lần này đến nghiên cứu thành phố Loa Hồ. Hắn đi trên đường 2 giờ liền mà sinh ra cảm giác mệt mỏi. Khi xe của Vương Tử Quân rời khỏi đường cao tốc, Bí thư Trịnh Trung Đạt của Ủy ban Tư pháp thành phố Loa Hồ đã chờ sẵn. Có thể thấy thành phố Loa Hồ căn bản chuẩn bị rất tốt để nghênh đón Vương Tử Quân, đặc biệt là Bí thư Trịnh Trung Đạt càng tiến hành báo cáo nhiều hoạt động của địa phương cho Vương Tử Quân. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Loa Hồ cũng không phải cố gắng tìm ra bệnh tật gì, chủ yếu là muốn làm quen công tác ở các thành phố. Vì thế mà bầu không khí giữa hai bên là rất tốt. Lúc dùng cơm Bí thư Trương Hữu Quang của thành phố Loa Hồ tự mình đến tiếp khách, cũng có hơn phân nửa thành viên ban ngành của thành phố Loa Hồ đến tham gia. Bầu không khí bữa tiệc rất nhiệt liệt, đúng lúc này điện thoại của Du Giang Vĩ lại vang lên. Du Giang Vĩ là thư ký tuy không ngồi cùng bàn với Vương Tử Quân, tuy lúc này Trương Hữu Quang cho lời mời, thế nhưng hắn vẫn phải ngồi ngoài. Trương Hữu Quang căn bản cũng không quá cưỡng cầu. Thế nên cho thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy tiếp đón Du Giang Vĩ ở bên ngoài. Cái gì, anh nói văn phòng xử lý trật tự trị an Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy không chịu làm gì sao? Du Giang Vĩ nhíu mày, khi hắn chuẩn bị nói hai câu an ủi thì lời nói của Khương Long Cương lại làm cho hắn sợ hãi. Anh chờ chút, tôi sẽ chuyển cáo cho Bí Thư Vương. Du Giang Vĩ nói rồi không quan tâm đến viên thư ký trưởng văn phòng thị ủy Loa Hồ ở bên cạnh. Hắn nhanh chóng chạy vào trong. Lúc này bên trong đang mời rượu lẫn nhau, phó bí thư chuyên trách của thành phố Loa Hồ là nữ, nàng đang nâng ly rượu mời Vương Tử Quân. Bí thư Vương, là điện thoại của tỉnh ủy. Du Giang Vĩ cũng là người phản ứng nhanh, khi thấy mọi người nhìn mình, hắn biết mình có chút đường đột. Hắn chần chờ giây lát rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn bước đi ra, lại tiếp nhận điện thoại trong tay Du Giang Vĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 105.